Chương 1201. Tạch tạch tạch. Mạc Vô Kỵ đều có thể rõ ràng nghe được chính mình lĩnh vực bị xé mở, chỗ không gian quy tắc thanh âm vỡ vụn. Một loại khí tức tử vong nghiền ép lên đến, Mạc Vô Kỵ khẳng định đây là Mặt Đỏ Sậm thủ đoạn tuyệt sát. Mặt Đỏ Sậm hẳn là còn không có thần vị, giống như này lợi hại, nếu là bị gia hỏa này thu được một đạo vũ trụ đạo tắc, gia hỏa này chẳng phải là lại một cái la hư. Quay cuồng huyết hà thật giống như đóng băng toàn bộ không gian trở nên ngưng đọng. Dù là Mạc Vô Kỵ khoảng cách đạo tắc màu tím kia chỉ có mười mấy mét xa, nhưng là mười mấy mét kia thật giống như lạch trời đồng dạng, mỗi đi qua một phần, đều là một loại cực lớn gian nan. Một đạo huyết vụ nổ tung, Mạc Vô Kỵ thánh thể hậu kỳ luyện thể, giờ phút này cũng bị một đạo vô hình huyết mâu đạo vận kéo ra một cái miệng máu. Cuồng bạo huyết hà sôi trào mãnh liệt, tựa hồ đang sau một khắc, liền sẽ dọc, theo miệng máu kia triệt để xé rách Mạc Vô Kỵ quanh thân hết thảy bảo vệ, đem Mạc Vô Kỵ thôn phệ đi vào. Mạc Vô Kỵ mặt ngoài bình tĩnh không lay động, nội tâm của hắn chỗ sâu so với ai khác đều hiểu, nếu như hắn còn mặc kệ cùng huyết hà trường mâu dung hợp một thể Mặt Đỏ Sậm, hắn hôm nay chẳng những lấy không được đạo vũ trụ đạo tắc này, thậm chí càng trọng thương, thậm chí uy hiếp được mạng nhỏ tình trạng. Hóa thân quay cuồng huyết hà nam tử Mặt Đỏ Sậm huyết hà đạo tắc càng là nhấc lên hung hãn không gian huyết sắc sóng cả, biến thành cuồn cuộn tử khí thôn vệ hướng Mạc Vô Kỵ. Hắn cũng không tin, bằng vào chính mình vô số năm qua âm minh huyết hà thiêu đốt, tự thân hợp nhất là huyết hà trường mâu, còn ngăn cản không xuống chỉ là một con kiến hôi. Tại Mạc Vô Kỵ nhục thân bị xé nứt một khắc này, nam tử Mặt Đỏ Sậm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế hắn một mực tại kinh hãi, lấy hắn mãnh liệt như vậy, đạo vận dung hợp đến trong huyết hà quy tắc cùng trường mâu sát thế, thế mà không thể đem Mạc Vô Kỵ huyết nhục xương cốt xé mở. Cũng may khi hắn tiếp tục điên cuồng thiêu đốt huyết hà đạo vận, để bành trướng huyết hà triệt để quay cuồng lên quét sạch vùng không gian này thời điểm, hắn huyết mâu đạo vận rốt cục phá vỡ Mạc Vô Kỵ ra thịt. Chỉ cần hắn xé mở Mạc Vô Kỵ ra thịt, gặp được huyết khí, phi nước đại quét sạch huyết hà sóng cả, sẽ nhất cổ tác khí đem Mạc Vô Kỵ thôn phệ hết, cho dù là thánh nhân cũng vô pháp ngăn cản. Quả nhiên, tại hắn sát ý mênh mông huyết mâu xé mở Mạc Vô Kỵ ra thịt, nổ tung ra một đạo huyết vụ thời điểm, hắn rốt cục trông thấy Mạc Vô Kỵ ngừng lại. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Nam tử Mặt Đỏ Sậm sớm đã quyết định, dù là trở về lại bế quan vô số năm khôi phục, cũng muốn nhất cổ tác khí đem Mạc Vô Kỵ xử lý. Lấy kinh nghiệm của hắn, há có thể lại cho Mạc Vô Kỵ cơ hội đông sơn tái khởi. Tại Mạc Vô Kỵ dừng lại trong nháy mắt đó, huyết hà càng là điên cuồng tăng vọt mười mấy vạn trượng, ức vạn huyết sắc trường mâu từ trong quay cuồng huyết đào trào lên mà ra. Lúc này, bất kỳ cái gì ngăn cản tại dưới ức vạn huyết sắc trường mâu này sinh mệnh, đều sẽ bị không lưu tình chút nào thôn phệ hết. Mạc Vô Kỵ không có đi nhìn huyết hà tăng vọt kia, thậm chí không có đi quản ức vạn huyết sắc trường mâu trào lên mà đến kia. Giờ phút này hắn đồng dạng là quanh thân đạo tắc quay cuồng, rõ ràng hoàn mỹ phàm nhân đạo tắc, tại chung quanh hắn cơ hồ tạo thành thực chất đạo vận lưu quang. Mà chính hắn thì là tại đạo vận này lưu quang ở trong nhắm mắt lại, đưa tay chậm rãi vung ra. Đây là hắn duy nhất không có thi triển qua thần thông, tuế nguyệt thần thông, thời quang khởi. Hoặc là cũng không thể nói hắn không có thi triển qua, đã từng hắn thi triển tuế nguyệt thần thông, đều là đem thời gian quy tắc ra lông dùng tại trên không gian giam cầm. Bây giờ hắn chuẩn thánh 9 tầng, càng là cơ bản hoàn thiện chính mình phàm nhân giới quy tắc, tuế nguyệt thần thông rốt cục có thể thi triển đi ra. Thời gian nhất thời chậm lại, không gian ngưng kết. Trong chớp nhoáng này, hết thảy đều đình chỉ trôi qua. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tại một cái chớp mắt này, trong vũ trụ thời gian quy tắc bị động lại ở, hết thảy tại dưới thời gian quy tắc ức vạn đạo tắc, tất cả đều ngừng lại. Bao quát huyết hà quay cùng tăng vọt đến mấy trăm vạn trượng kia, ức vạn quét sạch đi ra huyết sắc trường mâu, một dạng dừng lại. Trong chốc lát, giây lát thành vĩnh hằng. Nếu như nói vùng không gian này, còn có đang động, đó chính là Mạc Vô Kỵ. Tại hết thảy dừng lại về sau, hắn đã vượt đến đạo tắc màu tím kia bên cạnh, bắt lấy màu tím đại đạo tắc. Một đạo huyết tiễn phun ra, Mạc Vô Kỵ tay run một cái. Không gian chung quanh kia lần nữa sinh động đứng lên, dừng lại chỉ là khoảng cách, vĩnh hằng biến mất. Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng hắn sở dĩ phun ra một đạo huyết tiễn, không phải là bởi vì đạo vũ trụ quy tắc này, mà là bởi vì hắn không cách nào khống chế thời gian quy tắc. Hắn thời quang khởi hay là ra lông mà thôi, cưỡng ép nghịch chuyển thời gian. Để thời gian nhất thời chậm lại, hắn vượt qua cực hạn của mình. Thời gian quy tắc, Mặt Đỏ Sậm kinh hãi, quay cuồng huyết hà đột ngột rơi xuống, ức vạn huyết mâu tiêu tán, huyết hà lại lần nữa cuốn về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không chú ý huyết hà quay cuồng rơi xuống này, tay một vùng, vô cùng vô tận quy tắc khí tức quét sạch mà ra, đạo tắc màu tím này bị hắn trực tiếp quấn vào chính mình phàm nhân giới. Hắn thậm chí ngay cả cấm chế đều không thể đánh vào trên đạo tắc màu tím này. Hắn khẳng định chỉ cần mình lại trì hoãn một hơi thời gian, đạo tắc này liền sẽ lần nữa lâm vào cùng Mặt Đỏ Sậm trong quá trình tranh đoạt.
Tại Mạc Vô Kỵ cuốn đi đạo tắc này trong nháy mắt, quay cuồng huyết hà lần nữa đột ngột một trận, lần này không phải là bởi vì Mạc Vô Kỵ thời gian quy tắc thần thông, mà là mặt đỏ sợ biết muốn lại đoạt đạo vũ trụ đạo tắc này, hắn nhất định phải cùng Mạc Vô Kỵ liều sống liều chết. Cùng Mạc Vô Kỵ đánh tới hiện tại, hắn há có thể không biết Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không sợ hắn. Một đạo màu đỏ sậm bóng người rõ ràng xuất hiện ở Mạc Vô Kỵ trước người, màu đỏ sậm mặt, màu đỏ sậm tóc dài, màu đỏ sậm da thịt. Người đến cùng là ai? Nam tử màu đỏ sậm cầm thật chặt trong tay huyết mâu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, sát khí tại quanh người hắn quét sạch ra từng đợt nghẹn ngào thanh âm. Lần này hắn không có mạo muội động thủ, hắn nhìn thấy Mạc Vô Kỵ thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không so với hắn yếu nửa phần. Tại dưới tình huống không có xuất ra pháp bảo, còn có thể từ nơi này cướp đi đạo tắc màu tím, thủ đoạn này không nên nói so với hắn yếu đi, mà là so với hắn hơi mạnh. Người thật là thánh nhân. Mạc Vô Kỵ quanh thân đạo vận cuốn một cái, thương thế trên người hắn biến mất không còn tăm tích. Hắn tin tưởng tên mặt đỏ sậm này không có lừa hắn, chí ít hắn còn không có gặp qua cường đại như thế chuẩn thánh. Nam tử mặt đỏ sậm gặp Mạc Vô Kỵ cường đại như thế, thế mà thật không biết hắn, ngược lại là hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ gia hỏa này không phải cái nào đó thần vị đại năng đoạt xá chuyển thế? Bản thánh di kỷ, bất quá cùng ngươi biết mấy thần vị thánh nhân kia có chút khác nhau mà thôi, bởi vì bản thánh là không có thần vị. Nam tử mặt đỏ sậm ngữ khí cũng là dịu đi một chút. Có hay không thần vị, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có để ở trong lòng. Có thần vị hắn đã thấy nhiều, cũng không nhìn thấy mạnh hơn hắn bao nhiêu. Nói như vậy ngươi biết La Hư rồi. Có thể hay không nói cho ta biết tám đại thánh nhân còn có mấy cái còn sống? Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt hỏi. Di Kỳ cười lạnh, căn bản cũng không trả lời Mạc Vô Kỵ vấn đề, mà là nói ra. Đạo hữu vừa rồi đạt được một đạo tắc kia đối với ta tác dụng khá lớn, mà đạo hữu đạo vận ngưng thực, căn bản cũng không cần ngoại giới đạo tắc. Chỉ cần đạo hữu có thể đem đạo tắc kia cho ta, điều kiện cứ việc nói. Không hứng thú. Mạc Vô Kỵ đang khi nói chuyện, liền muốn vừa xài bước ra. Di Kỳ gặp Mạc Vô Kỵ muốn đi, tranh thủ thời gian nói lần nữa. Vị đạo hữu này, không biết ngươi cũng đã biết vũ trụ thánh đạo hội. Mạc Vô Kỵ ngừng lại, nghi hoặc nhìn Di Kỳ. Cái gì là vũ trụ thánh đạo hội? Vũ trụ thánh đạo hội chính là, giữa vũ trụ cấp cao nhất cường giả tụ tập cùng một chỗ luận đạo, đồng thời giao dịch cấp cao nhất vật phẩm. Ở trong thánh đạo hội, chỉ có ngươi không nghĩ tới đồ vật, không có ngươi không thấy được đồ vật. Nếu là đạo hữu có hứng thú tham gia, đến lúc đó ta gọi đạo hữu cùng đi, đạo hữu tự nhiên biết. Di Kỷ màu đỏ sậm mặt bỗng nhiên gạt ra vẻ tươi cười, dạng như vậy muốn bao nhiêu khó chịu liền có bấy nhiêu khó chịu. Sau khi nói xong câu đó, Di Kỷ tựa hồ còn lo lắng Mạc Vô Kỵ do dự, lại tăng thêm một câu. Ta vừa rồi nhìn đạo hữu thi triển hẳn là thời gian pháp tắc. Ta gặp đạo hữu thời gian pháp tắc hẳn là vẻn vẹn dừng lại tại trên da lông. Ta lần trước trên thánh đạo hội liền gặp một người, hắn có được vũ trụ thời gian pháp tắc khởi nguyên đạo quyển, chỉ là hắn chào giá quá cao, chúng ta không có mua được mà thôi. Mạc Vô Kỵ há có thể không biết Di Kỷ tâm tư, đây là lo lắng cho mình đem vũ trụ đạo tắc mang đi, lúc này mới nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn cùng hắn bảo trì một chút liên hệ, mượn cơ hội đoạt lại vũ trụ đạo tắc mà thôi. Đến đồ vật trong tay của hắn muốn đoạt lại đi, đó là người si nói mộng. Bất quá hắn đối với vũ trụ thánh đạo hội này ngược lại là có chút tâm động. Chủ yếu là bởi vì hắn ám mộc còn thiếu khuyết mấy loại bản nguyên châu. Còn có một cái chính là, hắn đối với thời gian pháp tắc khởi nguyên đạo quyển kia rất muốn nhìn một chút. Di Kỳ cáo già, xem xét Mạc Vô Kỵ biểu lộ, há có thể không biết Mạc Vô Kỵ đang do dự. Hắn không chút do dự xuất ra một viên truyền tin châu ném cho Mạc Vô Kỵ nói ra. Vị đạo hữu này, không bằng chúng ta trao đổi một chút truyền tin châu, thánh đạo hội lúc bắt đầu, ta liên hệ ngươi đi. Mạc Vô Kỵ lần này không do dự. Trực tiếp lấy ra một đạo truyền tin châu ném cho Di Kỷ. Hắn hiện tại chuẩn thánh 9 tầng, lần này xong chuyện đằng sau, hắn khẳng định phải bế quan xông vào chuẩn thánh 10 tầng, thậm chí cảnh giới cao hơn. Đồng thời hắn đạt được hỗn độn thiết mẫu, chỉ cần đem hỗn độn thiết mẫu lần nữa luyện chế là pháp bảo, hắn có tư cách cùng bất luận cái gì thánh nhân đối thoại. Đã có thực lực, vậy liền có thể đi vũ trụ thánh đạo hội kia đi dạo, đồng thời hỏi thăm một chút diệt thế lượng kiếp đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tại Mạc Vô Kỵ cùng hắn trao đổi truyền tin châu về sau, Di Kỳ đối với Mạc Vô Kỵ mỉm cười, đưa tay xé rách không gian, bước vào trong không gian vỡ ra biến mất không thấy gì nữa. Hắn khẳng định Mạc Vô Kỵ loại người này tuyệt đối sẽ không tình nguyện an tĩnh, nếu có thứ càng tốt, hoặc là có cơ hội lấy được thứ càng tốt, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hiện tại quả nhiên, biết rõ chính mình không muốn từ bỏ vũ trụ đạo tắc, đối phương y nguyên tiếp nhận truyền tin châu. Chính là bởi vì nhìn đúng Mạc Vô Kỵ điểm này, hắn mới có nắm chắc tương lai, từ trong tay Mạc Vô Kỵ đem vũ trụ đạo tắc lần nữa đoạt lại. Mạc Vô Kỵ nhìn xem Di Kỷ biến mất địa phương, trầm mặc không nói. Đây là một cái cực kỳ khó đối phó ra hỏa, từ Minh Thánh trên ngôn hành cử chỉ, Mạc Vô Kỵ biết đối phương cực kỳ để ý vũ trụ đạo tắc,
thậm chí đem vũ trụ đạo tắc xem như tất đoạt bảo vật. Dưới loại tình huống này, hắn có thể nhịn tiếp tục đối với mình động thủ, ngược lại nói cho hắn một cái thánh đạo hội, chuẩn bị thả dây dài, có thể thấy được gia hỏa này có bao nhiêu khó đối phó. Dù là biết rõ đối phương ý tứ, Mạc Vô Kỵ cũng sẽ không lùi bước. Hắn đạo là phàm nhân đạo, hắn trong xương cốt lại là một người kiêu ngạo. Hắn Mạc Vô Kỵ tuyệt đối sẽ không bởi vì đạt được một đạo vũ trụ đạo tắc, liền muốn tránh đi Minh Thánh Di Kỷ này. Đừng bảo là Minh Thánh Di Kỷ, liền xem như tám đại thánh nhân tề tựu, hắn muốn từ nơi nào qua vẫn là phải từ nơi nào qua. Hắn tu đạo, chính là muốn tại trong vũ trụ không chịu đến bất luận cái gì bên ngoài uy hiếp. Chỉ là ngừng một chút thời gian, Mạc Vô Kỵ thần niệm liền quét đến Khổ Thái Phi Độn tới. Hắn không muốn nhìn thấy Khổ Thái, trực tiếp vừa bước một bước vào hư không. Mạc Vô Kỵ vừa đi, Khổ Thái liền rơi vào Mạc Vô Kỵ cùng Minh Thánh Di Kỷ địa phương chiến đấu. Nàng cẩn thận kiểm tra một hồi không gian chung quanh ba động, thậm chí cúi đầu nhìn bỗng chốc bị đạo tắc xé rách một ít sự vật. Rất nhanh, sắc mặt của nàng liền thay đổi. Nơi này chiến đấu hai người, tùy tiện một cái đại đạo quy tắc liền hơn xa nàng. Thậm chí có thể nói, nếu như nàng tại hai người này thời điểm chiến đấu lại tới đây, người khác có thể nhẹ nhõm tiêu diệt hắn Khổ Thái. Minh bạch cái này đằng sau, Khổ Thái nơi nào còn dám truy tung. Cấp tốc rút đi. Răng rắc. Khúc Du cùng Sầm Thư Âm chỉ nghe được răng rắc một tiếng nứt vang, một bóng người ngã tiến vào các nàng tu luyện nhiều năm hỗn độn không gian. Oanh, oanh, oanh. Tại hỗn độn không gian này bị xé mở, rơi xuống một người đồng thời, oanh minh lôi hồ thanh âm vang lên, đi theo liên miên lôi kiếp hồ rơi xuống, phân biệt rơi vào Sầm Thư Âm cùng Khúc Du đỉnh đầu. Thư Âm, nơi này không gian bị người xé rách, để cho chúng ta đưa tới lôi kiếp, chúng ta tranh thủ thời gian trước độ kiếp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khúc Du vội vàng kêu một câu, đã là tế gia pháp bảo. Nàng rất rõ ràng, có thể phá vỡ hỗn độn không gian, tới chỗ này, tuyệt đối không phải kẻ yếu. Nàng cùng Sầm Thư Âm tại hỗn độn không gian này tu luyện nhiều năm, hiện tại vừa tiếp xúc với ngoại giới thiên địa quy tắc, lập tức liền đưa tới lôi kiếp. Loại tình huống này, chỉ có trước độ kiếp tăng lên thực lực của mình lại nói. Không cần Khúc Du nhắc nhở. Sầm Thư Âm đồng dạng là tế gia pháp bảo, bắt đầu độ kiếp. Hai người đều không thể đi quản người xông phá hỗn độn không gian, rơi ở chỗ này. Người rơi trên mặt đất kia trừng to mắt nhìn xem chung quanh nồng đậm hỗn độn khí tức, lập tức hắn có thấy được đạo vũ trụ đạo tắc màu tím kia. Giờ khắc này hắn chỉ biết là tự lẩm bẩm. Hỗn độn không gian, hỗn độn không gian. Còn có vũ trụ đạo tắc, còn có vũ trụ đạo tắc, ta đây là điên rồi hay là hoa mắt? Lập tức là hắn biết hắn không có điên, cũng không có hoa mắt. Hắn đi tới địa phương hoàn toàn chính xác chính là hỗn độn không gian, hắn nhìn thấy cũng đích thật là vũ trụ đạo tắc. Hắn lập tức liền muốn đi bắt đạo vũ trụ đạo tắc kia, lập tức liền tỉnh ngộ lại. Mặc dù hắn giết đối thủ, trong khi cùng đối thủ đấu pháp xé mở mảnh không gian này, nhưng hắn cũng là linh lạc hủy hết, thức hải đã nứt ra. Hỗn độn không gian là tốt, đáng tiếc không cách nào làm cho hắn khôi phục linh lạc cùng chữa trị thức hải. Rất nhanh ánh mắt của hắn liền rơi vào Sầm Thư Âm cùng Khúc Du trên thân, đoạt xá, nhất định phải đoạt xá. Nữ tử chi thân thì như thế nào? Chờ hắn đoạt xá về sau, đạt được nơi này vũ trụ đạo tắc, tại hỗn độn không gian này nhất định có thể đặt chân vũ trụ đỉnh phong. Hắn có chút phát run, không phải sợ, mà là kích động. Chỉ là hai cái thần vương mà thôi, liền xem như hai người toàn bộ độ kiếp đến hợp thần. Hắn muốn đoạt xá, chỉ là hợp thần cũng vô pháp ngăn cản hắn. Một đạo nhàn nhạt nguyên thần bóng dáng từ hắn trong thân thể dập nát trồi lên, đạo nguyên thần bóng dáng này chăm chú nhìn chằm chằm Khúc Du. Không sai, Khúc Du chính là hắn lựa chọn đoạt xá đối tượng. Hắn cảm nhận được Khúc Du có càng thêm phù hợp hỗn độn không gian tu luyện tư chất, ngoại trừ giới tính bên ngoài, thân thể này cơ hồ là hoàn mỹ phù hợp hắn. Đáng tiếc hai tên thần vương sâu kiến này đều tại độ kiếp, dù là loại lôi kiếp này trong mắt hắn căn bản cũng không đủ nhấc lên, hắn hiện tại chỉ có nguyên thần tồn tại, cũng không dám xông đi vào. Lôi kiếp hồ rốt cục hỏa hoãn lại, Khúc Du ngạc nhiên cảm thụ được tu vi của mình, nguyên lai nàng một mực kẹt tại thần vương hậu kỳ. Không phải không tiến bộ, mà là bởi vì tại trong hỗn độn không gian này, nàng căn bản là không cảm giác được lôi kiếp, không cảm giác được tiến bộ. Nàng cùng Sầm Thư Âm tại mảnh hỗn độn không gian này tu luyện rất nhiều năm sau, tu vi đã sớm ngưng thực đến cực hạn. Khi lôi hồ sắp lúc kết thúc, nàng đã bước vào hợp thần ba tầng. Chẳng những là Khúc Du, chính là Sầm Thư Âm một dạng cảm nhận được mình tại vượt qua lôi kiếp đằng sau, thực lực cũng không có sau dừng lại tại hợp thần một tầng, mà là bước vào hợp thần tầng hai. Cuối cùng giống như Khúc Du dừng lại tại hợp thần ba tầng. Liền xem như lại không hiểu, Sầm Thư Âm cũng biết nàng vì sao lại sẽ thành dạng này. Cái này hoàn toàn là đạo tắc màu tím kia cùng hỗn độn không gian nguyên nhân. Nếu như không phải hôm nay các nàng tu luyện hỗn độn không gian bị người đánh vỡ, tương lai các nàng ra ngoài độ kiếp về sau, có lẽ không còn là hợp thần ba tầng,
nói không chừng đều có thể trực tiếp bước vào hợp thần hậu kỳ. Tại Khúc Du vượt qua lôi kiếp hồ biến mất một sát na kia, nhìn chằm chằm Khúc Du nguyên thần căn bản cũng không chờ Khúc Du kịp phản ứng, trực tiếp nhào tới xông vào Khúc Du trong thức hải. Khúc Du lập tức ngừng lại trệ, cứ việc nàng đề phòng lại đề phòng ra hỏa rơi xuống này, nhưng mà ai biết ra hỏa này lại để cho đối với nàng đoạt xá. Mà lại nàng căn bản cũng không có chống cự đoạt xá kinh nghiệm, chỉ có thể mặc cho bằng đối phương nguyên thần xông vào trong thức hải. Vô cùng rõ ràng đạo tắc cùng tinh khiết đến cực hạn đạo vận khí tức truyền đến, nguyên thần này kém chút ngạc nhiên kêu lên. Đây quả thực là đệ nhất đẳng thức hải, bé con này đến cùng là cái gì tư chất lại có loại này? Không đúng. Nguyên thần này một bên kinh hỉ Khúc Du tinh khiết thức hải, một bên muốn tìm Khúc Du nguyên thần thôn phệ thời điểm, cảm thấy không đúng. Một loại giống như hỗn độn sơ khai khí tức quét sạch đi qua, lại để cho đem hắn nguyên thần trực tiếp tịnh hóa trở thành đạo tắc khí tức. Loại hỗn độn khí tức kinh khủng này còn mang theo một loại nghiền ép khí thế đè xuống. Cái này sao có thể, hỗn độn thần cách. Nguyên thần này kinh hãi, lập tức chính là khẩn trương. Nếu như lúc này, hắn còn không biết Khúc Du là hỗn độn thần cách, hắn có thể chính mình chết đi. Duy nhất đối với đoạt xá có ảnh hưởng thần cách chính là hỗn độn thần cách, hoặc là nói trong tu sĩ vốn có thần cách, hỗn độn thần cách là căn bản không cách nào đoạt xá. Loại thần cách này thuộc về hỗn độn sơ khai thời điểm thiên địa đạo vận quy tắc ngưng tụ. Ai cái thứ nhất dung hợp, hỗn độn thần cách này liền vĩnh viễn thuộc về ai. Bất luận cái gì còn lại nguyên thần tới, đều sẽ bị hỗn độn thần cách hòa tan, hóa thành đạo vận. Tranh thủ thời gian lui ra ngoài, làm viễn cổ tồn tại cường giả, nguyên thần này há có thể không biết hỗn độn thần cách đáng sợ. Loại vật này là tốt, đáng tiếc là, một khi đối phương triệt để dung hợp về sau, liền tuyệt đối không tồn tại bị đoạt xá. Tiếp tục lưu lại nơi này, cái mạng nhỏ của hắn cũng sẽ triệt để bị hỗn độn thần cách niết hóa rơi. Tốt trong này còn có một cái đoạt xá đối tượng, hắn có thể đoạt xá một cái khác. Khúc Du liền xem như ngu ngốc đến mấy, cũng không trở thành đối phương bắt đầu đoạt xá thời gian dài như vậy, còn phản ứng không kịp. Tại nguyên thần này không cách nào đoạt xá nàng thời điểm, nàng liền biết chính mình hỗn độn thần cách căn bản cũng không sợ đoạt xá. Giờ phút này nàng chỗ nào sẽ còn để nguyên thần này chạy ra nàng thức hải tiếp tục đối với thư âm đoạt xá. Trong thức hải của nàng lập tức liền tạo thành một đạo đạo tắc thủ ấn, đem nguyên thần này ngăn cản. Nơi này là nàng thức hải, chỉ cần nàng trưởng khống lấy thức hải, hết thảy đều là nàng định đoạt. Hỗn độn thần cách khí thế mênh mông nghiền ép lên đến, nguyên thần này kinh hoàng kêu lên. Dừng tay, ta là. Từ bị buộc tiến táng thần cốc lên, Khúc Du liền rốt cuộc không phải đã từng tông môn đệ tử do dự dự kia. Lúc này, coi như đối phương là chân chính thánh nhân, nàng cũng sẽ không chút do dự động thủ giết hết. Đạo nguyên thần này chớp mắt liền bị Khúc Du hỗn độn thần cách xé rách. Một cái vô cùng mênh mông thế giới cửa vào bị Khúc Du nhào bắt được. Đây là nguyên thần muốn đoạt xá chính mình kia thế giới. Khúc Du trông thấy bên trong thế giới kia vô cùng vô tận tu luyện bảo vật, kích động đều có chút run rẩy. Nàng tu luyện tới hiện tại, mặc dù cùng Sầm Thư Âm đánh bậy đánh bạ đi tới hỗn độn không gian này, thế nhưng là nàng thật chưa bao giờ thấy qua như vậy màu mỡ thế giới. Nếu như không phải nguyên thần này muốn đoạt xá nàng, chủ động tiến vào nàng thức hải bị nàng nghiền ép, dù là thực lực của nàng lại để thăng gấp trăm lần chỉ sợ cũng không cách nào mở ra đối phương thế giới. Rốt cục bị ta tìm được một đạo đạo tắc. Một cái thanh âm cuồng tiếu truyền đến, trong lòng Khúc Du cùng Sầm Thư Âm đồng thời trầm xuống. Đi theo một đạo giống như lưu tinh kiếm mang đánh tới, đạo tắc màu tím kia bị đạo kiếm mang này cuốn một cái, liền biến mất vô tung vô ảnh. Không gian hỗn độn cũng không sai. Trong hư không lại là hắc hắc một tiếng, một đạo lực lượng cường hãn cuốn tới. Sầm Thư Âm cùng Khúc Du thật giống như lá cây trong cuồng phong đồng dạng, trong nháy mắt bị cuốn không thấy tung tích. Mà một đạo kiếm quang vừa mới cuốn đi màu tím đạo tắc lần nữa trở về quay về đến, muốn đem hỗn độn này không gian toàn bộ mang đi. Trong đại điện khoảng cách hỗn độn không gian này ngoài tỷ vạn dặm, La Hư mặc áo xanh bỗng đứng lên, hắn ngẩng đầu nhìn mênh mông hư không xa xa, trong mắt lộ vẻ thần sắc kích động. Vũ trụ đạo tắc, hắn lẩm bẩm kêu thành tiếng. Cùng vũ trụ đạo tắc giao tiếp vô số năm, hắn há có thể không cảm giác được vũ trụ đạo tắc khí tức. Đi theo thân hình hắn mở ra, trực tiếp từ trong đại điện này biến mất, bước vào mênh mông trong hư không. Không gian hỗn độn. Không đợi kiếm quang sẽ lại đem không gian hỗn độn cuốn đi, La Hư hùng hãn xuất thủ. Vô luận là vũ trụ đạo tắc, hay là không gian hỗn độn, với hắn mà nói đều là đỉnh cấp bảo vật. La Hư đạo tắc cùng kiếm quang đạo tắc đánh vào cùng một chỗ, hư không trực tiếp bị xé rách đi ra một đạo to lớn khe nứt ra. Không gian hỗn độn này trực tiếp bị đập vào hư không nứt ra trong đảo mắt biến mất. La Hư đình chỉ động thủ. Khiếp sợ nhìn trước mắt người này vóc người thon dài nam tử. Rõ ràng là một người thon dài đứng tại trong hư không, La Hư hết lần này, tới lần khác có thể cảm thụ được đây là một thanh tuyệt thế kiếm, dường như sau một khắc, thanh kiếm này liền có thể sẽ lại đem toàn bộ vũ trụ bổ ra.
Lạc chỉ là tồn tại trong lời đồn, lẽ nào trước mắt người này thật là Lạc? Trong lời đồn Lạc chiếm được trong vũ trụ 9 từng đạo tắc, thế nhưng hắn cũng không thể dung hợp cửu từng đạo tắc. Cho nên hắn dùng thân hóa đạo thì, cùng tạo hóa kiếm dung hợp trở thành kiếm chủ. Tại trở thành kiếm chủ sau đó, hắn lại đem cửu từng đạo tắc bên trong 8 đạo cho hắn 8 gã đệ tử, để cho 8 gã đệ tử hóa thân tạo hóa thánh nhân. Nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn, chí ít La Hư trở thành thần vị thánh nhân sau đó, liền chưa từng thấy qua cái gì tạo hóa thánh nhân. Bất quá ngoại trừ Lạc gia, còn có cái gì kiếm có thể xé rách nơi này giới vực, để cho không gian hỗn độn giật đi? Không sai, cư nhiên cho ta đưa đạo tắc tới rồi. Lạc rất nhanh thì cảm giác được trên người La Hư vũ trụ đạo tắc khí tức, giương tay một cái, một đạo kiếm quang xé rách hư không bổ về phía La Hư. La Hư cho dù là thánh nhân, lúc này cũng là cả người lạnh lẽo, giờ khắc này cảm giác của hắn liền là cả vũ trụ đều là nhất thể, chỉ có hắn là dư thừa. La Hư đâu còn dám chậm trễ, cuồn cuộn đạo tắc từ quanh thân nổi lên, màu bạc như mây đen bình thường vậy ngay lập tức tụ lại. Nguyên bản đưa hắn cách ly khỏi vũ trụ, dường như tại đây dưới màu bạc mây đen lại có thêm một chút sinh cơ. Rắc 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 rắc, hư không trong vũ trụ quy tắc không ngừng vỡ tan ra, dù cho hai người còn không có chân chính đồng thời đánh nhau, để cho vũ trụ quy tắc sụp xuống hít thở không thông đã nghiền ép xuống. Lại là hai đạo nhân ảnh vọt vào trong loại này không gian vũ trụ hít thở không thông, để cho hít thở không thông không gian vũ trụ nhất thời chậm lại một cái, cảm giác hít thở không thông dường như tiêu tán rất nhiều. La Hư đã tại điên cuồng hét lên. Thanh Nguyên đạo hữu, để Phật đạo hữu, người này là Lạc. Hắn vừa mới lấy đi rồi một đạo màu tím đạo tắc cùng không gian hỗn độn, nếu như ta không có đoán sai, trên người người này có ít nhất hơn 3 đạo vũ trụ đạo tắc, chúng ta nhanh chóng liên thủ. Bất chấp La Hư thấy không gian hỗn độn rơi vào hư không liệt phùng, lúc này hắn cũng vậy sẽ không nói thật. Không cần La Hư nói chuyện, Thanh Nguyên thánh nhân cùng Đề Phật thánh nhân tới được đều là toàn lực xuất thủ, 3 người liên thủ vây công Lạc. Các loại đạo tắc đụng vào nhau, không ngừng có không gian hỏng mất, chẳng những là không gian bắt đầu sụp xuống, vốn là quy tắc cũng không phải rất vững chắc cũng vậy bắt đầu vỡ vụn, một loại khí tức hủy diệt sinh ra tại trong 4 người tranh đấu. Thần Lục Hoàng Sơn, trên thực tế chẳng qua là khi sơ thần lục trung thần địa một chỗ tầm thường ngọn núi mà thôi. Chỉ là bởi vì thần lục quy tắc chữa trị về sau, thần lục địa vực phân bố mới không có nhiều chú ý như vậy. Mặc dù là thiên địa quy tắc được chữa trị, thuộc về trung thần địa Hoàng Sơn thần linh khí vẫn như cũ chưa tính là đậm. Cho nên nơi này tu sĩ cũng rất ít, tuyệt đại đa số tu sĩ đều là đi đã từng thượng thần địa. Quy tắc chữa trị về sau, thượng thần địa thiên địa linh khí vẫn, như cũ so với trung thần địa cùng hạ thần địa phải tốt hơn rất nhiều. Lúc này Hoàng Sơn bầu trời đột ngột âm trầm xuống, một đạo lại một đạo lôi quang tại âm trầm trong tầng mây nổi lên. Một người hơi lộ ra gầy yếu nữ tử áo xám đứng ở Hoàng Sơn cao nhất, nàng pháp bảo đã tế đi ra rồi. Tại chung quanh nàng còn có một cái đơn sơ tụ linh pháp trận, tại giữa tụ linh pháp trận này, chỉ có số rất ít thần tinh. Ầm ầm. Chỉ là trong thời gian ngắn, vài đạo lôi kiếp hồ liền ầm ầm xuống. Người nữ tử áo xám này đón lôi hồ đánh ra bản thân pháp bảo, rất hiển nhiên, nàng là đang độ lôi kiếp. Một đạo lại một đạo lôi kiếp hồ ầm ầm xuống, nữ tử áo xám không ngừng tế ra bản thân pháp bảo ngăn trở. Chung quanh thần linh khí bị nữ tử áo xám điều tịch cuốn tới, áo xám cô gái tu vi tại ào ạt dâng lên, thế nhưng là giờ phút này sắc mặt áo xám cô gái lại thay đổi. Nàng không có bao nhiêu kinh nghiệm, cộng thêm vẫn điên cuồng bế quan tu luyện. Lúc này mới không biết độ thần vương lôi kiếp yêu cầu nhiều thần linh khí như vậy. Nàng vẩy xuống điểm này thần tinh, gần như là tại đợt thứ nhất lôi kiếp sau khi đi qua, đã bị bao trùm không còn. Phía sau mấy đợt lôi kiếp hồ, nàng là miễn cưỡng tự thân hấp thu thần linh khí đến bổ sung. Dù cho nàng hấp thu quá nhiều thần linh khí đến, lúc này vẫn, như cũ không cách nào cung cấp nàng phá tan thế giới thần bước vào thần vương cảnh. Lại một sóng lôi kiếp hồ đánh về phía, nữ tử áo xám thiếu khuyết thần linh khí không cách nào phá tan cảnh giới. Lập tức liền cảm nhận được áp lực cực lớn không gì sánh được, sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt. Làm một tán tu, nàng như nhau rõ ràng, một khi nàng lần này lôi kiếp bất quá, nàng kia tuyệt đối là hóa thành bụi bụi kết cục. Rầm rầm ầm. Vô luận có đúng hay không có đầy đủ thần linh khí, lôi kiếp hồ vẫn là không cố kỵ chút nào rơi xuống. Rắc rắc rắc. Áo xám cô gái pháp bảo chỉ là ngăn cản gần một nửa lôi kiếp hồ, liền trực tiếp bị lôi kiếp hồ đập ra đến. Đi theo này cuồng bạo lôi hồ rơi vào trên người cô gái áo xám, bộ xương vỡ vụn, huyết vụ nổ tung. Nữ tử áo xám ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt thê lương bi ai. Thiếu gia, Yên Nhi, chỉ có thể kiếp sau gặp lại ngươi. Nữ tử áo xám trong mắt hiện ra một chút tuyệt vọng, nàng biết mình chết chắc rồi. Một sóng lôi kiếp liền đem nàng bộ xương vỡ vụn, oanh liên cả phòng thủ cơ hội cũng không có. Tiếp theo sóng lôi kiếp, nàng sẽ lại đem trực tiếp bị hóa thành tro bụi. Đáng tiếc, chỉ kém như vậy một chút. Nếu mà nàng có đầy đủ thần linh khí,
nàng sẽ tại phía trước một sóng lôi kiếp trong liền có thể bước vào thần vương cảnh, như vậy một sóng lôi kiếp thực lực của nàng sẽ càng là tăng vọt. Tiếp theo sóng lôi kiếp, thực lực nàng sẽ cao hơn một tầng. Chờ nàng vượt qua thần vương sau đó, nàng liền có thể tiến vào hư không, đi tìm thiếu gia. Nàng nỗ lực nhiều năm như vậy, đã trải qua nhiều trở ngại như vậy, còn kém một chút. Nữ tử áo xám chính là Yên Nhi một đường điên cuồng tu luyện, từ chân tinh đuổi theo. Từ khi nàng khôi phục ký ức về sau, trong lòng nàng chỉ có một việc, đó chính là sớm một chút nhìn thấy thiếu gia. Nàng làm tất cả, cũng là vì thiếu gia. Vô luận là rời đi chân tinh tiến vào tiên giới, hay là tiến vào tiên giới đi tới thần lục, hoặc là ở chỗ này độ kiếp chuẩn bị bước vào thần vương sau đó tiến vào hư không. Hết thảy tất cả, cũng là vì bản thân thiếu gia mà làm. Chỉ cần nàng lấy được đồ đạc, nàng sẽ đem ngoài đổi làm tài nguyên tu luyện. Cho nên cho tới hôm nay mới thôi, trên người nàng cả một món đồ trang sức nữ tu dùng cũng không có, càng không cần phải nói dư thừa phòng ngự pháp bảo. Trong bầu trời đang nổi lên kinh khủng hơn lôi kiếp hồ, có thể khẳng định tiếp theo sóng lôi kiếp hồ hạ xuống về sau, đúng là đáng sợ cỡ nào. Đáng sợ nổ vang chi âm lên đỉnh đầu xé mở, Yên Nhi tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, trong đầu nàng vẫn là thiếu gia bóng dáng đang hoảng động. Nàng đang chờ lôi hồ rơi vào trên người nàng, sau đó vĩnh viễn rời đi thế giới này. Nàng hy vọng nàng chết đi về sau, kiếp sau còn có thể nhớ lại thiếu gia tốt, cho nên nàng lúc này trong đầu tất cả đều là thân ảnh thiếu gia. Rất nhanh Yên Nhi đã cảm thấy không đúng, nàng nhanh chóng mở mắt, lập tức đã nhìn thấy một khối tổ ong to lớn bộ dáng đồ đạc từ hư không ngã xuống. Không sai, tuyệt đối là ngoại giới hư không, nàng thậm chí có thể rõ ràng thấy thần lục giới vực bị xé mở vết nứt còn đang ở chậm rãi khôi phục. To lớn tổ ong rơi ở trên mặt đất, một tiếng âm hưởng hầu như muốn đem mặt đất xé rách truyền ra. Yên Nhi khiếp sợ nhìn thấy ngọn núi mình độ kiếp, bị đồ đạc bộ dáng tổ ong đánh tới gần một nửa, lập tức nàng liền cảm nhận được đại hạo hỗn độn khí tức, thân thể nàng bị lôi kiếp hồ ầm vỡ ra xương cốt đang nhanh chóng hoàn nguyên. Đây là có chuyện gì? Yên Nhi nhìn chằm chằm to lớn trong hầm tản mát ra hỗn độn khí tức tổ ong. Chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, nàng liền tỉnh ngộ lại, đây tuyệt đối cơ hội ngàn năm một thuở. Loại này hỗn độn bảo vật đối với thân thể bộ xương cùng huyết nhục thương tổn là rất có trợ giúp, nàng nhanh chóng điên cuồng hấp thu loại này hỗn độn khí tức, giờ khắc này nàng tu vi cũng là đang điên cuồng tăng lên lấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rầm rầm ầm. Sau cùng một sóng lôi kiếp hồ rốt cục rơi xuống, gần như là đồng thời ở nơi này, Yên Nhi xông phá thế giới thần gông cùng xiềng xích, bước vào thần vương cảnh. Sau cùng một sóng lôi hồ tuy rằng, lần nữa để cho Yên Nhi trên người bị một phần vết thương nhẹ tại dưới mênh mông hỗn độn khí tức, rất nhanh thì biến mất. Yên Nhi thần niệm số tròn thập hơn 100 lần tăng, nàng thần niệm phô thiên cái địa mở rộng đi ra ngoài, rất nhanh nàng đã nhìn thấy thập mấy đạo thân ảnh vọt tới. Không tốt, tại đã trải qua nhiều năm như vậy tán tu cuộc đời về sau, Yên Nhi sớm đã biết cái gì là uy hiếp. Nàng lôi kiếp biến mất, mà nàng hiện tại uy hiếp lớn nhất là, tổ ong này sẽ rách thần lục giới vực đập xuống hỗn độn. Yên Nhi lại cũng không kịp đoái hoài tu vi của mình cũng không có vững chắc, trực tiếp sẽ lại đem hỗn độn tổ ong cuốn vào trong thế giới của mình. Thân hình mở ra, từ trong cái khe giới vực còn chưa xong toàn bộ hợp lại liền xông ra ngoài. Gần như là Yên Nhi hướng đi trong nháy mắt, thập mấy đạo nhân ảnh rơi vào bên trên đỉnh núi Hoàng Sơn bị đập đi gần một nửa. Tới mười mấy người này, có ít nhất 4 gã hợp thần cường giả. Hỗn độn khí tức còn không có triệt để tiêu tán, hơn 10 cường giả ngẩng đầu hai mặt nhìn nhau. Coi như là đứa ngốc, cũng biết vừa rồi nơi này chuyện gì xảy ra. Có hỗn độn bảo vật xé rách giới diện nện xuống, thế nhưng là hỗn độn này, bảo vật lại bị một tu sĩ độ kiếp gặp may mắn cuốn đi, tu sĩ này còn thừa dịp hư không liệt phùng không có triệt để hợp lại trốn đi. Bọn hắn bây giờ mặc dù biết nơi này xảy ra chuyện gì, bọn họ vẫn là đã tới chậm một phần. Dùng thực lực của bọn họ, mạnh hơn gấp 10 lần nữa, cũng không cách nào xé mở giới diện nơi này. Dưới chân chạm đất, Mạc Vô Kỵ dừng ở trên một khối tảng đá lớn màu xám trắng. Thất giới thạch, Mạc Vô Kỵ không phải là lần đầu tiên tới nơi này. Mỗi lần đứng ở thất giới thạch này, hắn đều bất đồng cảm ngộ. Lần đầu tiên hắn chỉ có thể cảm nhận được khối này tảng đá lớn mênh mông vô biên, về sau tại biết thất giới thạch là do người bố trí, càng là lay động. Rốt cuộc là cái gì cường giả, mới có thể bố trí thất giới thạch loại vật này. Lần này lại đi tới nơi này, hắn đã có thể cảm thụ được thất giới thạch một phần phương vị quy tắc. Hắn đã có một loại cảm giác, có một ngày hắn cũng có thể bố trí thất giới thạch. Mạc Vô Kỵ cũng không có lập tức truyền tống đi, mà là đi tới một góc thất giới thạch. Giơ tay lên một chảo, một cái hình ảnh hư không xuất hiện ở trước mắt hắn. Lần trước hắn và đám người thông minh tới nơi này thời điểm, hắn ở chỗ này len lén bố trí vài đạo thần niệm ấn ký. Hư không trong hình ảnh xuất hiện một cái bóng người quen thuộc, Mạc Vô Kỵ thấy đạo nhân ảnh này, lập tức liền co mày hẳn lên. Tên này hắn biết, là Thái Sử Tiêu, hơn nữa Mạc Vô Kỵ còn biết tên này cũng có linh nhãn.
Từ trong hình ảnh quan sát được Thái Sử Kiều động tác, Mạc Vô Kỵ liền biết tên này hẳn là ít nhất là một cái hợp thần cường giả. Trong lòng hắn âm thầm cảm thán, xem ra bên trong vũ trụ có cơ duyên tuyệt đối không phải là hắn một cái, Thái Sử Kiều này có thể ở ngắn ngủn hơn 10000 năm, tu luyện tới loại cảnh giới này, khẳng định có cơ duyên lớn vô cùng. Hình ảnh làm nhạt xuống tới, Mạc Vô Kỵ ánh mắt đã, từ thất giới thạch rơi xuống Thái Sử Kiều đi cái kia hư không vòng xoáy. Không đúng, cái này vòng xoáy yếu hóa không ít. Thất giới thạch Mạc Vô Kỵ đến 3-4 lần, nơi này 7 vòng xoáy tuy rằng hắn không có toàn bộ đi qua, cũng biết 7 vòng xoáy đều là hắc động. Hiện tại lại có một cái hắc động trở nên nhạt hẳn lên, rất hiển nhiên, qua một đoạn thời gian nữa, cái này vòng xoáy nhạt lên sẽ triệt để biến mất. Một loại không giải thích được bức thiết cảm truyền đến, dường như tại nơi bên trong gần nhạt vòng xoáy, có đồ đạc hắn cực kỳ cần vậy. Mạc Vô Kỵ hơi một do dự, trực tiếp lao về phía cái kia nhạt vô cùng vòng xoáy. Gần như là tại Mạc Vô Kỵ bước vào cái này vòng xoáy đồng thời, cái này vòng xoáy triệt để ở trên hư không biến mất. Đáng sợ xé rách cảm truyền đến, Mạc Vô Kỵ thiếu chút nữa nhịn không được muốn tế xuất lạc thư. Cũng may hắn nhịn được, một khi tế xuất lạc thư, loại này kịch liệt giới diện không gian chuyển hoán bên trong, hắn rất có thể sẽ lại đem lạc thư cuốn mất. Cũng may hắn thân thể cường hãn để cho hắn chặn loại này xé rách, chỉ là bị kéo gãy mấy cái xương mà thôi. Đá vụn nổ tung đi ra, Mạc Vô Kỵ nghe được thân thể mình xương cốt lần nữa gãy lìa vài gốc, lúc này mới chậm lại. Xung quanh một mảnh hư không để cho Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, thất giới thạch lần này truyền tống thất bại. Hắn tuy rằng tiến vào cái kia nhạt yếu vòng xoáy, bởi vì này truyền tống xảy ra vấn đề, hắn hiện tại không biết bị vứt xuống cái nào đó giới vực hư không. Vài viên thuốc nuốt vào, Mạc Vô Kỵ thương thế trên người rất nhanh thì khang phục. Hắn trước tiên chính là lấy ra Tuế Nguyệt Bàn, để cho Mạc Vô Kỵ kinh dị là, lần này hắn ở trên Tuế Nguyệt Bàn không có thấy gì cả. Chung quanh đây ngoại trừ bóng tối hư không, vẫn là bóng tối hư không. Trong hư không vũ trụ quy tắc lại cực kỳ cường hãn, thần niệm của Mạc Vô Kỵ mạnh mẽ thẩm thấu đi ra ngoài, lúc này không muốn nói dùng thần niệm đi qua loại này hư không giới vực, chính là dùng tay đi xé, cũng không cách nào xé mở nơi này hư không giới vực. Một cái đang di động tinh cầu không người bị thần niệm của Mạc Vô Kỵ bắt lấy đến, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng một bước nhảy đi qua, rơi vào bên trên tinh cầu không người. Thần linh khí không tính là nồng nặc, quy tắc ngược lại rõ ràng. Mạc Vô Kỵ tại trong hư không không biết bao nhiêu lần lạc đường, hắn rất có kinh nghiệm, biết loại thời điểm này con ruồi không đầu đồng dạng chạy loạn là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu mà hắn hiện tại không có chuyện gì làm, hắn nói không chừng còn có thể khống chế Tuế Nguyệt Bàn chạy loạn khắp nơi thử thời vận. Hiện tại hắn có một đống lớn chuyện làm, đơn giản tại tinh cầu này tu luyện. Giả như không có Tuế Nguyệt Bàn, Mạc Vô Kỵ sẽ ở tinh cầu này mặt ngoài bố trí một cái quản chế trận. Tinh cầu này tới rồi bất kỳ địa phương nào, hắn quản chế trận đều có thể đủ biết. Bất quá bây giờ đã có Tuế Nguyệt Bàn, Mạc Vô Kỵ tự nhiên là sẽ lại đem Tuế Nguyệt Bàn để đặt ở tại mặt ngoài tinh cầu, mở ra Tuế Nguyệt Bàn phương vị, lúc này mới tiến vào nòng cốt tinh cầu này trong chỗ sâu chuẩn bị bế quan tu luyện. Tuế Nguyệt Bàn có thể nói là bảo vật trong vũ trụ rất biết đường, chỉ cần có bất luận cái gì quen thuộc không gian, Tuế Nguyệt Bàn sẽ bắt lấy đến. Đây không phải là Mạc Vô Kỵ sẽ lại đem Tuế Nguyệt Bàn phóng tới tìm quen thuộc phương vị nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là Tuế Nguyệt Bàn căn bản cũng không có người giành được đi, còn có chính là Tuế Nguyệt Bàn là bảo vật của hắn, chỉ cần trên Tuế Nguyệt Bàn có bất kỳ tung tích nào, hắn lập tức là có thể biết. Cái đó và quản chế trận bất đồng, quản chế trận còn cần thời khắc nhìn. Hắn bây giờ chuẩn bị bế quan tu luyện, rất có thể sẽ bỏ qua một vài thứ. Mạc Vô Kỵ hiện tại chuẩn thánh tầng 9, tới rồi hắn tầng thứ này, rất rõ ràng muốn bước ra chuẩn thánh, liền yêu cầu không mượn bất luận cái gì gia tốc pháp bảo thủ đoạn, ở tầm thường không gian vũ trụ cảm ngộ. Mượn Tuế Nguyệt Bàn, hắn sẽ ở càng thời gian ngắn ngủi bên trong tu luyện tới chuẩn thánh 12 tầng. Nhưng ở bên trong Tuế Nguyệt Bàn thăng cấp đến chuẩn thánh tầng 12, đối với hắn bước vào thánh nhân cảnh không có bất kỳ trợ giúp nào. Tuế Nguyệt Bàn lợi hại hơn nữa, cũng không thể mượn Tuế Nguyệt Bàn bước vào thánh nhân cảnh. Hắn phàm nhân giới thiên địa quy tắc xác thực là phi thường hoàn thiện, đáng tiếc là hắn phàm nhân giới sinh ra thời gian quá ngắn. Thiếu khuyết các loại các dạng khí tức thiên địa cùng vũ trụ khí tức, có lẽ thật lâu sau này, hắn phàm nhân giới đúng là cái thứ hai vũ trụ, chí ít bây giờ còn không phải. Huống hồ phàm nhân giới bên trong Hàn Thanh như còn đang bế quan, hắn hiện tại muốn cảm ngộ chính là thánh nhân cảnh, đối với Hàn Thanh như rất có thể sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Mấy trăm cực phẩm thần linh mạch bị Mạc Vô Kỵ thực xuống dưới đất, phàm nhân giới bên trong này hai đạo vũ trụ đạo tắc Mạc Vô Kỵ không có đi động, hắn trước lấy ra tới hỗn độn thiết mẫu. Hỗn độn thiết mẫu là Mạc Vô Kỵ dùng để luyện chế pháp bảo. Bất quá khi hắn dùng cửu cấp thần diễm đến thiêu cháy hỗn độn thiết mẫu thời điểm, liền biết mình có bao nhiêu hồn nhiên. Thanh câm chi tâm dù cho tới rồi cửu cấp thần diễm, rơi vào hỗn độn thiết mẫu bên trên, một canh giờ trôi qua, cũng chỉ có thể hòa tan lớn chừng hạt đậu một khối.
Nếu là hắn muốn đem hỗn độn thiết mẫu như núi nhỏ vậy hòa tan, sau đó luyện chế thành trường kích, chỉ sợ cũng coi như là hàng tỷ năm trôi qua, cũng vậy không nhất định có thể thành công. Hỗn độn thiết mẫu từ bên trong phàm nhân giới lấy ra đến đơn giản, cho đi vào, lại yêu cầu trận kỳ trợ giúp. Tu vi vẫn quá thấp, Mạc Vô Kỵ rất là cảm thán. Hắn chuẩn thánh 9 tầng thực lực, chính là đối mặt thánh nhân cũng vậy không sợ chút nào. Trên thực tế Mạc Vô Kỵ hiện tại mới càng là hiểu rõ, tu vi của hắn càng cao, lại càng cảm giác được thực lực của chính mình thiếu. Buông ra tất cả ý niệm trong đầu, Mạc Vô Kỵ quyết định trước bước vào thánh nhân cảnh rồi lại nói, vô luận có hay không thần vị, không tới thánh nhân tu vi chính là thiếu. Cực phẩm thần linh mạch trung thần linh khí không ngừng bị Mạc Vô Kỵ cuốn đi, tại đây trong mênh mông vô biên hư không vũ trụ, Mạc Vô Kỵ tu luyện tinh cầu này chỉ là một cái điểm nhỏ rất tầm thường mà thôi. Từ khi dưới đại lượng kiếp, thần vị giới biến thành phá toái giới về sau, có thần vị cường giả đều ở đây vô lượng vực. Vô lượng vực từ đâu tới đây, chính là mấy vị có thần vị thánh nhân cũng không biết. Bất quá quy tắc của nơi này tuyệt đối cao hơn thần giới, căn bản sẽ không kém so với nghiền nát thần vị giới. Bao gồm La Hư thánh nhân, Thanh Nguyên thánh nhân, Đề Phật thánh nhân, Thái Loan thánh nhân đều ở đây vô lượng vực. Chính là Thanh Y thánh cô, Thánh Cô Trì đã ở bên trong vô lượng vực. Sầm Thư Âm cùng Khúc Du tu luyện không gian hỗn độn bị người mở ra, hỗn độn khí tức ra ngoài tràn đầy, một đạo vũ trụ đạo tắc khí tức cũng tràn đầy ra ngoài. Vô lượng vực vài tên thánh nhân tự nhiên là trước tiên liền cảm giác được, La Hư thánh nhân thứ nhất tiến lên cướp đoạt vũ trụ đạo tắc, Thanh Nguyên thánh nhân cùng Đề Phật thánh nhân đi theo liền vọt tới. Duy nhất chưa từng có đi chính là Thái Loan thánh nhân. Thái Loan thánh nhân thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi, hơn nữa còn là hết thảy thánh nhân lòng dạ cạn nhất. Mỗi lần hắn đều là thiếu kiên nhẫn, đã từng có một lần vì một chút việc nhỏ, thiếu chút nữa cùng La Hư thánh nhân ra tay tàn nhẫn. Cũng may Thanh Nguyên thánh nhân cùng Đề Phật đúng lúc ngăn cản hắn, bằng không hai cái thánh nhân động thủ, vô lượng vực mạnh hơn nữa, cũng sẽ bị đánh thành mảnh vụn. Một khi vô lượng vực bị đập, bọn họ còn không có chờ đến diệt thế lượng kiếp đến, cũng không có địa phương náo thân. Lần trước La Hư thánh nhân vì đi ám giới, mượn bốn người cùng sở hữu này một đạo vũ trụ đạo tắc, kết quả một đạo vũ trụ đạo tắc bị người từ ám giới đào đi. Lại giống nhau là Thái Loan thánh nhân thiếu chút nữa cùng La Hư đánh lên rồi, hắn thậm chí chỉ vào La Hư cái mũi nói La Hư tham một đạo vũ trụ đạo tắc này. Ngược lại là Thanh Nguyên thánh nhân chuyện gì đều là không hiện với sắc mặt, người khác căn bản là không hiểu rõ hắn trong lòng nghĩ cái gì. Lần này vũ trụ đạo tắc sau khi xuất hiện, dựa theo đạo lý nói, Thái Loan thánh nhân sẽ đi theo còn lại ba gã thánh nhân sau đó tiến lên cướp đoạt. Nhưng hắn chẳng những không có tiến lên, ngược lại là lưu tại hắn Thái Loan Thánh Sơn. Tại ba gã thánh nhân toàn bộ biến mất rời đi một nén nhang về sau, Thái Loan Thánh Nhân trước tiên chính là, lấy ra hơn 10 trận kỳ sẽ lại đem chỗ ở của mình, đóng cửa hẳn lên, sau đó giơ tay lên bắt mở ra chính bản thân, tu luyện động phủ bên trong một đạo cấm chế. Một khối mang theo vô hạn sinh cơ khí tức bùn đất ra hiện ở trước mặt của hắn, nếu mà Mạc Vô Kỵ ở chỗ này, khẳng định đều không thể tin được, bởi vì hắn sẽ nhận được là một khối tức những diện tích hầu như có một cái lập phương. Trước đây Mạc Vô Kỵ vì một miếng nhỏ lớn chừng quả đấm tức những vật vã lên xuống, mà nơi này xuất hiện tức những là vô số quả đấm lớn nhỏ. Thái Loan thánh nhân dường như căn bản cũng không có sẽ lại đêm này, tức những coi ra gì, hắn giơ tay lên điều dưỡng những thu hồi về sau, vũ trụ mênh mông quy tắc khí tức tràn ra, một đạo nhàn nhạt màu tím lập tức liền đem cả phòng làm nổi bật khí thế bằng bạc. Bị tức những che lại đồ đạc, rõ ràng là một cái màu tím vũ trụ đạo tắc. Thái Loan lúc này trên mặt không còn có bất luận cái gì thiếu kiên nhẫn, hai cái tay như nhiều loại hoa phi rơi đồng dạng, từng đạo cấm chế bị hắn đánh xuống đi, hắn mỗi một đạo cấm chế đi xuống, màu tím đạo tắc sẽ chỉ là biết lên cao một chút. Rất hiển nhiên, hắn muốn đem đạo này màu tím vũ trụ đạo tắc đào đi. Ngoài tỷ vạn dặm, một đạo màu bạc kiếm quang ở trên hư không vũ điệu, ba gã cường giả vây bắt đạo kiếm quang này không ngừng ẩm ra thần thông của mình. Các loại pháp thuật nổ vang không thôi, đạo vận cuồn cuộn. Không gian chung quanh sớm bị đánh lại không nửa điểm quy tắc khí tức, trong hư không khắp nơi đều tràn ngập lấy một loại thô bạo khí tức hủy diệt. Vốn trận đại chiến này không biết muốn đánh tới khi nào, hiện tại bốn người tranh đấu lại đồng thời ngừng lại, bọn họ lại cảm nhận được một loại vũ trụ đạo tắc khí tức, là vô lượng vực. Đề Phật thánh nhân kêu lên thứ nhất, La Hư ba người cùng Lạc đã sớm từ bỏ chiến đấu, điên cuồng xông về vô lượng vực. Lạc là nhất định phải thu đủ càng nhiều vũ trụ đạo tắc, cho nên chỉ cần xuất hiện vũ trụ đạo tắc, hắn sẽ không từ bỏ. Mà bọn người La Hư thì là biết, cho dù là vây công Lạc, cũng vô pháp cướp đoạt đến vũ trụ đạo tắc trong tay Lạc. Huống hồ liền xem như cướp đoạt xuống tới, ba người La Hư, Thanh Nguyên cùng Đề Phật ai giữ vũ trụ đạo tắc. Còn không bằng mọi người cùng nhau cướp đoạt, ai cướp được thì của người đó. Thái Loan tại thời điểm lấy đi tức nhưỡng, cũng đã dự liệu đến vũ trụ đạo tắc sẽ tiết lộ, bất quá hắn đã sớm tính toán kỹ. Hắn tuyệt đối sẽ tại trong một nén nhang đem vũ trụ đạo tắc thu lại, chỉ cần hắn thu hồi vũ trụ đạo tắc sau đó,
hắn lập tức liền đi. La Hư ba người lại vây công, cũng bắt không được hắn. Tại mấy chục đạo trận kỳ toàn bộ ném xuống, về sau sắc mặt Thái Loan thay đổi. Bởi vì sự thật cùng hắn dự liệu lại có chênh lệch cực lớn, hắn cùng La Hư bốn tên thần vị thánh nhân cộng đồng, nghiên cứu một đạo vũ trụ đạo tắc vô số năm. Hắn thấy, hắn tuyệt đối có nắm chắc tại trong một nén nhang thu hồi một đầu vũ trụ đạo tắc. Hiện tại hắn biết mình sai, hai đạo vũ trụ đạo tắc quy tắc khí tức hoàn toàn khác biệt, đừng bảo là một nén nhang, liền xem như nửa canh giờ, hắn cũng không nhất định có thể thu lại đạo vũ trụ đạo tắc này. Không phải thực lực của hắn không được, mà là hắn thế giới quy tắc không hoàn thiện. Bây giờ vũ trụ đạo tắc bại lộ, dù là hắn muốn che lấp cũng không thể được. Đến lúc này, hắn chỉ có thể điên cuồng đánh võ quyết, muốn đem đạo vũ trụ đạo tắc này rút đi. Một nén nhang vừa mới qua đi, một đạo pháp bảo đã đánh vào trên hộ trận của hắn. Thái Loan trong lòng trầm xuống, hắn biết mình đã mất đi thời cơ tốt nhất, bọn người La Hư trở về. Hắn tính sẵn hết thảy rồi, duy nhất không có tính tới chính là mình lại không có thể, tại thời gian một nén nhang thu hồi đạo vũ trụ đạo tắc này. Thái Loan, tâm cơ VL. Ta nói vì sao ngươi đem động phủ tu kiến tại địa phương cước chim cũng không có này, thì ra nơi này cất giấu một đạo vũ trụ đạo tắc. La Hư hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo nồng đậm sát khí. Đạo tắc này là ta giấu ở chỗ này, mấy vị muốn cướp đoạt đạo tắc của ta sao? Thái Loan thánh nhân sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn biết sự tình hôm nay khó mà tốt. Lạc đâu? Thanh Nguyên thánh nhân đột nhiên nhớ tới Lạc đi theo đám bọn hắn, đột ngột hỏi một câu. Thanh Nguyên thánh nhân thanh âm còn chưa rơi xuống. Một tiếng nứt vang, Thái Loan thánh nhân phòng ngự trận trực tiếp bị xé mở, một đạo kiếm mang cuốn về phía đạo tắc màu tím kia. Thái Loan không biết còn có một cái Lạc, hắn một mực tại chú ý ba người La Hư, căn bản cũng không có chú ý tới Lạc. Giờ phút này Lạc xé mở phòng ngự của hắn hộ trận về sau, hắn mới thức tỉnh tới, lần này tới không chỉ có ba người La Hư. Vì đạo vũ trụ đạo tắc này, Thái Loan không biết quy hoạch bao nhiêu thời gian, chỉ là bởi vì La Hư, Đề Phật cùng Thanh Nguyên ba người cho, tới bây giờ đều không có đồng thời rời đi mảnh này, hắn một mực là không cách nào động thủ mà thôi. Lần này thật vất vả bắt được thời gian một nén nhang, hết lần này tới lần khác hắn đối với thực lực của mình tính ra sai lầm. Giờ phút này Lạc muốn động thủ cướp đi hắn đạo tắc, hắn liều mạng cũng sẽ không để Lạc đắc thủ. Diệt thế lượng kiếp sắp đến, đạo vũ trụ đạo tắc này thì tương đương với tính mạng của hắn. Thái Loan đạo vận quét sạch, một tòa cự đại sơn phong đánh tới hướng Lạc cuốn về phía vũ trụ đạo tắc kiếm mang. Quy tắc trực tiếp nổ tung, cuồng bạo quy tắc đạo vận phản phệ trở về, Thái Loan há miệng chính là một đạo huyết tiễn. Một đạo huyết vụ từ cái hông của hắn tóe mở. Thái Loan cực kỳ chấn động, địa phương nào tới một cường giả cường đại như thế? Đó là cái gì kiếm, dễ như trở bàn tay liền đem hắn lĩnh vực cùng nhục thân xé mở. Thái Loan, gia hỏa này là Lạc, chúng ta đơn đả độc đấu không có người nào là đối thủ của hắn. Đạo tắc này trước để ở chỗ này, trên người hắn còn có mấy đạo vũ trụ đạo tắc, ta đề nghị chúng ta bốn người trước liên thủ. Thanh Nguyên một câu nói còn chưa nói hết, liền nghe đến trong đại điện bộc phát ra một tiếng kịch liệt hơn nổ vang. Chung quanh quy tắc triệt để sụp đổ mở, màu tím vũ trụ đạo tắc chung quanh trói buộc hoàn toàn biến mất. Đạo vũ trụ đạo tắc này hóa thành một đạo tử quang, phá vỡ hư không liền xông ra ngoài. Lạc không chút do dự đi theo đạo tắc này liền vọt tới, cơ hồ là cùng một thời gian, La Hư các loại bốn tên thánh nhân cũng xuyên qua bị màu tím vũ trụ đạo tắc vỡ ra hư không vọt vào. Vô lượng vực thiên địa quy tắc bắt đầu vỡ ra, toàn bộ giới vực trong hư không xuất hiện một đạo lại một đạo khe hở rất nhỏ. Tu luyện không có tuế nguyệt, thời gian mấy ngàn năm chớp mắt liền đi qua. Mạc Vô Kỵ oanh mở hàng rào chuẩn thánh tầng 12, hắn cũng không có đình chỉ bế quan, chỉ là lần nữa vung ra hơn ngàn cực phẩm thần linh mạch, cùng vạn thượng phẩm thần linh mạch, điên cuồng hấp thu thần linh khí. Chính là Mạc Vô Kỵ giờ phút này, cũng có thể cảm nhận được một loại khí tức hủy diệt, hắn biết đây là khúc nhạc dạo diệt thế lượng kiếp sắp đến. Hắn nhất định phải tại trước khi diệt thế lượng kiếp này đến, cố gắng tăng lên thực lực của mình. Mà lại hắn nhất định phải bước vào thánh nhân chi cảnh, nếu như không đến thánh nhân chi cảnh, tại thời khắc diệt thế lượng kiếp đến, hắn rất có thể là pháo hôi cho người khác. Tại bất hủ phàm nhân quyết điên cuồng quét sạch xuống, từng đầu thần linh mạch bị Mạc Vô Kỵ cắm vào dưới mặt đất hóa thành cho bụi, Mạc Vô Kỵ thực lực tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở dâng lên lấy. Thế nhưng là vô luận hắn hấp thu bao nhiêu thần linh mạch, thực lực hắn như thế nào tăng trưởng, hắn từ đầu đến cuối không cách nào cảm ứng được đạo thánh nhân cảnh gông cùng xiềng xích kia. Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, lúc này nếu như hắn xuất ra vũ trụ đạo tắc, hắn rất có thể trực tiếp bước vào thánh nhân cảnh. Bất quá hắn biết đây không phải là đạo của hắn. Hắn khai sáng bất hủ phàm nhân quyết, sáng tạo phàm nhân giới, tuyệt đối không thể mượn nhờ khác vũ trụ quy tắc đến hoàn thiện cảnh giới của mình, bước vào thánh nhân cảnh. Lại là thời gian ngàn năm đi qua, năm đó Mạc Vô Kỵ tu luyện trong tinh cầu hoang tàn vắng vẻ này, sớm đã không còn lúc trước hoang vu cảnh tượng. Mấy ngàn năm thời gian, phàm nhân đạo đã sớm thẩm thấu đến toàn bộ tinh cầu. Từ phàm đến thánh,
đạo vận khuếch tán ra, tăng thêm vô cùng vô tận thần linh mạch. Tinh cầu hoang tàn vắng vẻ này đã là xanh tươi rạt rào, khắp nơi đều là sinh mệnh bộc phát cảnh sắc. Nơi này nhiều hơn một loại sinh cơ, một loại phàm nhân đạo sinh cơ, rất nhiều cấp thấp thần linh thảo trống rỗng mọc ra. Trong hư không một đạo nhanh chóng bóng dáng xẹt qua tinh cầu xanh tươi rạt rào này, một cái kinh dị thanh âm vang lên. Tinh cầu có sự sống trong hư không? Đi theo phi hành pháp bảo ngừng lại, đang phi hành pháp bảo phía trước đứng vững một tên áo đen cao gầy nam tử, thần niệm của hắn rơi vào trên tinh cầu xanh tươi này. Không đúng, đây là tuế nguyệt bàn. Một loại kích động cuồng hỉ bao quanh toàn bộ ý niệm tên nam tử áo đen này. Hắn kích động đều có chút run rẩy, vừa bước một bước vào trên cái tinh cầu này, đưa tay chụp tới tuế nguyệt bàn kia. Tuế nguyệt bàn loại tạo hóa bảo vật này, bị hắn phát hiện. Không, phải nói là bị hắn nhặt được. Một đạo vô hình cấm chế ngăn trở thủ ấn của hắn, đi theo một tên người mặc áo lam tinh không tu sĩ phục nam tử tuổi trẻ xuất hiện ở trước mặt của hắn, ngăn trở tuế nguyệt bàn. Ngươi là ai? Dáng người cao gầy nam tử áo đen nhíu mày nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, hắn cảm giác đến nam tử tuổi trẻ bình thường trước mắt này có chút quen thuộc. Rất nhanh hắn liền đem sự quen thuộc đối với Mạc Vô Kỵ vứt sang một bên, thần niệm của hắn ngạc nhiên rơi vào nơi trọng yếu tinh cầu này, hắn nhìn thấy cái gì? Mấy ngàn thượng phẩm thần linh mạch, còn có mấy trăm cực phẩm thần linh mạch. Không đúng, còn có hơn 10 đầu khai thiên thần linh mạch. Kẻ trước mắt này đến cùng là ai? Làm sao giàu có như vậy? Đúng, làm sao có một loại cảm giác quen thuộc? Mạc Vô Kỵ bình tĩnh đánh giá nam tử trước mắt một phen, lúc này mới lắc đầu nói ra. Thiên Ngân, những năm này đi qua, ngươi tự hồ tiến bộ không lớn. Còn tại chuẩn thánh 8 tầng quanh quẩn một chỗ, ngươi những năm thời gian này đều cho ăn sao? Mặc dù chưa từng gặp qua trước mắt tu sĩ áo đen cao gầy này, Mạc Vô Kỵ khẳng định trước mắt nam tử cao gầy này chính là Thiên Ngân. Gia hỏa này năm đó ở thần lục truy sát qua hắn, cho nên hắn vừa nhìn thấy Thiên Ngân Thánh Nhân, liền cảm nhận được khí tức của gia hỏa này. Không chỉ có như vậy, hắn tại tịch diệt hải nhặt được qua rất nhiều tịch đạo xa. Những tịch đạo xa khí tức này, chính là Thiên Ngân Thánh Nhân đạo vận khí tức. Thiên Ngân Thánh Nhân rơi vào tịch diệt hải, sẽ ngưng tụ ra vô số tịch đạo xa, cũng là bình thường. Ngươi đến cùng là ai? Nghe được Mạc Vô Kỵ lời nói, Thiên Ngân càng là nhíu mày hỏi một câu. Hắn chính là nghĩ không ra Mạc Vô Kỵ là ai. Mạc Vô Kỵ từ tốn nói. Lúc trước thời điểm ta ra đi, trả lại cho ngươi một đạo đại hủy diệt thuật, làm sao? Không có làm cho móng vuốt ngươi đổ nát sao? Là ngươi. Thiên Ngân Thánh Nhân lập tức liền hiểu được, gia hỏa trước mắt này đúng là con sâu kiến hắn muốn bắt. Có thể nói hắn muốn bắt được Mạc Vô Kỵ tâm tình so bắt được Lôi Hồng Cát tâm tình, càng thêm bức thiết, bằng không mà nói, năm đó hắn cũng sẽ không từ bỏ Lôi Hồng Cát, đến chặn đường Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ mỉm cười. Không sai, chính là ta. Ta hư không chỉ thủy cùng cực băng thiên trúc có phải hay không ở trên người của ngươi? Còn có đại hủy diệt thuật. Thiên Ngân Thánh Nhân liếm môi một cái, ánh mắt từ trên tuế nguyệt bàn đảo qua. Ở trong hư không không biết lạc đường bao lâu, hôm nay hắn rốt cục có hồi báo. Liền xem như thiên địa lô không có bị tìm tới, bây giờ tìm, được tuế nguyệt bàn còn có hắn vô cùng cần hư không chỉ thủy cùng cực băng thiên trúc, vậy sớm đã đủ rồi, huống chi còn có đại hủy diệt thuật. Về phần thực lực của Mạc Vô Kỵ, hắn căn bản cũng không lo lắng. Năm đó thời điểm bị hắn truy sát, Mạc Vô Kỵ vẫn là sâu kiến trong sâu kiến. Chính là mượn nhờ tuế nguyệt bàn tu luyện, ngắn ngủi một chút năm này, cũng sẽ không đối với hắn có bất kỳ uy hiếp gì. Mạc Vô Kỵ mỉm cười, tay vung ra, một cái lò xuất hiện ở lòng bàn tay. Ngươi còn nói thiếu một cái, thiên địa lô. Thiên Ngân ánh mắt ngưng tụ, ở sâu trong nội tâm ngược lại từ cuồng hỉ bình tĩnh lại. Hắn điên cuồng tìm kiếm thiên địa lô, nếu là hắn lần đầu tiên nhìn thấy không phải tuế nguyệt bàn, mà là thiên địa lô, giờ phút này hắn đã điên cuồng xông về Mạc Vô Kỵ. Không vì cái gì khác, liền vì giành lại thiên địa lô. Hiện tại Mạc Vô Kỵ chủ động lấy ra thiên địa lô, hắn toàn thân trên dưới giống như bị điện giật đánh một lần, có một loại phát nổ cảm giác. Rõ ràng ở sâu trong nội tâm tràn đầy một loại vô cùng vô tận khát vọng, hắn còn không phải không ép buộc chính mình tỉnh táo. Hắn không biết mục đích Mạc Vô Kỵ đem tuế nguyệt bàn nhét vào mặt ngoài tinh cầu, nhưng là rất hiển nhiên Mạc Vô Kỵ không sợ tuế nguyệt bàn mất đi. Hiện tại biết hắn là thiên ngân, biết mục đích của mình, còn dám xuất ra thiên địa lô bảo vật hắn chứng đạo, đó chính là nói cho hắn biết, không sợ. Thiên Ngân hít một hơi thật sâu, đạo vận quy tắc theo lĩnh vực của mình không ngừng khuếch tán ra. Vô luận như thế nào, hôm nay tuyệt đối không thể để cho người trước mắt này rời đi. Không có thiên địa lô, hắn tương đương không có căn cơ. Đáng tiếc thực lực của hắn bây giờ còn lâu lắm mới khôi phục, bằng không mà nói, hắn nơi nào sẽ ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn đang điên cuồng tích xúc, chỉ cần Mạc Vô Kỵ khẽ động, hắn đem điên cuồng toàn lực xuất thủ. Hắn cũng không tin, cùng Lôi Hồng Cát như thế biến thái khắp nơi đều là... Bất quá liền xem như hắn cho rằng Mạc Vô Kỵ sẽ không mạnh hơn Lôi Hồng Cát,
hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì khinh địch, hắn muốn một kích thành công. Mạc Vô Kỵ cười lạnh, thời khắc này Thiên Ngân trong mắt hắn, cũng chỉ là mạnh hơn một chút so với sâu kiến mà thôi. Nếu như Thiên Ngân còn là thánh nhân, hắn còn kiêng kỵ một chút. Thiên Ngân hiện tại không có thần vị, không phải thánh nhân, thậm chí ngay cả tạo hóa bảo vật cũng không có, đối với hắn căn bản cũng không có nửa phần uy hiếp. Mạc Vô Kỵ biết Thiên Ngân đang gia tăng lĩnh vực của mình, hắn căn bản cũng không có ngăn cản. Tại bước vào chuẩn thánh tầng 12 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu thánh nhân cảnh. Hắn cũng muốn biết thực lực của mình hiện tại như thế nào. Trông thấy Mạc Vô Kỵ không có động thủ, Thiên Ngân càng là điên cuồng xúc tích thần nguyên điệp ra lĩnh vực. Chỉ cần Mạc Vô Kỵ có nửa điểm ba động, hắn tùy thời đều có thể tế ra chính mình đệ nhất thần thông. Tại Thiên Ngân chờ Mạc Vô Kỵ động thủ, Mạc Vô Kỵ thật động. Mạc Vô Kỵ không phải động thủ với hắn, mà là biến sắc, lập tức đưa tay cuốn lên tất cả thần linh mạch cùng tuế nguyệt bàn, vừa xài bước ra ngoài. Muốn chạy trốn, Thiên Ngân không chút do dự toàn lực xuất thủ. Giờ khắc này hắn biết Mạc Vô Kỵ khẳng định là ra vẻ mê hoặc, bằng không mà nói, liền sẽ không lúc này đào tẩu. Lúc này thần thông của hắn tại bộc phát biên giới, lĩnh vực trồng tăng đến mạnh nhất, nếu như không trốn mà nói, còn có chống cự cơ hội, vừa trốn, vậy thì chờ lấy chịu chết đi. Phong ba đồng dạng thần nguyên đạo vận bị Thiên Ngân đánh ra, trong hư không xuất hiện một đợt lại một đợt ngập trời hỏa diễm. Những ngập trời hỏa diễm này, không chỉ là phong tỏa Mạc Vô Kỵ hết thảy đào tẩu không gian, chính là không gian vũ trụ này cũng tất cả đều là tại dưới ngập trời hỏa diễm này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho dù là một phương này hư không quy tắc cường hãn ngưng thực, cũng bị Thiên Ngân ngọn lửa này đốt vang lên kèn kẹt. Quy tắc thậm chí bị ngọn lửa này thiêu đốt càng rõ ràng hơn yếu kém đứng lên, tựa hồ đưa tay liền có thể xé mở đồng dạng. Cùng Lôi Hồng Các chiến đấu, Thiên Ngân cũng không có tế ra chính mình loại ngập trời hỏa diễm này, chủ yếu là bởi vì hắn về sau cảm giác được thiên địa lô không trên người Lôi Hồng Các. Càng quan trọng hơn là, hắn một khi thi triển Tam Muội Thánh Thao rất có thể sẽ bị mấy cái thánh nhân còn lại cảm thấy được. Tại trong vũ trụ mênh mông, cũng chỉ có mấy cái thánh nhân biết hắn Thiên Ngân Tam Muội chân hỏa. Ngọn lửa này cơ hồ tương đương tại thánh diễm, tại thần thông đạo tắc của hắn kích phát xuống, có thể trực tiếp thiêu đốt mất hết thảy lĩnh vực, sau đó thiêu đốt mất hết thảy quy tắc không gian. Mạc Vô Kỵ lĩnh vực tại dưới ngọn lửa này cảnh giới hóa thành hư vô, đi theo hắn tóc cùng quần áo toàn bộ bị ngọn lửa cuốn đi. Da thịt bị ngọn lửa xé rách, xương cốt trực tiếp hiện đi ra. Tại dưới Tam Muội chân hỏa này, Mạc Vô Kỵ thoạt nhìn không có bất luận sức hoàn thủ gì, khoảng cách thời gian liền bị trọng thương. Có thể Thiên Ngân không có nửa điểm mừng rỡ, hắn phát hiện Mạc Vô Kỵ một bước sớm bước ra hắn Tam Muội chân hỏa quy tắc không gian. Đây là lần thứ nhất có người tại dưới Tam Muội thánh thao của hắn thoát thân mà đi, còn không có lưu lại nhục thân. Phải biết hắn Tam Muội thánh thao thế nhưng là thiên địa lô ngưng luyện vô số năm mới hình thành, tại trong tất cả thánh nhân hắn hỏa diễm nói thứ hai, không người nào dám nói thứ nhất. Dù là hắn hiện tại bởi vì thực lực giảm xuống, đạo vận không hoàn thiện, dưới Tam Muội thánh thao thần thông này, không đến thánh nhân cảnh cũng không có người dám nói có thể chạy đi. Thiên Ngân không có tiếp tục suy nghĩ, hắn điên cuồng đuổi hướng về phía Mạc Vô Kỵ. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để Mạc Vô Kỵ đào thoát. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có đem Thiên Ngân nhìn ở trong mắt, bây giờ bị Thiên Ngân Tam Muội thánh thao cơ hồ hủy đi nhục thân, trong lòng của hắn kinh hãi không thôi. Quả nhiên mỗi người đều không thể xem thường, bởi vì hắn xem thường Thiên Ngân, kém một chút liền bị triệt để hủy đi nhục thân. May mắn hắn xúc địa thành thốn thần thông quá mạnh, tăng thêm nhục thân đã là thánh thể hậu kỳ, lúc này mới từ dưới Tam Muội thánh thao bỏ chạy. Mạc Vô Kỵ hận không thể quay đầu đem Thiên Ngân bóp thành bã vụn, hắn giờ phút này cũng không dám dừng lại. Mặc dù là nuốt mấy viên thần đan, phàm nhân quyết không ngừng nghịch chuyển, sinh cơ lạc vô cùng vô tận cung cấp sinh cơ. Mạc Vô Kỵ y nguyên cảm nhận được Tam Muội chân hỏa đang thiêu đốt mạch lạc cùng tinh huyết của hắn, nội phủ có một loại xé rách đau đớn. Thiên Ngân chỉ là đuổi mười mấy hô hấp thời gian, hắn liền rung động nhìn chằm chằm xa xa trong hư không. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Mạc Vô Kỵ lại đột nhiên đào tẩu, đây không phải là sợ hắn Thiên Ngân, cũng không phải muốn ra vẻ mê hoặc, mà là bởi vì từ trong hư không tràn đến một đạo đạo tắc màu tím. Thiên Ngân là một cái thánh nhân, hắn vừa nhìn thấy đạo tắc màu tím này, liền biết đây là một đạo vũ trụ đạo tắc. Giờ khắc này hắn không có nửa điểm mừng rỡ, thậm chí một trái tim chìm đến đáy cốc. Tại hắn xa xa không có cảm nhận được đạo tắc màu tím trước đó, Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy đạo tắc màu tím này. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực Mạc Vô Kỵ cường hãn hơn hắn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cái này từ đối phương dám ngạnh kháng hắn một đạo Tam Muội thánh thao, liền có thể nhìn ra. Thiên Ngân đoán không sai, Mạc Vô Kỵ đích thật là bởi vì đạo tắc màu tím này cưỡng ép nhịn thần thông này của Thiên Ngân. Đây là vũ trụ đạo tắc, chờ hắn xử lý Thiên Ngân lại đến bắt vũ trụ đạo tắc này, khẳng định không còn kịp rồi. Không nói Mạc Vô Kỵ cảm nhận được đạo vũ trụ đạo tắc này có người đang đuổi,
chính là không có người đuổi, Mạc Vô Kỵ cũng không dám nói mình có thể ở trong hư không bắt được đạo vũ trụ đạo tắc này. Hiện tại hắn đón đầu mà lên, chịu một đòn của Thiên Ngân, quả thực là cản lại đạo tắc màu tím này. Mạc Vô Kỵ thu thập vũ trụ đạo tắc cũng không phải lần đầu tiên, hắn phi thường có kinh nghiệm, phàm nhân đạo tắc quét sạch mà ra, tại đạo vũ trụ đạo tắc này một chút chậm chạp đồng thời, đưa tay cuốn một cái, đạo vũ trụ đạo tắc này liền bị hắn quấn vào trong phàm nhân giới. Còn không có đợi Mạc Vô Kỵ buông lỏng một hơi, năm đạo bóng người tuần tự đem Mạc Vô Kỵ vây ở giữa. Ngoại trừ năm đạo bóng người này ra, còn có phía ngoài nhất một tên Thiên Ngân. Lại là ngươi. Lạc đem ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên thân Mạc Vô Kỵ, dù ban đầu ở tiên giới cảm nhận được Mạc Vô Kỵ chỉ là tạo hóa kiếm, Lạc vẫn là nhận ra Mạc Vô Kỵ. La Hư tại thời điểm nhìn thấy Mạc Vô Kỵ, ánh mắt ngưng tụ. Dù là hắn chưa bao giờ thấy qua Mạc Vô Kỵ, hắn cũng đã nhận ra Mạc Vô Kỵ, đạo tắc kia của hắn chính là Mạc Vô Kỵ rút đi. Hắn cũng không có vạch trần, trên người Mạc Vô Kỵ hiện tại có hai đạo vũ trụ đạo tắc sự thật, mà là bất động thanh sắc ngăn, ở không gian phương vị Mạc Vô Kỵ có khả năng bỏ chạy nhất. La Hư, Thanh Nguyên, Đề Phật, Thái Loan. Thiên Ngân hít vào một ngụm khí lạnh, theo bản năng lui về sau mấy chục trượng. Hắn cùng mấy người kia thủ sâu như biển, đáng tiếc là hiện tại hắn tại mấy người kia trước mặt ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Nếu như là tại lúc khác, giờ phút này hắn sẽ điên cuồng thiêu đốt tuổi thọ của mình bỏ chạy. Mà bây giờ hắn không cam tâm hắn thiên địa lô còn trên người Mạc Vô Kỵ. Đi lần này, hắn có lẽ sẽ vĩnh viễn mất đi thiên địa lô. Biết rõ không phải là đối thủ của Mạc Vô Kỵ, hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy mà đào tẩu. Lạc lĩnh vực không gian hoàn toàn bao phủ lại toàn bộ hư không, mấy người nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ nói. Người này thực lực rất mạnh, ta đề nghị mọi người liên thủ, xử lý hắn rồi lại nói thứ khác. Trong lòng Mạc Vô Kỵ trầm xuống, hắn biết mình chặn đường đạo vũ trụ đạo tắc này có người đuổi. Thế nhưng là hắn không biết người đuổi đạo vũ trụ đạo tắc này lại là cường hãn như vậy, mà lại mỗi một cái đều là mạnh như thế. Hắn đồng dạng nhận ra, ngoại trừ Lạc gia, trong đó có một người là La Hư. La Hư cùng Lạc đây đều là thánh nhân, thậm chí cường giả phía trên thánh nhân, đừng bảo là hai người, liền xem như một người hắn đều quá sức. Mà bây giờ ngoại trừ La Hư cùng Lạc gia, còn có ba người khác. Không nói ba người này khí tức cùng La Hư không sai biệt lắm, liền xem như Mạc Vô Kỵ nhìn không ra tu vi ba người. Ba tên này có thể cùng La Hư, Lạc cùng một chỗ, cũng tuyệt đối sẽ không yếu so La Hư ba người. Hắn hiện tại chuẩn thánh tầng 12 đỉnh phong, muốn đối phó năm cái thánh nhân cấp bậc cường giả, chính là hắn không có thụ thương, đó cũng là hữu tử vô sinh. Huống hồ hắn trước đây không lâu bị tam muội chân hỏa đốt đi một chút, nội phủ còn bị thương chưa lành. Năm người đạo vận quy tắc ngưng tụ cùng một chỗ, vùng không gian này bị khóa chặt so với bình thường giới vực còn phải vững chắc hơn. Mạc Vô Kỵ càng là khẳng định, hắn muốn chạy trốn, chính là cực kỳ gian nan. Lạc sau khi nói xong, một đạo kiếm mang trực tiếp quét sạch hướng Mạc Vô Kỵ, hắn căn bản cũng không cho Mạc Vô Kỵ cơ hội thở dốc. Cơ hồ là tại Lạc xuất thủ đồng thời, La Hư, Thanh Nguyên cùng Đề Phật Thánh Nhân đồng thời xuất thủ, mỗi người đều là đỉnh cấp thần thông. Mọi người ôm tâm tư là giống nhau, chỉ cần đem Mạc Vô Kỵ xé rách, vũ trụ đạo tắc kia bị Mạc Vô Kỵ thu hồi tất nhiên sẽ tuôn ra tới. Vũ trụ đạo tắc tuyệt đối sẽ không theo Mạc Vô Kỵ tiểu thế giới sụp đổ, mà biến mất, chờ đạo vũ trụ đạo tắc kia tuôn ra đến về sau, mọi người lại cướp đoạt. Duy nhất không có xuất thủ chính là Thái Loan, hắn không xuất thủ không phải không quan trọng, trên thực tế đạo vũ trụ đạo tắc kia tương đương như của hắn, hắn là kẻ quan tâm nhất. Hắn sở dĩ không có xuất thủ, là hắn khẳng định Mạc Vô Kỵ không đơn giản. Nếu như một người đơn giản, há có thể trong lúc nhấc tay liền thu hồi vũ trụ đạo tắc. Phải biết hắn bỏ ra thời gian một nén nhang đều không có thu lại. Huống hồ hắn nghiên cứu vũ trụ đạo tắc đã bao nhiêu năm, dạng này ra hỏa một cái đơn giản liền có thể thu lại một đạo vũ trụ đạo tắc nhanh chóng bay đi, sẽ không có thủ đoạn bảo mệnh sao? Đừng nhìn tại vô lượng vực bốn tên thần vị thánh nhân cộng đồng có được một đạo vũ trụ đạo tắc, trên thực tế không có người nào thử qua thu lấy vũ trụ đạo tắc. La Hư nghiên cứu vũ trụ đạo tắc thời gian dài nhất, hắn cũng không dám thu lấy vũ trụ đạo tắc. Đạo vũ trụ đạo tắc kia là của mọi người, ai dám thu, đó chính là gây nên công phẫn. Trong bốn tên thần vị thánh nhân, chỉ có hắn thu qua vũ trụ đạo tắc. Hắn biết muốn trong thời gian ngắn nhất thu lấy vũ trụ đạo tắc, nhất định phải có được hoàn mỹ hoàn chỉnh thiên địa quy tắc đạo vận. Trước mắt người trẻ tuổi bình thường này trong thời gian cực ngắn thu lấy vũ trụ đạo tắc, rất rõ ràng là có được hoàn thiện nhất thiên địa quy tắc thế giới. Có được thiên địa quy tắc hoàn thiện thế giới, mới có thể có hoàn thiện thiên địa quy tắc đạo vận. La Hư bọn người đồng thời xuất thủ, là khẳng định bọn hắn một khi phong tỏa không gian vũ trụ, đối phương liền cơ hội thi triển thần thông đều không có. Thái Loan lại biết tuyệt đối không phải như vậy, chỉ cần ra hỏa bị vây công này có được hoàn chỉnh thiên địa quy tắc thế giới, liền có thể thi triển thần thông, sau đó ở giữa khe hở thời gian chạy đi. Thấy Thái Loan vậy mà không có xuất thủ, Mạc Vô Kỵ trong lòng càng là mát lạnh,
Hắn giờ phút này ngược lại bức thiết hy vọng 5 người đồng thời xuất thủ. Chỉ cần 5 người đồng thời xuất thủ, hắn liền có thể toàn lực thi triển đại hủy diệt thuật. Dưới đại hủy diệt thuật, hắn khẳng định có thể tìm được khe hở chạy trốn. Hiện tại có một người không động thủ, chính là hắn tìm được khe hở chạy trốn, cũng sẽ bị ở gia hỏa một bên đứng ngoài quan sát ngăn chặn. Sự tình cũng không có tiến triển như Mạc Vô Kỵ dự liệu phương hướng, Mạc Vô Kỵ vẫn là thi triển đại hủy diệt thuật. Đến lúc này, hắn căn bản cũng không có đường lui. Cứ việc La Hư cùng Lạc bọn bốn người không có toàn lực xuất thủ, đều lưu lại thủ đoạn. Thế nhưng là bốn người thần thông đồng thời đánh ra, không gian vũ trụ này lập tức chính là quy tắc tung hoành, hết thảy ngoại giới lực lượng căn bản là, đừng nghĩ tại trong quy tắc đạo vận tung hoành cường hãn này lưu lại. Đổi thành khác chuẩn thánh, cho dù là chuẩn thánh viên mãn, cũng không có nửa điểm cơ hội động thủ. Nếu như chỉ có một cái ngoại lệ, đó chính là Mạc Vô Kỵ có được quy tắc hoàn chỉnh phàm nhân giới. Chính như Thái Loan dự liệu như thế, thần thông của hắn căn bản cũng không cần mượn nhờ không gian vũ trụ quy tắc. Đại hủy diệt thuật đồng dạng bị Mạc Vô Kỵ đánh đi ra, phương viên mấy vạn dặm biến thành vòng xoáy lỗ đen. Hết thảy quy tắc tại giữa vòng xoáy lỗ đen này vỡ vụn, trong lỗ đen bao quanh vô tận khí tức hủy diệt. Loại khí tức hủy diệt này, bất kỳ người nào dám tới gần, cũng đều sẽ bị xé nứt trở thành bã vụn. La Hư đứng mũi chịu sào, thần thông quy tắc bị hủy diệt thuật đều rào sát, cuồng bạo đạo vận quy tắc phản vệ trở về, hắn há miệng chính là một đạo máu tươi phun ra. Chẳng những là La Hư, Thanh Nguyên cùng Đề Phật hai người giống nhau là trọng thương thổ huyết. Bị Mạc Vô Kỵ đại hủy diệt thuật đạo vận oanh trúng, hai người bọn họ thậm chí ngay cả nội tạng đều phun ra. Không có bị thương ngoại trừ Thái Loan một bên không có xuất thủ ra, còn có chính là Lạc người đầu tiên xuất thủ. Chín đạo vũ trụ đạo tắc chính là Lạc phát hiện trước nhất. Hắn tự nhiên biết Mạc Vô Kỵ vì cái gì có thể, trong thời gian ngắn nhất thu hồi một đạo vũ trụ đạo tắc. Hắn khẳng định Mạc Vô Kỵ còn có chuẩn bị ở sau, hắn tượng trưng xuất thủ một lần về sau, liền đợi đến khi Mạc Vô Kỵ đào tẩu. Mạc Vô Kỵ chính mình thi triển đại hủy diệt thuật càng là biết đáng sợ, hắn đang toàn lực thi triển đại hủy diệt thuật về sau, lập tức liền muốn thoát ly thôn phệ một phương hư không quy tắc vòng xoáy lỗ đen này. Chỉ là không chờ hắn hóa thành độn quang sông vào bị xé nứt mở hư không, trong khe hở. Hắn liền bị bốn tên thánh nhân cường đại thần thông quy tắc xé rách lĩnh vực. Một đạo kinh khủng xoay tròn nhận mang xuyên qua bụng dưới Mạc Vô Kỵ, một đạo Phật quang lại kém chút đem một đầu cánh tay Mạc Vô Kỵ xé xuống. Thời khắc này Mạc Vô Kỵ chỗ nào còn nhớ được thương thế của mình. Hắn vẫn là điên cuồng xông về trong khe hở hư không muốn chạy trốn. Chạy không thoát liền tất nhiên sẽ bị giết. Đây vốn chính là kế hoạch của hắn, trên thực tế hắn cũng không có tính sai. Tại mấy tên thánh nhân cùng đại hủy diệt thuật va chạm dưới, trong hư không này đích thật là xuất hiện ly ti giới vực vết nứt. Chỉ là không có chờ Mạc Vô Kỵ xông vào vết nứt, Lạc lại lần nữa biến thành một đạo kiếm mang bổ về phía Mạc Vô Kỵ. Nếu như nói Lạc đạo kiếm quang thứ nhất còn chỉ có hình không có sát thế mà nói, vậy đạo kiếm mang thứ hai này là mang theo khí thế ngập trời khí tức giết hết quét sạch về Mạc Vô Kỵ. Rất rõ ràng, đạo kiếm mang này muốn trực tiếp đem Mạc Vô Kỵ chém giết, sau đó đem Mạc Vô Kỵ cuốn đi. Mạc Vô Kỵ kêu lên một tiếng đau đớn, Lạc này quả nhiên là âm hiểm vô cùng. Hắn thứ nhất cổ động còn lại mấy tên thánh nhân động thủ với hắn, kết quả hắn chiêu thứ nhất căn bản cũng không có xuất lực, chiêu thứ hai này mới là điên cuồng sát chiêu, toàn lực xuất thủ. Đây là chờ lấy hắn đào tẩu đồng thời ám toán hắn. Quả nhiên là không thành thánh chính là sâu kiến Mạc Vô Kỵ phun ra một đạo huyết tiễn, căn bản cũng không quản Lạc đạo kiếm mang này, đưa tay chính là một chỉ điểm ra. Thất giới chỉ thứ sáu, hư vọng. Ngươi điên rồi. Lạc cuồng hống một tiếng, căn bản cũng không dám tin tưởng Mạc Vô Kỵ dám không né tránh hắn một kiếm này. Chỉ cần Mạc Vô Kỵ tránh né hắn một kiếm này, hắn chiêu tiếp theo liền sẽ xử lý Mạc Vô Kỵ, sau đó kiếm mang mang đi Mạc Vô Kỵ. Tạo hóa kiếm mang xé mở Mạc Vô Kỵ lĩnh vực, nghiêng từ trước ngực Mạc Vô Kỵ đánh xuống. Dưới một kiếm này, Mạc Vô Kỵ đan điền vỡ vụn, mạch lạc đứt từng khúc, đạo cơ tiêu tán. Chính là bởi vì Lạc biết mình một kiếm này, hạ xuống không né tránh sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, hắn mới nói Mạc Vô Kỵ điên rồi. Mạc Vô Kỵ không có điên, hắn biết mình tránh né mà nói. Đó là tuyệt đường lui của mình, nơi này không phải chỉ có Lạc một người. Tại Lạc một kiếm này xé mở Mạc Vô Kỵ đan điền, đạo cơ cùng mạch lạc đồng thời, Mạc Vô Kỵ một chỉ kêu oanh mở trước ngực Lạc. Ngực Lạc giống nhau là nổ tung ra một đạo huyết vụ, bao quát Lạc trái tim đan điền cùng linh lạc giống nhau là bị Mạc Vô Kỵ một quyền này xé rách trở thành bã vụn, ở trên người trực tiếp quán xuyên ra một cái động lớn. Căn bản cũng không chờ bọn người La Hư động thủ, Lạc trọng thương đã biến thành một đạo kiếm mang biến mất tại trong hư không mênh mông. Nếu ngươi không đi, hắn đồng dạng đi không nổi. Thái Loan cười lạnh một tiếng, hắn cuối cùng thành công. Tại hắn vừa sải bước ra, muốn bắt lấy bỏ chạy Mạc Vô Kỵ đồng thời, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên cầm ra hai đạo đạo tắc màu tím ném, cho hắn nghiêm nghị kêu lên. Hai đạo đều cho ngươi nè, ông mày đi đây.
tương lai nợ này, Gia Gia cuối cùng sẽ đòi trở về. Thái Loan ngây người một lúc, hắn theo bản năng bắt lấy Mạc Vô Kỵ ném ra, tới hai đạo màu tím vũ trụ đạo tắc, trơ mắt nhìn Mạc Vô Kỵ vọt vào trong khe hở hư không biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có hai đạo? Không đúng, đây không phải vũ trụ đạo tắc. Tại trong tích tắc, Thái Loan liền kịp phản ứng. Hai đạo đạo tắc này nếu như không nắm trong tay, căn bản là nhìn không ra. Bởi vì hai đạo màu tím đạo tắc này, bên ngoài nhìn cùng vũ trụ đạo tắc chân chính không có gì khác nhau, thậm chí so chân chính vũ trụ đạo tắc quy tắc còn mênh mông hơn phức tạp. Nhưng là hai đạo đạo tắc màu tím này cực kỳ non nớt, thậm chí còn không có hình thành thánh nhân chi đạo. Đạo tắc màu tím tại trong khoảng thời gian ngắn liền biến thành hư vô, tiêu tán tại trong hư không. Thái Loan kịp phản ứng, trông thấy vết nứt hư không kia còn không có hoàn toàn biến mất, hắn liền muốn xông đi vào truy sát Mạc Vô Kỵ. Chỉ là lúc này, La Hư, Đề Phật cùng Thanh Nguyên ba người đã ngăn cản hắn. Thái Loan, ngươi cái này quá phận đi. Ngay trước mặt chúng ta đem đạo tắc giấu đi. Lời nói Thanh Nguyên có chút sinh lạnh. Các ngươi mau đuổi theo giết sâu kiến kia, vừa rồi hắn ném cho ta hai đạo đạo tắc là giả. Thái Loan vội vàng kêu lên. Nếu là giả, vậy liền cho chúng ta đi. Thanh Nguyên thản nhiên nói. Giả. Loại đạo tắc giả này hắn đều mô phỏng không ra, một cái chuẩn thánh có thể mô phỏng đi ra. Thái Loan đây là đem bọn hắn toàn bộ xem như ngớ ngẩn. Thái Loan nôn nóng vạn phần. Ngớ ngẩn, đạo tắc giả tự nhiên là tán loạn. Nếu như không phải giả, tên kia làm sao lấy ra hai đạo? Đúng, nếu như không phải giả, tên kia làm sao lấy ra hai đạo? Thanh Nguyên cùng Đề Phật đều có chút nổi lên nghi ngờ. La Hư lại là cười lạnh nói. Bởi vì chúng ta trước đó tổng cộng có một đạo đạo tắc, cũng là bị sâu kiến này rút đi. Thái Loan trong nháy mắt hiểu được, vì cái gì Mạc Vô Kỵ muốn ném ra hai đạo đạo tắc. Sâu kiến này thật gian trá, hắn biết mình lại nói cái gì cũng đã chậm, trước đó bị đại hủy diệt thuật cùng mấy đại thánh, nhân thần thông liên thủ đánh ra vũ trụ vết nứt, giờ phút này đã biến mất. Mau trốn đi, nghĩ tới đây Thái Loan rốt cuộc cũng lười nói thêm cái gì, thân hình mở ra, trực tiếp bỏ chạy. Bước vào hư không liệt phùng đồng thời, Mạc Vô Kỵ liền muốn đi vào phàm nhân giới. Thế nhưng hắn lập tức liền phát hiện, tại sau khi hắn từ bên trong phàm nhân giới chóc hai đạo mô phỏng đạo tắc đó, thần niệm của hắn đã triệt để tan vỡ. Chẳng những là thức hải thần niệm tan vỡ, chữ thần lạc thần niệm cũng giống vậy hỏng mất, đây là bởi vì đạo cơ của hắn tiêu tán tạo thành. Giờ khắc này, hắn ngay cả phàm nhân giới cũng vào không được. Năm tên cường giả cấp bậc thánh nhân cộng thêm Mạc Vô Kỵ đại hủy diệt thuật, dường như đem một phương hư không giới vực này xé rách tới cùng, Mạc Vô Kỵ duy nhất có thể làm chính là co do thân thể, tại hư không liệt phùng mặc cho mình bị cuốn đi. Tuy rằng đạo cơ của hắn bị hủy diệt, căn cơ hắn luyện thể còn ở. Dù cho thân thể cơ hồ bị chém thành ba đoạn, chỉ cần không có bị triệt để phá hủy, thân thể của hắn vẫn là tại bên trong hư không liệt phùng chậm rãi khép lại. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, Mạc Vô Kỵ trực tiếp từ một tầng khí quyển rớt trên mặt đất. Lúc này Mạc Vô Kỵ trái lại thở phào nhẹ nhõm, dùng hắn thánh thể hậu kỳ thân thể cường hãn, rớt xuống tới chắc chắn sẽ không có chuyện gì, chí ít cái mạng nhỏ của hắn tạm thời được bảo vệ. Bất chấp thương thế trên người cực kỳ nghiêm trọng, Mạc Vô Kỵ vẫn không có động tác. Hắn cảm nhận được, nơi này hẳn là một cái giới diện cấp cực kỳ thấp, trong thiên địa nguyên khí chẳng những là đẳng cấp thấp, còn cực kỳ loãng, hẳn là linh khí cũng không bằng nguyên khí trước kia. Hắn căn bản cũng không có biện pháp dựa vào nguyên khí nơi này chữa thương. Đủ qua một ngày, Mạc Vô Kỵ mới miễn cưỡng dùng rằng bò dậy. Nhìn ngoài mặt, hắn dường như không có bất kỳ thương thế gì, chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn bị thương ở chỗ này căn bản cũng không có biện pháp nào cứu được. Không cần đi hỏi thăm, Mạc Vô Kỵ cũng biết, cái chỗ này giống như địa cầu, là một nơi giới vực thiên địa nguyên khí thiếu thốn, không cách nào tu luyện. Bỏ ra hố sâu bản thân rớt xuống, Mạc Vô Kỵ thấy là bầu trời đen kịt cả ánh trăng cũng không có. Vị trí của hắn là một cái thổ bao nhỏ, trên thổ bao cỏ dại cũng là thưa thớt. Mạc Vô Kỵ tâm tình lúc này trái lại cực kỳ bình tĩnh, hắn biết rõ nếu như không có nhân tố ngoại giới gia nhập, hắn sợ rằng vĩnh viễn cũng không cách nào rời đi phàm nhân tinh cầu này. So với phàm nhân nơi này mà nói, hắn bản thân có vô cùng vô tận thọ mệnh lại vô cùng vô tận, hắn cũng không cách nào để cho đạo cơ của mình khôi phục. Hắn chỉ có thể như một khối tảng đá vĩnh cửu đồng dạng, ở chỗ này từ từ tiêu hao tính mạng của mình, thẳng đến thọ nguyên bị triệt để tiêu hao hết một khắc kia. Có lẽ vô số năm về sau, Hàn Thanh, như tại bên trong phàm nhân giới tu luyện sẽ cảm thụ được hắn đã xảy ra chuyện, nghĩ biện pháp rời đi phàm nhân giới. Bất quá Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, không có sự giúp đỡ của hắn, bất luận kẻ nào bao gồm Hàn Thanh Như, cũng không cách nào rời đi phàm nhân giới. Hắn ngoại trừ nhận mệnh bên ngoài, không còn có bất luận cái gì còn lại cách có thể rời đi một phương tinh cầu này. Thời gian từng điểm đi qua, đứng ở trên nơi này thổ bao Mạc Vô Kỵ động cũng không có động. Từ một chuẩn thánh đỉnh phong cường giả ngao du vũ trụ, rơi xuống hắn bây giờ tình cảnh,
từ sau ngày hôm nay, hắn là thật phải trở thành một phàm nhân thật thật tại tại. Trong đầu của hắn hiện ra một cái lại một cái thân ảnh quen thuộc, sau cùng dừng hình ảnh, tại Mạc Vô Kỵ ý niệm bên trong lại là một con nhóc gầy yếu. Nếu mà không phải là Yên Nhi, hắn coi như là sống lại, có đúng hay không cũng sẽ mất đi một loại yêu tín nhiệm. Nếu mà hắn vẫn còn là cùng Yên Nhi tại nơi cái nho nhỏ đô thành, Yên Nhi có đúng hay không còn có thể mỗi ngày buổi tối đi ra ngoài bày sạp, sau đó kiếm lấy có chút tiền đồng vì hắn mua một chén cơm. Thiếu gia, lời hô hoán dường như còn đang ở trước mắt, nhưng Yên Nhi khi xưa vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại ở trí nhớ của hắn. Mấy năm nay đi qua, không biết nàng có còn đang tu luyện lấy, không biết nàng có đúng hay không đã bước vào tiên giới. Xa xa xuất hiện lướt qua một thứ màu đỏ, đi theo màu đỏ càng lúc càng mờ nhạt biến thành nhàn nhạt màu vàng, chung quanh hắc ám cũng vậy dần dần bị màu vàng bị xua tan, xuất hiện đường viền. Từ từ, một vòng mặt trời đỏ từ xa vời dâng lên. Chỉ là nhìn một vòng mặt trời đỏ dâng lên mà thôi, Mạc Vô Kỵ dường như đã ngây dại. Đã bao nhiêu năm, hắn ngoại trừ chạy thoát thân chính là tu luyện, nếu không phải là điên cuồng tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Ngày hôm nay hắn rốt cục có thể làm một phần sự tình không quan hệ cùng tu luyện, nhìn thái dương dần dần dâng lên. Lần trước hắn nhìn mặt trời mọc còn là lúc nào? Ký ức dường như xuất hiện không rõ, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ đang nỗ lực suy nghĩ. Được rồi, hắn nghĩ tới, có một lần hắn thu được một khoản kinh phí nghiên cứu ngoại lai, trong lòng hắn rất là hài lòng, sau đó hẹn Hạ Nhược Nhân cùng đi Thái Sơn nhìn mặt trời mọc. Thế nhưng Hạ Nhược Nhân cự tuyệt hắn, lý do chỉ là mặt trời mọc có cái gì hay ho, còn không bằng đi ăn cơm Tây. Về sau có đi ăn cơm Tây hay không, hay là ăn là cái gì, hắn đều quên. Cuối cùng bị hắn nhớ lại chính là, hắn cuối cùng vẫn không thể đi xem mặt trời mọc. Ngày hôm nay, hẳn là hắn lần đầu tiên nhìn mặt trời mọc. Thái dương từ từ lên cao, biến thành một vòng chói mắt vòng tròn. Này, ngươi nhìn về phía ánh mặt trời như vậy, sau cùng sẽ thiêu cháy ánh mắt. Một cái thanh âm đột ngột thức tỉnh Mạc Vô Kỵ đang trầm tư. Mạc Vô Kỵ quay đầu lại thấy một người trung niên vai vác cái cuốc, hẳn là một nông dân. Trên người ngươi, trung niên nông dân nhìn Mạc Vô Kỵ áo quần lam lũ, vết máu trên quần áo đã biến thành đen sẫm màu sắc. Xin hỏi đây là nơi nào? Mạc Vô Kỵ không có nghe hiểu ý tứ đối phương nói, ôm quyền hỏi một câu. Thấy Mạc Vô Kỵ ôm quyền, nông dân trung niên này dường như có chút kinh ngạc, hắn nhanh chóng bỏ xuống cái cuốc nói một đoạn dài. Mạc Vô Kỵ thở dài, nơi này nhất định là một cái vị diện khác. Nếu mà thần niệm của hắn còn, chỉ cần thần niệm của hắn quét một cái, tất cả ngôn ngữ tin tức đều có thể bị hắn thu tập, sau đó ung dung nói chuyện. Không có lại tiếp tục hỏi nông dân trung niên này, Mạc Vô Kỵ đi xuống cồn đất, đi tới bên dòng suối đem thân thể mình rửa sạch một lần, chính là quần áo cũ rách, hắn cũng một lần nữa sửa sang lại một chút. Chí ít mặt ngoài thoạt nhìn miễn cưỡng còn có thể tính là một người lưu lạc. Vòng qua dòng suối nhỏ, Mạc Vô Kỵ nhìn thấy một mảnh cảnh tượng nông dân đang cày bận rộn. Đập vào mắt nhìn lại, khắp nơi đều có thể thấy người nông dân tại trong ruộng đồng công tác. Bọn họ hoặc là cấy mạ, hoặc là xới đất, hoặc là đang thu gặt. Mỗi người đều đang nỗ lực làm việc lấy, mỗi người đều đang một chút thu hoạch lấy hy vọng của bản thân. Mạc Vô Kỵ lần nữa ngừng lại, hắn lại một lần nữa có chút si ngốc đứng. Trước đây, hắn cũng là một thành viên giữa vô số người này, cũng là vì thu hoạch của mình mà không ngừng làm việc. Hắn thu được dược dịch mở mạch lạc, tại hắn sau khi sống lại, hắn mượn những thuốc này dịch khai sáng phàm nhân chi đạo. Trước đây hắn cả cơ hội tu luyện cũng không có, hắn vẫn như cũ bằng vào cố gắng của mình đi tới toàn bộ vũ trụ đỉnh phong. Coi như là vô số lần bị đuổi giết, vô số lần bị ám toán, hắn vẫn là đã đi tới. Ngày hôm nay hắn bản thân có thánh thể thân thể, còn có vô số công pháp. Thậm chí có chính bản thân khai sáng bất hủ phàm nhân quyết. Chỉ là đạo cơ bị tổn hại, đan điền cùng mạch lạc phá hủy mà thôi. Hắn vì sao trái lại không bằng thời điểm năm đó, không có gì cả. Đây là đạo của hắn lui bước, hay là tâm trí của hắn bắt đầu biến yếu? Hắn có thể từ một người phàm tục nhập đạo, liền có thể tại phàm nhân giới lần nữa khôi phục đạo cơ của mình, khôi phục bản thân mạch lạc. Trước này chán trường cảm giác ngay lập tức bị hòa tan, một loại hào hùng dâng lên, nhìn hư không mênh mông, Mạc Vô Kỵ thét dài một tiếng. Go go, hắn vẫn sẽ đứng lên như cũ, một lần nữa đi trở về trong vũ trụ. Xa xa đông đảo người nông dân, thấy Mạc Vô Kỵ vô duyên vô cớ đứng ở nơi đó thét dài, đều là theo bản năng phòng bị. Cũng may Mạc Vô Kỵ chỉ là thét dài một tiếng về sau, liền lần nữa an tĩnh lại, lúc này mới để cho đông đảo người dân an tâm. Một lần nữa thu thập lòng tin, Mạc Vô Kỵ còn thật không biết làm sao đi khôi phục đạo cơ của mình, hắn cư nhiên cảm nhận được một loại đói dã man. Hắn có vô số thọ nguyên, còn là thánh thể thân, cư nhiên sẽ đói. Là đã bao nhiêu năm? Hắn lần nữa cảm nhận được cảm giác đói. Tiểu ca, ngươi không sao chứ? Trước người trung niên nhân kia thật sự lần nữa đi theo đến, có chút bận tâm nhìn Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ nhìn hình dạng hắn rất là quan tâm, đoán ý tứ của hắn, cười lắc đầu.
ta đi giúp ngươi lấy mấy bộ quần áo sao? Nam tử trung niên nhìn quần áo Mạc Vô Kỵ tựa hồ bị xé rách lợi hại, chỉ là miễn cưỡng hệ cùng một chỗ, lại là nhiệt tình nói. Một loại rõ ràng hiểu ra xuất hiện ở trong lòng Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ lập tức lắc đầu nói. Ta phải đi, cảm ơn ngươi. Mặc kệ đối phương có nghe hiểu được hay không, Mạc Vô Kỵ xoay người rời đi. Hắn đi không phải là rất nhanh, nhảy qua đi ra bước chân lại rất lớn, chỉ là trong thời gian ngắn, liền vượt qua cồn đất. Mạc Vô Kỵ đi tới nơi này vốn chính là một người xa lạ, hiện tại hắn phải đi, cũng không có ai lưu ý, nhiều nhất là nhìn theo Mạc Vô Kỵ rời đi, thẳng đến Mạc Vô Kỵ đi tới địa phương mọi người ánh mắt không nhìn thấy. Lúc ban đầu, Mạc Vô Kỵ còn đang suy nghĩ hẳn là lựa chọn một chỗ yên tĩnh đi cảm ngộ một chút thứ mình hiểu ra. Nhưng ở đi nửa ngày rồi, Mạc Vô Kỵ khải đạo lạc sớm đã cùng tâm thần của hắn liên hệ với nhau. Hắn hoàn toàn đã không còn ý muốn dừng lại, chỉ biết là đi về phía trước một bước lại một bước nữa. Vô luận là gặp phải bình nguyên hay là đầm nước, vô luận là đá vụn mà hay là bụi gai, bụi rậm, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bước chân của Mạc Vô Kỵ, càng không có bất kỳ sự vật có thể ngăn cản hắn cảm ngộ. Giờ khắc này, đường dưới chân hắn chính là đạo của hắn kéo dài ở dưới chân của hắn. Một ngày, hai ngày, một năm, 10 năm, Mạc Vô Kỵ cứ như vậy đi không ngừng, đi như vậy lại làm cho hắn quên mất đói, quên mất thời gian. Khi thời gian ngàn năm đi qua, hắn đã gầy yếu như da bọc xương, thế nhưng hắn vẫn là hồn nhiên vô tư đi về phía trước. Tinh cầu phàm nhân này hoang vắng, Mạc Vô Kỵ càng chạy càng tới chỗ hẻo lánh, hắn vượt qua vô số rừng rậm, vượt qua vô số sông núi. Mặc dù đạo cơ của hắn vẫn là nghiền nát, mạch lạc của hắn vẫn là không có có khôi phục, thế nhưng quanh người hắn dường như nhiều hơn một loại đạo vận vết tích. Loại này đạo vận vết tích mang theo một loại khí tức cao nhất của người phàm, rất nhiều năm qua vô luận là bất luận dã thú gì, cho đến con kiến, chỉ cần xuất hiện ở quanh người Mạc Vô Kỵ diện tích trăm dặm, sẽ chỉ là nhanh chạy trốn. Thần khế chi địa chỗ sâu nhất, Hạ Nhược Nhân bình tĩnh thu hồi luân hồi kính, ngẩng đầu nhìn mênh mông vô biên hư không trong chỗ sâu. Được sự giúp đỡ của luân hồi kính, trải qua hơn 10.000 năm, nàng rốt cục bước vào chuẩn thánh tầng 7. Chỉ cần tới rồi chuẩn thánh tầng 7, nàng liền có thể mượn hồng liên tiến vào thánh cô trì, đó là bí mật của nàng. Cũng chính vì vậy, nàng mới không thể để cho thánh cô đi tới thần khế chi địa. Chỉ cần thánh cô đi tới thần khế chi địa, sớm muộn thánh cô sẽ phát hiện mượn hồng liên có thể trở về đến thánh cô trì. Hiện tại thanh y thánh cô bị nàng chém giết tại ngoài thần khế chi địa, hồng liên hoàn toàn thuộc về nàng Hạ Nhược Nhân. So với đông đảo thánh nhân tu luyện vô vài thời gian vạn năm, nàng mượn luân hồi kính, từ một người bình thường chỉ là tu luyện không tới 3.000 năm liền bước vào chuẩn thánh tầng 7, là kiêu ngạo của nàng. Cuộc đời từng cảnh một từ trong đầu nàng lóe lên, vô số người và chuyện đã bị nàng bỏ quên, chính là Hạ Thị nơi trước đây nàng ra đời cũng bị nàng quên đi. Duy nhất một bóng lưng chuyên tâm ngồi trong phòng thí nghiệm, nàng vô luận như thế nào đều không thể quên. Nàng không cách nào quên một cái nhăn mày một tiếng cười của người kia. Không cách nào quên thời điểm nàng dùng đoàn đao đâm vào hậu tâm hắn. Hắn quay đầu lại nhìn nàng không hiểu gì cả, nói một câu kia nói, vì sao? Đúng vậy, nàng làm sao không biết mình yêu cầu phương pháp điều chế, chỉ cần nói một câu. Thế nhưng là hắn nhất định phải chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nàng không muốn cầu xin hắn cho phương pháp điều chế, hoặc là nói, nàng thật sự là không muốn lại nợ hắn. Có lẽ, khi đó, nàng còn có một chút điểm mấu chốt. Hạ Nhược Nhân hét to một tiếng, nàng muốn đem một tia ý niệm cuối cùng này quấy dày trong đầu nàng chém rơi. Bằng không, người này sẽ trở thành trở ngại duy nhất để nàng bước vào thánh cảnh. Một nén nhang về sau, sắc mặt Hạ Nhược Nhân càng là thanh lạnh lên, nàng đã ép buộc chính bản thân chém rớt một tia ý niệm quấy dày trong đầu nàng. Từ giờ trở đi, nàng Hạ Nhược Nhân sẽ đi hướng về ngôi chúa tể toàn bộ vũ trụ. Nàng tin tưởng mình là duy nhất trong vũ trụ, một kẻ duy nhất bản thân có 101 nhánh linh lạc. Còn bản thân có 101 nhánh mạch lạc, thậm chí nàng mở đi ra thức hải thứ hai bản thân. Nàng bản thân có chữ nguyên lạc, thứ bản thân có thánh nhân cũng vậy không có. Hôm nay nàng chém giết thanh y thánh cô, đoạt tới rồi tạo hóa hồng liên. Chỉ cần nàng đi tới thánh cô trì làm mượt mà bản thân hồng liên pháp bảo, nàng sẽ cùng hồng liên hợp lại làm một, trở thành lại một thánh nhân chân chính. Hồng liên được nàng bắt đi ra, sau đó nàng một bước liền rơi vào trên hồng liên, từng đạo thủ quyết bị nàng đánh ra. Chỉ là mười mấy hô hấp thời gian. Hồng liên cuồn cuộn nổi lên một mũi hồng quang liền biến mất vô tung vô ảnh. Tại không tới nửa nén hương thời gian hồng liên biến mất, một người cô gái váy xanh rơi vào vị trí hồng liên biến mất. Nàng ngẩng đầu nhìn trong hư không sớm đã không thấy hồng liên, hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên giơ tay lên tại trên người mình lấy ra mấy đạo quy tắc đạo vận. Mấy đạo quy tắc đạo vận này rất nhanh thì tạo thành một cái hồng liên hư ảnh. Hồng liên hư ảnh càng ngày càng rõ ràng, đạo vận khí tức càng ngày càng bằng bạc. Lại là nửa nén hương thời gian trôi qua.
Hồng Liên hư ảnh này bỗng nhiên cuồn cuộn nổi lên, cô gái váy xanh biến mất. Hồng Liên vừa rơi xuống, xung quanh tinh thuần rõ ràng Hồng Liên đạo vận khí tức truyền đến, trong lòng Hạ Nhược Nhân chính là mừng như điên. Nàng biết mình thành công rồi, nàng mượn Hồng Liên tại thần khế chi địa về tới Thánh Cô Trì. Chỉ cần đi tới Thánh Cô Trì, nàng tối đa chỉ cần thời gian ngàn năm, thì có thể làm cho Hồng Liên cùng nàng hợp hai hợp làm một, làm cho nàng bước vào Thánh Nhân Đại Đạo. Tới rồi Thánh Nhân Đại Đạo, nàng Hạ Nhược Nhân giống nhau là trong vũ trụ trí cường người, nàng là Thánh Nhân trong vũ trụ, tất cả ở trong mắt của nàng đều là con kiến hôi. Hạ Nhược Nhân còn đang ở kích động, thậm chí còn chưa có bắt đầu cảm ngộ Thánh Cô Trì Hồng Liên đạo vận khí tức, lại là một đạo nổ vang, tại giữa Thánh Cô Trì vỡ tan ra. Hạ Nhược Nhân cả kinh, nàng nhảy ra Hồng Liên sau đó, nhìn thấy một người nàng căn bản cũng không có dũng khí tin tưởng có thể xuất hiện. Trước đây Thanh Y Thánh Cô bị nàng tự tay giết chết, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lẽ nào Thanh Y Thánh Cô cũng vậy tu phân thân? Nhưng nàng căn bản cũng không có nghe nói qua. Nàng theo Thanh Y Thánh Cô rất nhiều năm, vững tin Thanh Y Thánh Cô không có tu luyện phân thân. Người dĩ nhiên không chết. Hạ Nhược Nhân khiếp sợ nhìn Thanh Y Thánh Cô. Thanh Y Thánh Cô không chết thì thôi, dĩ nhiên có thể trở về đến Thánh Cô Trì. Đây là có chuyện gì? Thanh Y Thánh Cô không để ý tới đáp lại Hạ Nhược Nhân. Hạ Nhược Nhân lời còn chưa dứt, này một đóa hồng liên liền trực tiếp từ dưới chân Hạ Nhược Nhân biến mất, thật giống như dung nhập vào Thánh Cô Trì. Hồng liên biến mất nói cho Hạ Nhược Nhân, nơi này là địa bàn của Thanh Y Thánh Cô. Cảm thụ được Thanh Y Thánh Cô khí tức càng ngày càng lớn mạnh, Hạ Nhược Nhân lập tức liền biết không tốt. Nàng không chút do dự tế xuất Vân Quang Lăng đánh về phía Thanh Y Thánh Cô, đồng thời luân hồi kính cũng vậy biến thành một đạo luân hồi đạo mang, muốn đem toàn bộ Thánh Cô chỉ kéo thành mảnh vỡ, khí thế cường đại đánh về phía Thanh Y Thánh Cô. Đạo vận vỡ tan ra, tại giữa Thanh Y Thánh Cô cùng Hạ Nhược, ở đột ngột xuất hiện một đạo màu đỏ rung động. Đạo màu đỏ rung động này thật giống như một tầng giới vực ngăn cách đồng dạng, đem Hạ Nhược Nhân công kích ngăn cản ra. Hạ Nhược Nhân trong lòng trầm xuống. Nàng biết mình nhất định phải tại mau sớm thời gian giết chết Thanh Y Thánh Cô, bằng không nàng liền xong đời. Một đạo máu huyết phun ra, bên trong luân hồi kính quang bộc phát ra bộc phát quang mang chói mắt, vô cùng vô tận luân hồi đạo vận nổ tung. Một đạo ngăn cách ngăn cản tại trước Hạ Nhược Nhân cùng Thanh Y Thánh Cô này, trực tiếp bị luân hồi kính xé rách, luân hồi kính mang dùng cường hãn hơn uy thế nghiền ép hướng về phía Thanh Y Thánh Cô. Hạ Nhược Nhân lúc này đã hiểu được, hẳn là Thanh Y Thánh Cô liền núp ở bên cạnh nàng tu luyện. Liền đang chờ nàng dùng hồng liên từ thần khế chi địa trở lại Thánh Cô Trì. Một khi nàng trở lại Thánh Cô Trì, trong thời gian cực ngắn này, Thanh Y Thánh Cô liền có thể mượn nàng lưu lại hồng liên đạo vận, mượn hồng liên chi hồn trở lại luân hồi trì. Mà hồng liên chi hồn vốn chính là bản thân Thanh Y Thánh Cô, nàng muốn làm đến điểm này tự nhiên là dễ dàng. Dù cho trong lòng lại hối hận, Hạ Nhược Nhân cũng biết bây giờ không phải là thời điểm hối hận. Luân hồi kính bộc phát ra luân hồi đạo mang xé rách Thánh Cô Trì ngăn cản sau đó. Càng là cuồn cuộn nổi lên một đạo mang theo hô hoán luân hồi đạo bao hướng, về phía Thanh Y Thánh Cô. Hồng Liên vốn chính là Thanh Y Thánh Cô bản thể, hiện tại bên trong Thánh Cô chỉ thu được Hồng Liên. Thanh Y Thánh Cô thân thể rất nhanh thì triệt để ngưng thật hẳn lên, nàng tu vi trực tiếp đưa lên đến chuẩn thánh hậu kỳ. Tại Hạ Nhược Nhân luân hồi đạo mang bao trùm đến sau đó, nàng là một tiếng hét to, nguyên bản biến mất Hồng Liên đột ngột xuất hiện. Hồng Liên đập vào bên trên Hạ Nhược Nhân luân hồi kính. Tại giữa Thánh Cô chỉ xé rách ra một cái vòng xoáy thật lớn khe rãnh. Hạ Nhược Nhân lúc này đâu còn dám dừng lại, nàng cả luân hồi kính cũng không kịp thu hồi, liền vọt vào trong vòng xoáy khe rãnh, chớp mắt biến mất. Nàng biết nếu như mình còn không đi, vậy kế tiếp nàng liền cũng đi không xong. Nàng đoán được Thanh Y Thánh Cô hẳn là trốn ra một luồng thần hồn, bất quá coi như là như vậy, cũng nhất định có người trợ giúp Thanh Y Thánh Cô. Nếu như không có người trợ giúp Thanh Y Thánh Cô tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế liền ngưng tụ ra nguyên thần ngưng thật như vậy, còn có thể mượn hồng liên đạo vận trở lại Thánh Cô Trì. Nàng bởi vì quá mức hí hửng, mất đi thời cơ tốt nhất chứng đạo thánh nhân. Không chỉ có như vậy, nàng còn bị mất luân hồi kính. Vừa tiến vào giữa vòng xoáy màu đen, Hạ Nhược Nhân liền biết nàng không cách nào khống chế mình. Cường hãn vòng xoáy xé rách nàng hơn 10 đạo mạch lạc, sau đó mang theo nàng xé rách một cái lại một cái giới diện, biến mất tại trong chỗ sâu vũ trụ mênh mông vô biên. Thanh Y Thánh Cô nhìn trước mắt vòng xoáy to lớn màu đen này, trầm mặc không nói. Nàng không có đi đuổi theo Hạ Nhược Nhân. Trên thực tế nàng tại Thánh Cô chỉ tu luyện 5 tháng dài như vậy, cũng không biết tại thần khế chi địa có thể mượn hồng liên truyền tống đến Thánh Cô chỉ. Càng không biết phía dưới Thánh Cô này chỉ, còn có một cái xé rách giới vực truyền tống vòng xoáy. Xem ra nơi này cũng không còn là địa phương nàng ở lâu. Tại Hạ Nhược Nhân bị đập vào vòng xoáy, mạch lạc bị xé rách ngay lập tức, Mạc Vô Kỵ đang đi lại bỗng ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn hư không. Một loại tầm thường bình thường đến mức tận cùng đạo vận xuất hiện ở hắn quanh người. Đồng thời ở nơi này,
sinh cơ lạc của hắn khôi phục như lúc ban đầu, hắn chữ nguyên lạc khôi phục như lúc ban đầu, hắn chữ thần lạc khôi phục như lúc ban đầu. Mạch lạc được chữa trị, đạo cơ được chữa trị, đan điền trực tiếp khôi phục lại. Đại đạo khí tức tại hắn quanh người là càng ngày càng yếu, một loại rãnh ngương người bình thường cùng vũ trụ thiên địa cảm ngộ bộc phát rõ ràng. Cũng không biết qua bao lâu, quanh thân Mạc Vô Kỵ đạo vận khí, tức càng ngày càng yếu triệt để biến mất vô tung vô ảnh. Giờ khắc này, hắn chính là một tục dân càng tầm thường. Thì ra đây chính là thánh nhân cảnh, trong lòng Mạc Vô Kỵ trái lại bộc phát bình tĩnh hòa hoãn. Tại trong nháy mắt thương thế của hắn khôi phục đó, hắn đã bước vào thánh nhân cảnh. Hắn bình tĩnh nhìn trong hư không, thần niệm của hắn xuyên qua vô cùng vô tận hư không, xuyên qua vô cùng vô tận giới vực, xuyên qua vô tận quần áo của đám nữ nhân. Từng đạo sinh cơ đại đạo tại quanh người Mạc Vô Kỵ khuếch tán đi ra ngoài, một mảnh thiên địa khí vận trong nháy mắt trở nên rất dày đặc. Vốn là địa phương phàm tục, bắt đầu sinh trưởng ra linh thảo cấp thấp. Bên trong thiên địa nông sản cũng càng là xanh tươi hẳn lên, giờ khắc này người của cả tinh cầu đều trở nên tinh thần sáng láng. Hết thảy ốm đau bệnh tật đều vào giờ khắc này biến mất, một vài người bị bệnh liệt giường thậm chí chờ tử vong, lúc này cũng vậy bỗng bò dậy, bọn họ đau bệnh dường như bỗng đột ngột biến mất. Loại tình cảnh này rất nhanh thì bị người môn phát hiện, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, cảm tạ trời xanh ban tặng, cảm tạ sự bảo hộ trong sâu xa mờ mịt. Trong lòng Mạc Vô Kỵ rất là sung sướng, hắn mượn một mảnh phàm tục này bước vào thánh nhân cảnh, hiện tại hắn lại đem một tia đạo của mình vẫn trả lại cho một mảnh phàm tục đó, để cho hắn lấy được càng nhiều hơn số mệnh cùng sinh cơ. Thần niệm Mạc Vô Kỵ ngao du tại trong hư không bỗng ngừng lại, hắn nhìn thấy một cái bóng dáng quen thuộc. Hắn thậm chí muốn hoài nghi thần niệm của mình xảy ra vấn đề, vì sao hắn cư nhiên tại trong hư không thấy Hạ Nhược Nhân. Hắn chẳng những nhìn thấy Hạ Nhược Nhân, hơn nữa còn thấy Hạ Nhược Nhân tại trong hư không quay cuồng. Một loại đạo vận khí tức quen thuộc bị Mạc Vô Kỵ bắt lấy đến, lập tức hắn liền hiểu được, Hạ Nhược Nhân là mở ra mạch lạc, dĩ nhiên cũng từ mạch lạc tu luyện nhập đạo. Rất hiển nhiên, Hạ Nhược Nhân giết hắn về sau, cũng nhận được dược dịch mở mạch lạc. Chỉ là hắn lưu lại phương pháp điều chế dược dịch không đầy đủ, Hạ Nhược Nhân tuy rằng chiếm được dược dịch mở mạch lạc, cũng tuyệt đối sẽ không mở ra 108 nhánh mạch lạc. Không đúng, Hạ Nhược Nhân chẳng những đã mở ra mạch lạc, thậm chí còn mở ra linh lạc, trên người có nhàn nhạt linh vận khí tức. Mạch lạc cùng linh lạc song tu, có lẽ trừ đại hoang gia, Hạ Nhược Nhân hẳn là coi như là người thứ hai sao? Người nữ nhân này trong thời gian ngắn liền bước vào chuẩn thánh cảnh giới, có thể thấy được người nữ nhân này lấy được cơ duyên phi thường đáng sợ. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, không có bước vào hư không đi giết Hạ Nhược Nhân. Hắn thậm chí ngay cả hỏi Hạ Nhược Nhân trước đây tại sao muốn giết hắn cũng không cần, vì nữ nhân này ở trong mắt hắn chính là một người hoàn toàn xa lạ. Sở dĩ không đi giết Hạ Nhược Nhân không phải là bởi vì hắn phai nhạt cừu hận, cũng vậy không phải là bởi vì hắn không giết nữ nhân, mà là bởi vì Hạ Nhược Nhân là nữ nhân đầu tiên mà hắn yêu, hắn thật không muốn tự tay đi giết một phần hồi tưởng còn trẻ trước đây. Đổi thành thánh nhân khác, có lẽ sẽ không thèm để ý chút nào giết hết. Nhưng hắn tu chính là phàm nhân đạo, hắn chính là một phàm nhân, không cách nào chân chính quên đi tất cả. Một khối vẫn thạch khổng lồ đánh tới, trực tiếp đánh vào trên người Hạ Nhược Nhân. Hạ Nhược Nhân há mồm phun ra một đạo máu tươi, cả người đi theo mảnh vỡ thiên thạch bay ra ngoài. Mạc Vô Kỵ thu hồi thần niệm, hắn giơ tay lên thanh tẩy thân thể của chính mình, thay đổi một bộ áo lam sạch sẽ. Hắn cảm nhận được vô cùng tận số mệnh từ bốn phương tám hướng mà đến, đều tụ tập tới trên người của hắn. Giờ khắc này, hắn đại đạo dường như càng lên một tầng cao, phàm nhân đạo vận bộc phát mượt mà hẳn lên. Mạc Vô Kỵ càng là hiểu ra, hắn mơ hồ biết cái gì là thần vị. Thần vị là một loại đạo vị hướng dẫn số mệnh vũ trụ, chỉ có tu sĩ thu được thần vị mới có thể cuồn cuộn không ngừng từ trong vũ trụ thu được các loại các dạng số mệnh. Những thứ này số mệnh sẽ làm cho tu vi bọn họ lên cao, thọ nguyên tăng, đạo cơ tăng cường. Loại số mệnh này bao gồm đèn nhang, cảm kích, kính nể, sùng bái. Hắn không có thần vị, hắn chỉ là tặng lại một phần sinh cơ cùng phàm nhân đạo vận cho một tinh cầu tầm thường, hắn liền thu được người trong tinh cầu tặng lại số mệnh. Mạc Vô Kỵ lòng có cảm giác, một bước liền rơi vào cái vị trí lúc trước sơ hắn ngã xuống kia. Tại đã trải qua nghìn năm năm tháng về sau, sườn núi nhỏ năm đó sớm đã biến mất, thay vào đó là một mảnh ruộng hoang. Tại bên cạnh ruộng hoang còn có một chuôi cuốc đã gãy lìa, Mạc Vô Kỵ giương tay đem cái cuốc nắm lên. Ngàn năm trước hắn lẳng lặng đứng ở chỗ này, suy nghĩ tương lai mình vận mệnh, có một nông dân vác cuốc đang nói chuyện với hắn. Nghìn năm về sau, hắn lần nữa đứng ở chỗ này, vẫn như cũ nghĩ đến vận mạng của mình, trong tay cầm lấy một cái cuốc, có lẽ đây chính là bất đồng. Bất đồng là ngàn năm trước hắn suy nghĩ chỉ có thể ở nơi này, sống quãng đời còn lại mà chết, người nông dân kia lại có mục tiêu của chính mình, cái cuốc này chính là công cụ hắn truy cầu mục tiêu. Nghìn năm về sau, hắn suy nghĩ chính là nên đi phương nào.
nhìn một chút trong tay một nửa cái cuốc rỉ sét loang lổ gãy lìa, có lẽ chỉ có đem đồ đạc chộp vào trong tay mình, mới có thể hiểu trong đó bất đồng sao. Trong hư không chảy loạn rốt cục hòa hoãn xuống, Hạ Nhược Nhân lau máu tươi bên mép, thần niệm của nàng rốt cục quét một cái tinh cầu sinh cơ phi thường nồng hậu. Lại là một cái phàm tục tinh cầu. Hạ Nhược Nhân không chút suy nghĩ, trực tiếp nhảy qua tới bên trên tinh cầu này. Quả nhiên là một cái phàm tục tinh cầu, hơn nữa tinh cầu này còn ẩn chứa vô cùng vô tận sinh cơ, dường như có một loại tân sinh lực lượng. Nếu mà nàng có thể cướp đoạt tất cả sinh cơ của tinh cầu này, nàng nhất định sẽ rất nhanh khôi phục thực lực. Thanh Y Thánh Cô, nữ nhân này ý nghĩ đơn giản, tương lai nàng Hạ Nhược Nhân phải giết không thể nghi ngờ. Hạ Nhược Nhân tư tự bỗng gãy lìa, thần niệm của nàng khiếp sợ rơi vào một chỗ ruộng hoang vùng ven, ở nơi đó đứng sẵn một người nam tử áo lam. Nam tử này thoạt nhìn rất là gầy yếu, tóc rất dài, vừa nhìn liền biết thật lâu không có đi cắt tóc rồi. Cũng may người này dường như rất sạch sẽ, đang nhìn chằm chằm một cây cuốc gãy trong tay mà ngây người. Đây không phải là thứ để cho Hạ Nhược Nhân khiếp sợ, nàng khiếp sợ là nam tử này quen thuộc như thế, trước đây bóng lưng kia bị nàng đâm trúng xuất hiện lần nữa ở tại trong đầu nàng. Không, hẳn là xuất hiện ở trước mắt nàng. Ngươi tên là gì? Hạ Nhược Nhân chỉ là một bước liền rơi vào trước mặt Mạc Vô Kỵ, giọng nói băng hàn hỏi. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nhìn Hạ Nhược Nhân. My name is Mạc Vô Kỵ. Ngươi tên là Mạc Vô Kỵ. Sắc mặt Hạ Nhược Nhân bỗng trở nên khó coi, tên như nhau, tướng mạo tương tự đến 99,99999%, rất rõ ràng Mạc Vô Kỵ đã luân hồi. Người muốn giết ta sao? Hạ Nhược Nhân sát khí dâng lên, Mạc Vô Kỵ liền cảm nhận được, hắn thản nhiên nói. Tay Hạ Nhược Nhân theo bản năng dừng lại, càng là kinh dị nhìn Mạc Vô Kỵ. Người biết ta muốn giết ngươi. Nông dân nho nhỏ này cư nhiên biết mình đã có sát khí. Không đúng. Nông dân này dường như quá sạch sẽ một phần, trên người không có nửa điểm bụi đất. Mạc Vô Kỵ cư nhiên xoay người đưa lưng về phía Hạ Nhược Nhân, ngẩng đầu nhìn mênh mông hư không, giọng cô đơn nói. Bởi vì ngươi từng đã giết ta một lần rồi, lại giết thêm một lần cũng không có sao. Hắn căn bản là lười đi hỏi Hạ Nhược Nhân năm đó tại sao muốn giết hắn, với hắn mà nói, những thứ này đều là chuyện nhỏ bé nhỏ không đáng kể. Liền bao gồm Hạ Nhược Nhân người này, tại trong mắt hắn cũng là bụi đất bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Ngươi còn giữ trí nhớ kiếp trước. Hạ Nhược Nhân kinh hãi nhìn chằm chằm bóng lưng Mạc Vô Kỵ, nàng thậm chí cảm nhận được một tia khủng hoảng. Chính là đại năng giả luân hồi, cũng vậy rất khó bảo trì trí nhớ của kiếp trước, Mạc Vô Kỵ làm sao làm được. Một tia khủng hoảng kia rất nhanh thì bị sát khí của nàng thay thế, không chút do dự lần nữa giơ tay lên vỗ xuống. Đã như vậy, thì ngươi cũng không cần lại luân hồi sao? Mênh mông khí tức thiên địa bao trùm đến, không gian thoạt nhìn thật lớn, nhưng tại trong mắt Hạ Nhược Nhân, không gian dường như một cái liền thu nhỏ lại tới gần như bằng không. Lần này cường đại đạo vận, hầu như bao trùm cả tinh cầu. Có lẽ nàng một tát này chụp tới, sau đó tinh cầu cũng sẽ đi theo Mạc Vô Kỵ cùng nhau biến mất. Đạo vận khí tức bao trùm đi ra đột ngột dừng lại, lại cũng không cách nào ảnh hưởng mảy may đến tinh cầu này. Lúc này Hạ Nhược Nhân cảm nhận được hô hấp trở ngại, linh lạc của nàng bắt đầu nhất thời chậm lại, mạch lạc của nàng hoàn toàn tan vỡ, thức hải nàng bắt đầu tan vỡ, đan điền nàng bắt đầu niết hóa. Ngươi là thánh nhân? Trong mắt Hạ Nhược Nhân rốt cục hiện ra sợ hãi, nàng thật không ngờ lúc chính bản thân lần nữa gặp phải Mạc Vô Kỵ, đối phương chẳng những là luân hồi, còn là một cường giả cấp bậc thánh nhân. Nàng khẳng định trước Mạc Vô Kỵ nhìn thấy nàng tại trong hư không, Mạc Vô Kỵ nếu không có động thủ, vậy khẳng định là buông tha nàng một mạng. Mà nàng hiện tại cư nhiên mắt mù tự tới tìm chết. Ngươi không thể giết ta, Vô Kỵ, xem tại năm đó ta đối với ngươi tỉ mỉ chu đáo chiếu cố, còn có phân thượng bưng trà đưa nước cho ngươi, hãy thả ta một lần sao? Vô Kỵ, ta là bị bức bách, ta bị người của Hạ gia chèn ép, ta không động thủ thì bọn họ sẽ giết ta sợ đau. Vô Kỵ, van cầu ngươi thả ta đi. Trong lòng ta vẫn luôn thích ngươi, mới không dám đối mặt với ngươi. Thanh âm Hạ Nhược Nhân như tiếng than của chim đỗ quyên, thê lương bi ai không gì sánh được. Mạc Vô Kỵ chậm rãi đi xa, thanh âm của hắn vẫn như cũ rơi vào bên tai Hạ Nhược Nhân. Xem tại ngươi không giết vợ ta Văn Hiểu Kỳ mới có thể dưỡng dục ra hậu đại cho ta. Cộng thêm Hạ gia của ngươi đã bị ta tiêu diệt, cơn giận của ta cũng đã biến mất rất nhiều, ngày hôm nay ta liền cho phép ngươi đi luân hồi sao? Người nữ nhân này đầu tiên là muốn giết hắn, thậm chí ngay cả luân hồi đều không cho phép, có thể thấy được người nữ nhân này rất độc ác. Chỉ là Mạc Vô Kỵ thật sự là không muốn nói ra những lời này mà thôi, hắn trước đây nhất định là mắt mù, mới có thể đi yêu loại nữ nhân này. Thở dài một tiếng, ai mà không có thời niên thiếu bồng bột. Từ hôm nay trở đi, hết thảy đều tiêu tán sao? Thứ đã đi qua tất cả cùng hắn sẽ không còn quan hệ gì nữa. Sắc mặt Hạ Nhược Nhân hơi chậm lại, nếu mà không phải là Mạc Vô Kỵ đã là thánh nhân, nàng nhất định sẽ dùng câu.
một đêm làm phu thê trăm năm ân ái để cầu xin tha thứ. Đối mặt một cái thánh nhân, nàng căn bản là không cách nào nói ra lời nói dối loại này, bởi vì Mạc Vô Kỵ liếc mắt liền có thể xem thấu. Thế nhưng là hắn là làm sao biết là Văn Hiểu Kỳ, nàng nhớ lại không phải là Văn Hiểu Kỳ. Không gian lập tức trở nên ngưng động, một loại tử vong hít thở không thông truyền đến. Hạ Nhược Nhân muốn dùng rằng cầu xin tha thứ, thế nhưng là nàng lúc này đều nói không nên lời. Lúc này tại đáy lòng nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, nếu mà năm đó chính bản thân không giết Mạc Vô Kỵ, hiện tại sẽ làm sao? Đáng tiếc không gian chèn ép truyền đến, nàng lại cũng không cách nào nghĩ tiếp. Niết hóa đạo vận bao lấy nàng, sinh cơ của nàng tại trong chớp nhoáng này biến mất. Đi theo một đoàn hỏa diễm bao trùm đi qua, cả người nàng đều biến thành hư vô. Ngay cả chiếc nhẫn của nàng cũng bị đạo vận cường hãn xé rách, hóa thành hư vô. Rất hiển nhiên, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không muốn để lại bất kỳ vật gì của nàng. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ rơi tại trong hư không, hắn cư nhiên lần nữa quét thấy thiên ngân. Trước đây hắn cướp đoạt một đạo vũ trụ đạo tắc, bị thiên ngân dùng tam muội chân hỏa ám toán một cái, còn không có tìm tên này tính sổ. Mạc Vô Kỵ trực tiếp vượt qua giới vực hư không, gần như là tại thời điểm hắn rơi vào hư không giới vực đồng nhất cùng thiên ngân thần niệm cũng vậy quét thấy Mạc Vô Kỵ. Tại Mạc Vô Kỵ nghĩ đến, tên này nhìn thấy mình nhất định là trước tiên chạy trốn. Để cho hắn không có nghĩ tới là, tên này trái lại thật nhanh bay đến. Xem ra thiên địa lô quả nhiên là để cho người ta điên cuồng, nếu mà đổi thành hắn, nhìn thấy một người đối mặt năm thánh nhân còn có thể đi về sau, tuyệt đối không dám tới nữa. Người muốn cướp đoạt thiên địa lô này sao? Mạc Vô Kỵ nhìn thiên ngân hạ ở trước mặt hắn, lấy ra thiên địa lô nhàn nhạt nói. Để cho Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên là, thiên ngân không chút do dự lấy ra một luồng thần hồn ném tới, quỳ rạp xuống đất nói. Ta biết tiền bối nhất định là đã bước vào thánh nhân cảnh, ta chỉ muốn đi theo tiền bối, xin tiền bối thu nhận thiên ngân. Thiên địa lô, vãn bối cũng không dám lấy nữa. Mạc Vô Kỵ ngây người nhìn thiên ngân trước mắt, dường như không đúng. Thiên ngân giàu gì cũng là một thánh nhân, thế nào trở nên yếu đuối như vậy? Nếu như nói thiên ngân vì thiên địa lô cùng hắn liều mạng, sau cùng liều mạng bị hắn giết cũng không đầu hàng, kịch bản như thế bình thường. Thiên ngân trực tiếp tới quỳ trên mặt đất, còn nguyện ý chém ra một luồng thần hồn giao ra đây để cho mình nắm trong tay, điều này hiển nhiên có chút quỷ dị. Lập tức Mạc Vô Kỵ liền cảm nhận được không đúng, trên người thiên ngân ngạo khí cùng truy cầu đối với đại đạo dường như tiêu tán hầu như không còn. Có chút giống. Được rồi, có chút giống hắn vừa mới rơi xuống tinh cầu phàm nhân kia, cảm giác lại cũng không cách nào khôi phục rời đi phàm nhân tinh cầu này. Người bị tước đoạt đại đạo tâm trí. Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn thiên ngân đang quỳ gối trước mắt, hắn cũng không có đi thu một luồng thần hồn này của thiên ngân. Với hắn mà nói một tên gia hỏa mất đi đại đạo tâm trí, sắp tới bên trong diệt thế lượng kiếp cũng không có bao nhiêu tác dụng lớn. Thiên ngân thở dài một tiếng, hắn cảm giác được, trước mắt người cường giả này đối với hắn không có nửa điểm hứng thú. Hắn đích xác là mất đi đại đạo tâm trí, coi như là trước đây bị Lôi Hồng Cát cùng Hạ Nhược Nhân luân phiên đả kích, hắn vẫn là ý chí chiến đấu sục sôi, tin tưởng vững chắc mình có thể bước vào trong thánh nhân đại đạo. Thế nhưng là tại sao khi Mạc Vô Kỵ cùng năm tên thánh nhân cường giả đánh một trận, hắn hoàn toàn bị phá hủy đại đạo tâm trí? Mạc Vô Kỵ cường ngạnh tiếp nhận hắn một đòn thần thông tuyệt sát tam muội chân hỏa, vẫn như cũ còn bình yên vô sự. Chẳng những là bình yên vô sự, còn ở giữa năm tên thánh nhân ở đoạt đi một đạo vũ trụ đạo tắc. Đây còn chưa phải là để cho hắn rung động, để cho hắn rung động là Mạc Vô Kỵ tại trong bốn gã thánh nhân cùng Lạc vây công, còn đả thương ba gã thánh nhân, làm Lạc bị thương nặng sau đó thong dong rời đi. Trước đây hắn cho rằng Mạc Vô Kỵ cũng đã triệt để xong đời, hắn một người đứng xem cũng có thể thấy rõ ràng Mạc Vô Kỵ đạo cơ bị phá hủy. Nhưng không nghĩ tới lúc này mới hơn nghìn năm thời gian trôi qua, thanh niên nhân này chẳng những khôi phục như vậy, dường như thật đúng là đã bước vào thánh nhân cảnh. Năm đó đối phương vẫn còn là chuẩn thánh, liền có thể đối phó năm tên thánh nhân vây công. Hiện tại đã bước vào thánh nhân cảnh, năm tên thánh nhân vây công, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói hẳn là sẽ không để ở trong lòng sao. Mà hắn cũng không phải tại Mạc Vô Kỵ bị năm tên thánh nhân liên thủ công kích chạy trốn, về sau mất đi đại đạo tâm trí, mà là bởi vì tại Mạc Vô Kỵ cùng Lạc lần lượt chạy trốn về sau. Bao gồm đám người La Hư cùng hắn thù sâu như biển, thật giống như không có cảm thấy được hắn tồn tại vậy, trái lại đuổi theo Thái Loan. Nếu mà đám người La Hư giết hắn sau đó đuổi theo Thái Loan, hắn có lẽ còn tự hào một phần. Thế nhưng là hắn thiên ngân tốt xấu trước đây cũng là một cái thánh nhân, lúc nào bị người khác không nhìn như vậy. Đến thời gian giết hắn cũng không có. Hắn và đám người La Hư thù sâu như biển, hiện tại bốn người La Hư không nhìn hắn đến loại tình trạng này. Nhân sinh lớn nhất bi ai, còn có cái gì quá mức hơn? Hắn hôm nay không muốn nói đi tìm đám người La Hư báo thù, coi như là dũng khí báo thù cũng không có. Một cái thánh nhân, cả dũng khí báo thù người ám toán cũng không có, hắn còn có ý nghĩa gì để sống tiếp? Đạo của hắn còn có ý nghĩa gì?
Mạc Vô Kỵ xuất hiện để cho hắn có thêm một tia hy vọng. Hắn biết Mạc Vô Kỵ lợi hại, chẳng những là xuất thủ lợi hại, tâm cơ còn phi thường lợi hại. Vô cùng đơn giản khiến cho La Hư, Thanh Nguyên, Đề Phật ba cái lão gia hỏa truy sát Thái Loan, mà chạy được một mạng. Hôm nay lần nữa cùng Mạc Vô Kỵ gặp mặt, Mạc Vô Kỵ dường như càng lên một tầng cao. Nếu là trong cái vũ trụ này còn có người có thể giúp hắn thiên ngân báo thù, làm chủ giúp hắn thiên ngân, vậy chỉ có người trẻ tuổi trước mắt này. Chỉ có Mạc Vô Kỵ, kẻ cừu hận cùng hắn cũng không sâu. Chỉ có Mạc Vô Kỵ giống như hắn đều là kẻ đối đầu với đám người La Hư. Mà bây giờ hắn đưa ra thần hồn của mình để cho Mạc Vô Kỵ khống chế. Mạc Vô Kỵ cư nhiên thờ ơ, điều này làm cho thiên ngân một lòng nặng trĩu tới rồi đáy cốc. Hắn biết, chính bản thân lại cũng không cách nào báo thù nữa. Ngươi đối với ta không có ích gì. Mạc Vô Kỵ thản nhiên nói. Tiền bối, vãn bối còn biết một chỗ khả năng có một đạo vũ trụ đạo tắc. Thiên ngân cắn răng một cái, mặc dù là suy đoán, vẫn là há mồm nói. Mạc Vô Kỵ là người hắn duy nhất có thể xin giúp đỡ, mất đi Mạc Vô Kỵ trợ giúp, hắn sợ rằng sẽ vĩnh viễn niết diệt trong vũ trụ. Vũ trụ đạo tắc. Mạc Vô Kỵ đích thật là nhãn tình sáng lên, hắn góp nhặt ba đạo vũ trụ đạo tắc. Bất quá hắn biết vũ trụ đạo tắc vật này, càng nhiều càng tốt. Thiên ngân hơi do dự, vẫn là cắn răng nói. Ta không phải là phi thường khẳng định, nhưng là ở đó có một đạo màu tím đạo tắc ẩn hiện. Nếu không dám khẳng định, ngươi vì sao không đi kiểm tra? Mạc Vô Kỵ bình tĩnh trở lại. Thiên ngân vô cùng chân thành nói. Bởi vì lúc đó mang ta đi chính là một nữ tử khác, cô gái này âm hiểm xảo trá. Ta vừa không chú ý cư nhiên chúng nàng ám toán, thiếu chút nữa rơi vào trong tay của nàng, lúc đó nàng cũng bị ta đả thương ngược lại. Ngược lại chỗ đó ta nhớ kỹ, nếu mà tiền bối muốn đi xem, vãn bối nguyện ý dẫn đường. Nếu như không có, vãn bối mặc cho tiền bối giết. Mạc Vô Kỵ cảm giác được thiên ngân dường như không phải là đang nói dối, hắn gật đầu bắt đi thần hồn thiên ngân trực tiếp đánh ra một đạo ấn ký nói. Đã như vậy, ta sẽ thu ngươi. Ta tên là Mạc Vô Kỵ, cũng có chuyện kiêng kỵ, đó chính là ghét nhất hạng tiểu nhân thay đổi thất thường. Về phần mối thù hận của ngươi, ta sẽ giúp ngươi rửa nó. Kẻ thù của thiên ngân là mấy tên La Hư, Mạc Vô Kỵ đã sớm biết. Hắn vốn là muốn giết đám La Hư này, nói giúp thiên ngân tiếp nhận, thuận miệng một câu mà thôi. Thiên ngân đại hỉ, nhanh chóng nói. Vãn bối thề, tương lai nếu mà phản bội tiền bối, nhất định tâm kiếp thành tro, không có cơ hội luân hồi. Mạc Vô Kỵ gật đầu, nắm lên thiên địa lô ném cho thiên ngân nói. Ngươi mượn thiên địa lô một lần nữa thành thánh sao? Tương lai cũng tốt trợ ta giúp một tay. Thiên ngân bị sự hào sảng của Mạc Vô Kỵ làm cho sợ ngây người, hắn nằm mộng cũng nghĩ lấy được thiên địa lô. Hắn phí sức tâm cơ, tiêu hao vô số năm, tại bên trong tịch diệt hải càng là ngủ say vô số năm, cũng không có mò lấy vùng ven thiên địa lô. Hôm nay thiên địa lô bị Mạc Vô Kỵ tùy tùy tiện tiện liền nhét vào trước mặt của hắn, loại này ngạc nhiên mừng rỡ quả thực để cho hắn không thể tin được. Hắn tại đầu nhập vào Mạc Vô Kỵ, sớm liền buông tha thiên địa lô. Thiên địa lô loại bảo vật này, hắn tuyệt đối không tin Mạc Vô Kỵ kẻ làm chủ thượng sẽ trả lại cho hắn. Đây là điều ngạc nhiên mừng rỡ kinh thiên. Cũng may hắn rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, càng là quỳ xuống nói. Chủ thượng yên tâm, thiên ngân tương lai chính là kiếm trong tay chủ thượng, vô luận chỉ tới chỗ nào, thiên ngân đều tuyệt không có nửa điểm do dự. Vì chủ thượng, tha chết không từ. Mạc Vô Kỵ gật đầu, ngược lại không có để ý nhiều. Hắn thu nhận thánh nhân cũng không phải một mình thiên ngân, hoán đề cũng là kẻ hắn thu được. Coi như là thông minh, cũng phải gọi hắn là Mạc huynh. Thấy Mạc Vô Kỵ gật đầu, thiên ngân lại không chậm trễ, nắm lên thiên địa lô, đạo niệm liền hợp đi vào. Thiên địa lô vốn chính là pháp bảo của hắn, chỉ là trong thời gian ngắn, hắn và thiên địa lô liền lần nữa hợp hai làm một. Thiên ngân đại đạo khí tức cũng vậy đang điên cuồng dâng lên. Chỉ mấy ngày đi qua, tu vi của hắn liền xông phá chuẩn thánh viên mãn, một loại thánh nhân khí tức mở rộng đi ra. Hắn và hoán đề bất đồng, thân thể của hắn vốn chính là hoàn chỉnh, lần nữa bước vào thánh nhân cảnh, bất quá là thiếu khuyết thiên địa lô mà thôi. Hôm nay đã có thiên địa lô, thánh nhân cảnh với hắn mà nói chính là nước chảy thành sông. Thiên ngân thánh nhân đạo cùng Mạc Vô Kỵ bất đồng, Mạc Vô Kỵ thánh nhân đạo không hề có vết tích, thoạt nhìn tựa như phàm nhân tầm thường vậy. Hắn vừa khôi phục thánh nhân đạo vận quanh thân lập tức liền kéo ra. Các đạo hữu có thấy cái nút ở bên phải góc dưới màn hình không? Chờ sau khi thiên ngân thánh nhân đạo vận vững chắc xuống, Mạc Vô Kỵ trái lại nhíu mày. Hắn cũng là thánh nhân, trước đây hắn tại bước vào thánh nhân sau đó, vẫn như cũ cảm giác được thiếu ít một chút cái gì. Hiện tại tận mắt thấy thiên ngân bước vào thánh nhân cảnh về sau, hắn càng là xác định, đích xác thiếu ít một chút gì. Không phải là bởi vì bước vào thánh nhân không có lôi kiếp, mà là bởi vì hắn cảm thấy được thánh nhân cũng không phải đại đạo cực hạn. Đa tạ chủ thượng. Thiên ngân tại sau khi vững chắc thánh nhân đạo vận xuống, trước tiên chính là hướng Mạc Vô Kỵ cảm tạ. Tại một lần nữa mượn thiên địa lô bước vào thánh nhân cảnh về sau,
Thiên Ngân trong lòng đối với Mạc Vô Kỵ kính nể càng sâu. Bởi vì hắn vẫn như cũ thấy không rõ lắm tu vi cụ thể của Mạc Vô Kỵ, tại trong mắt hắn, thời khắc này Mạc Vô Kỵ vẫn là một phàm nhân tầm thường. Thiên Ngân, ngươi có nghe nói qua đẳng cấp bên trên thánh nhân? Mạc Vô Kỵ xua tay hỏi. Thánh nhân bên trên? Thiên Ngân ngẩn ra, lập tức liền nói. Nghe đồn có ba người rất tiếp cận trên thánh nhân, bọn họ đều là muốn nắm trong tay một phương vũ trụ, bất quá sau cùng cũng đều là thất bại. Tại một phương vũ trụ này, tới thánh nhân rồi chính là cực hạn, không có thánh nhân bên trên. Ba người nào? Đẳng cấp rất tiếp cận bên trên thánh nhân chính là Lạc trước đây, từng động thủ cùng chủ thượng, người này thiên tài tuyệt thế, thu được chín đại vũ trụ đạo tắc. Không chỉ có như vậy, hắn là kẻ duy nhất dung hợp cùng tạo hóa kiếm, dung hợp vũ trụ đạo tắc. Tạo hóa kiếm phong mang vũ trụ vô song, cùng tạo hóa kiếm hợp nhất, thành tựu cao nhất, không người nào có thể địch. Mạc Vô Kỵ cười. Thiên Ngân, ngươi sai rồi. Thất bại lớn nhất của Lạc chính là hắn cùng tạo hóa kiếm hợp hai làm một, nếu không, thành tựu của hắn sẽ lớn hơn nữa. Bởi vì cùng tạo hóa kiếm hợp hai làm một, hắn mới bị cực hạn ở tại một phương vũ trụ này. Thiên Ngân nghe được Mạc Vô Kỵ nói có chút ngây người, hắn là một thánh nhân, tâm trí tự nhiên không phải người tầm thường có thể so sánh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ là trong chớp mắt liền hiểu là chuyện gì xảy ra, lập tức đối với Mạc Vô Kỵ khom người thi lễ nói. Chủ thượng nói, làm cho Thiên Ngân cảnh tỉnh, để cho ta đã hiểu rất nhiều đạo vết chí lý. Mạc Vô Kỵ gật đầu. Ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi mượn thiên địa lô chứng đạo thánh nhân, cộng thêm ngươi có thần vị tại thân, tương lai vẫn có cơ hội tiến thêm một bước. Cái này cùng Lạc hoàn toàn bất đồng, Lạc là cùng tạo hóa kiếm dung hợp làm một, hắn hẳn là muốn đi đường tắt. Bất quá đại đạo không có đường tắt, hắn lựa chọn cùng tạo hóa kiếm dung làm một thời điểm liền sai rồi. Hắn cơ hội duy nhất có thể tiến thêm một bước đó, chính là thu thập đủ chín đạo vũ trụ đạo tắc, hắn bây giờ là vĩnh viễn không có cơ hội này. Tại bước vào thánh nhân cảnh về sau, Mạc Vô Kỵ hiểu rõ đạo lý huyền ảo trong vũ trụ. Thiên Ngân trong lòng vui vẻ, hắn tin tưởng Mạc Vô Kỵ sẽ không lừa gạt hắn. Hắn không nghĩ tới muốn cao hơn Mạc Vô Kỵ, hôm nay hắn còn có không gian thành tựu lớn hơn so với Lạc, vậy thì còn có cái gì để tiếc nuối? Hai người khác là Nghiễm Dã Trường cùng Vô Lượng, hai người này cũng đều tại trùng kích level bên trên thánh nhân mà thất bại. Cho nên một phương vũ trụ này, trên thực tế là không có thánh nhân bên trên, cũng không người nào biết bên trên thánh nhân là cái gì. Thiên Ngân kính cẩn nói xong, Mạc Vô Kỵ không có hỏi lại, hắn giơ tay lên lấy ra hỗn độn thiết mẫu nói với Thiên Ngân. Ngươi có hỏa diễm rất giỏi, thậm chí ngay cả ta đều đả thương, ngươi lấy ra để cho ta thử xem một chút. Mạc Vô Kỵ là muốn dùng Thiên Ngân ta mỗi chân hỏa luyện hóa một cái hỗn độn thiết mẫu, nếu mà còn hòa tan không được nói, hắn chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đi thăng cấp thanh câm chi tâm. Thiên Ngân nghe được Mạc Vô Kỵ nói, lập tức sợ hãi lấy ra một đoàn hỏa diễm nói. Chủ thượng thứ tội, ngọn lửa này liền tặng cho chủ thượng bảo quản. Ta không cần ngọn lửa này của ngươi, ngươi thử xem một chút có thể thiêu hủy hòa tan cái tài liệu này của ta hay không. Mạc Vô Kỵ vừa vung tay, đem hỗn độn thiết mẫu như núi nhỏ đồng dạng nhét vào trong hư không. Trước đây hắn phải mượn trợ pháp trận mới có thể sẽ lại đem hỗn độn thiết mẫu đưa vào phàm, nhân giới, hiện tại hắn trương tay liền có thể sẽ lại đem hỗn độn thiết mẫu, như núi nhỏ bình thường vậy ném tại trong hư không. Đây là hỗn độn thiết mẫu. Thiên Ngân rốt cục nhận ra đồ đạc này, hắn sở dĩ không có lần đầu tiên nhận ra, chủ yếu là vì hắn tam muội chân hỏa đả thương Mạc Vô Kỵ. Còn có một cái nguyên nhân, đó là bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, còn có hỗn độn thiết mẫu to như một ngọn như núi nhỏ. Không sai, đây là hỗn độn thiết mẫu. Mạc Vô Kỵ cười nói một câu, sau đó ý bảo Thiên Ngân sẽ lại đem tam muội chân hỏa nhét vào hỗn độn thiết mẫu thiêu đốt. Thiên Ngân nhanh chóng nói, chủ thượng, hỗn độn thiết mẫu không phải là tam muội chân hỏa có thể hòa tan. Mạc Vô Kỵ chau mày, nếu mà tam muội chân hỏa đều không thể hòa tan hỗn độn thiết mẫu, vậy hắn lấy hỗn độn thiết mẫu có chỗ lợi gì? Chủ thượng, nghe đồn hỗn độn thiết mẫu là bảo vật thời điểm vũ trụ phá phân, có thể khắc đạo vận quy tắc. Mạc Vô Kỵ nghe được câu này trong lòng sáng ngời, nếu là có thể khắc đạo tắc bảo vật, vậy hắn phàm nhân đạo có đúng, hay không có thể để cho hỗn độn thiết mẫu hóa thành một thanh trường kích. Nghĩ tới đây Mạc Vô Kỵ trương tay liền đem hỗn độn thiết mẫu bắt vào trong tay, phàm nhân đạo vận chuyển, đạo tắc trong nháy mắt liền trải rộng khắp hỗn độn thiết mẫu. Khi Mạc Vô Kỵ cảm thụ được đạo niệm của mình, thì có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình đi biến hóa ngọn núi nhỏ, hắn biết tâm tình mình lần nữa tăng lên một cái đẳng cấp lớn. Không đúng, không nên nói là tâm tình, mà là đại đạo cảnh giới. Trước đây, hắn cho rằng luyện khí nhất định phải có hỏa diễm hòa tan tài liệu, hiện tại hắn mới biết được, luyện khí dùng tự thân đạo tắc hòa tan tài liệu cũng được. Thiên Ngân đờ đẫn nhìn quá trình Mạc Vô Kỵ đem ngọn núi nhỏ hỗn độn thiết mẫu huyễn hóa, thành một thanh trường kích, hắn có chút ngây người, luyện khí còn có thể luyện như vậy. Tự thân đại đạo đạo tắc luyện khí.
Hắn lần đầu tiên cảm giác được bản thân thánh nhân cảnh bé nhỏ không đáng kể như vậy. Chí ít, hắn liền làm không được. Từng đạo phàm nhân đạo tắc được Mạc Vô Kỵ dung hợp tới giữa hỗn độn thiết mẫu, hỗn độn thiết mẫu biến thành một thanh trường kích, khí thế càng ngày càng lớn mạnh. Trong lòng Mạc Vô Kỵ là càng ngày càng ngạc nhiên mừng rỡ, hắn cảm thụ được mình đang sáng tạo một cái mới vũ trụ đồng dạng, một khi chuôi trường kích này của hắn xuất thế, sẽ là pháp bảo công kích đáng sợ nhất trong cả vũ trụ. Lạc tạo hóa kiếm lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào thương tổn chuôi trường kích này của hắn. Bởi vì Mạc Vô Kỵ phàm nhân đạo tắc không ngừng dung nhập vào trường kích hỗn độn khí tức dần dần tiêu tán, càng ngày càng xu hướng với một khối sắt thường. Mạc Vô Kỵ lòng có cảm giác, bỗng nhiên giơ tay lên lấy ra một đạo vũ trụ đạo tắc dung nhập vào trường kích còn chưa triệt để thành hình. Trường kích phát sinh một tiếng thanh minh, triệt để thành hình. Một món trường kích phổ thông thông trôi lơ lửng tại trước mặt Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ nắm trong tay. Cái trường kích tầm thường này thật giống như hắn bước vào thánh nhân cảnh về sau, tại đồng ruộng nhặt được nửa đoạn cây quốc rỉ sét loang lổ. Thế nhưng là cái loại này bàng bạc vô biên lực lượng, Mạc Vô Kỵ chút nào đều không nghi ngờ. Nếu mà hắn dùng chuôi trường kích này toàn lực bổ ra đi một kích, vũ trụ này cũng sẽ bị hắn phá vỡ làm hai nửa. Sau này liền gọi chú là phàm nhân kích. Mạc Vô Kỵ hài lòng nhìn trường kích trong tay một hồi lâu, lúc này mới đem trường kích thu hồi. Dựa theo đạo lý nói, chuôi này trường kích gọi là hỗn độn kích càng chuẩn xác. Bất quá Mạc Vô Kỵ cảm thấy chuôi trường kích này là, hắn dùng phàm nhân đạo ngưng luyện mà thành, không bằng liền kêu lấy phàm nhân kích. Thiên Ngân ở một bên ngơ ngác nhìn Mạc Vô Kỵ thu hồi trường kích, trong lòng hắn sớm bị cả kinh ba đào quay cuồng. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có người dùng vũ trụ đạo tắc luyện khí, nếu mà không phải là hắn tận mắt thấy, hắn khẳng định cho rằng đang khoác lác. Vũ trụ đạo tắc thứ này có thể cho người trở thành thánh nhân, có thể cho thánh nhân tiến hơn một bước. Bây giờ lại bị người tùy tùy tiện tiện cầm đến luyện khí, đây quả thực. Cũng đúng nếu như là người bình thường, dựa vào cái gì muốn trở thành chủ thượng của hắn Thiên Ngân. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân lập tức liền bình thản, nhanh chóng tiến lên nói. Chúc mừng chủ thượng, thu hoạch vô thượng pháp bảo. Thiên Ngân, ngươi đã bây giờ đi theo ta lăn lộn. Ta liền nói thẳng, số thánh nhân như ngươi gọi ta là chủ thượng không phải là chỉ có một mình ngươi, còn có một tên hoán đề. Hoán đề so với ngươi còn gia nhập sớm hơn, ta cũng không có cho hắn tạo hóa bảo vật, ngươi hẳn là cảm giác được may mắn. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói. Thiên Ngân cả kinh, hoán đề hắn đương nhiên biết, tên này bản thân có chư thần tháp, so với hắn nửa điểm không kém. Hắn còn cho là mình là người thánh nhân thứ nhất đi theo Mạc Vô Kỵ, hiện tại xem ra, hắn còn rơi vào phía sau. Không đợi Thiên Ngân biểu thị trung tâm, Mạc Vô Kỵ liền tiếp tục nói. Trước đây ngươi ở đây thần lục hủy diệt rồi mấy cái thần tu thành thị, ta cũng không quản ngươi. Thế nhưng từ giờ trở đi, nếu mà ngươi dám tùy ý vô duyên vô cớ giết, hết đồng dạng tu sĩ hoặc là phàm nhân. Vô cớ đi hủy diệt một cái thành thị, vậy thì tử kỳ của ngươi đến rồi. Ta có một cái tông môn gọi là phàm nhân, ta đạo cũng là phàm nhân. Ta đạo tắc, đạo hữu cao thấp, nhân vô tiên phàm, ngươi có thể hiểu không? Dạ, Thiên Ngân ghi nhớ chủ thượng giáo huấn. Thiên Ngân nhanh chóng khom người nói, trong lòng hắn nghĩ đến phàm nhân đạo. Rất nhiều năm trước, dường như có một cái tên gia hỏa nhắc qua loại đạo này, không nghĩ tới rất nhiều năm về sau, hắn nhìn thấy sư tổ khai sáng ra phàm nhân đạo. Sư tổ này khai sáng còn là chủ thượng của hắn. Khó trách hắn chủ thượng thật giống như một người phàm tục, thì ra lúc đầu đây là phàm nhân đạo cảnh. Ái chà, lại thấy bạn cũ, tên này lại không có gì tiến bộ. Mạc Vô Kỵ nói xong, một bước nhảy đi ra ngoài. Thiên Ngân thấy thế đi theo sát, hắn cũng nhìn thấy Mạc Vô Kỵ nói tới là ai. Khôn Uẩn, đây là một trong 36 bộ chính thần, nếu mà đổi thành trước đây, hắn thật đúng là mặc kệ đáp lại một cái con kiến hôi nhỏ như vậy. Hiện tại chủ thượng Mạc Vô Kỵ quen biết con kiến hôi này, vậy thì không giống nhau. Khôn Uẩn nhìn ngươi bộ dáng này sao mà giống đệ tử cái băng vậy, càng ngày càng tệ. Mấy năm trước thấy ngươi, ngươi còn đeo một cái nồi lớn. Hiện tại, ngươi cả một cái chảo cũng không có, lăn lộn cũng đủ thê thảm nha. Mạc Vô Kỵ rơi xuống phía trước Khôn Uẩn đang cắm đầu cấp bách lẩn trốn, vừa cười vừa nói. Khôn Uẩn làm người vẫn là rất tốt, so với trước đây hắn quen biết Mông Dã và hành tộ mấy tên gia hỏa không biết mạnh hơn, gấp bao nhiêu lần. Đây cũng là nguyên nhân Mạc Vô Kỵ nguyện ý đi ra giúp một chuyện. Khôn Uẩn nghe được thanh âm Mạc Vô Kỵ, hắn như nghe tiên âm, nhanh chóng rơi vào bên người Mạc Vô Kỵ. Mạc huynh, Mạc đại ca, không, Mạc gia gia, người nhất định phải giúp huynh đệ lần này, tên này chính là một người điên. Không cần Khôn Uẩn nói tiếp, người truy sát Khôn Uẩn đã rơi vào đối diện Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ lần đầu tiên nhìn thấy một tên gia hỏa hung hãn như vậy, thân cao gần một trượng, mặt chữ điền lỗ tai to cao lớn vạm vỡ, da thịt đen kịt thật giống như nhuộm qua mực nước đồng dạng. Không cần Khôn Uẩn giới thiệu, Mạc Vô Kỵ đã đoán ra, hỏi hắn. Khôn Uẩn, tên này hẳn là một trong 12 thần đế thao thiết sao? Khôn Uẩn liền vội vàng gật đầu nói.
chuẩn con mẹ nó rồi, chính là tên này thật giống như kẻ điên vậy. Ta đã nói là Thao Thiết Oa không ở trên người ta, tên này thật sự đuổi giết ta qua vô số giới vực, nếu không phải gặp phải Mạc huynh, ta liền chết tại trong tay tên gia hỏa này mất. Thao Thiết thanh âm rất là to. Khôn Uẩn, vô luận ngươi gặp phải người nào, ngươi ngày hôm nay đều phải chết. Thao Thiết nói bỗng đột ngột dừng lại, hắn nhìn thấy Thiên Ngân đang cấp bách bay tới. Tại Thiên Ngân rơi xuống đồng thời, ánh mắt hắn híp một cái, lui về sau chỉ ít trăm trượng, lúc này mới cảnh giác nhìn chằm chằm Thiên Ngân. Thiên Ngân, không nghĩ tới ngươi có thể tìm được Thiên Địa Lô, lần nữa chứng đạo thánh nhân. Thiên Ngân khẽ mỉm cười, thì ra là một trong 12 thần đế Thao Thiết đạo hữu, đã lâu không gặp, Thao Thiết đạo hữu tu vi tiến thêm một bước, thật đáng mừng. Thiên Ngân mặc dù là thánh nhân, hắn đối với Thao Thiết vẫn là có chút kiêng kỵ. Tên này thậm chí có thể nói là cường đạo chiến đấu chân chính, chỉ cần hắn tế xuất Thao Thiết Oa, tuyệt đối sẽ không yếu bao nhiêu so với thánh nhân. Thiên Ngân thánh nhân, ngươi muốn nhúng tay vào sự tình Khôn Uẩn sao? Khôn Uẩn bất quá chỉ là một chính thần mà thôi. Thao Thiết đang khi nói chuyện, vẫn chú ý Thiên Ngân. Hắn không sợ Thiên Ngân, bất quá nếu mà Thiên Ngân một cái thánh nhân như vậy nhúng tay, hắn ngày hôm nay chỉ có thể phí công vô ích mà còn bị phản tác dụng. Không đợi Thiên Ngân nói chuyện, Mạc Vô Kỵ lại hỏi. Khôn Uẩn, Thao Thiết Oa của ngươi đâu rồi? Khôn Uẩn thậm chí quên mất lời Mạc Vô Kỵ nói, mà là sắc mặt tái nhợt nhìn Thiên Ngân, càng là không tự chủ được cẩn thận lui về phía sau. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới nơi này, hội ngộ thấy Thiên Ngân thánh nhân đã khôi phục thực lực. Tên này muốn giết hắn, dễ như bóp chết một con kiến. Khôn Uẩn, ta hỏi Thao Thiết Oa của ngươi đâu? Mạc Vô Kỵ chỉ có thể cất cao giọng lại hỏi một câu. Khôn Uẩn chỉ vào Thiên Ngân nói. Mạc huynh, tên này chính là Thiên Ngân thánh nhân. Không đúng, Thiên Ngân một cái thánh nhân như vậy, Mạc Vô Kỵ cắt đứt Thiên Ngân nói cư nhiên không có phát tác, mà là cười híp mắt nhìn mình, có vấn đề. Mạc Vô Kỵ đi tới bên người Khôn Uẩn vỗ vỗ vai Khôn Uẩn hỏi lần nữa. Thao Thiết Oa của ngươi đi mô rồi, nói lẹ đi. Vị đạo hữu này, Thao Thiết Oa rõ ràng là của ta Thao Thiết, thế nào lại biến thành của Khôn Uẩn? Thao Thiết cũng vậy cảm thấy không đúng, Mạc Vô Kỵ cắt đứt lời Thiên Ngân. Thiên Ngân cư nhiên không có phát tác, mà là cười híp mắt nhìn Khôn Uẩn, có vấn đề. Khôn Uẩn cũng quên mất e ngại đối với Thiên Ngân, nỗ lực giải thích. Mạc huynh, ta đích xác là đã làm mất Thao Thiết Oa, tên này cũng không có đem thất Phật sạn cho ta. Mạc Vô Kỵ nhìn Thao Thiết cười. Thao Thiết, trước ngươi hẳn là còn không có biến hóa sao? Hiện tại biến hóa đã lớn cũng không nói đạo lý. Thất Phật sạn của ngươi cũng không có cho Khôn Uẩn, dựa vào cái gì muốn lấy Thao Thiết Oa của Khôn Uẩn? Trước đây các ngươi thế nhưng là đã trao đổi xong rồi. Làm sao ngươi biết thất Phật sạn của ta không có cho Khôn Uẩn? Thao Thiết kiêng kỵ nhìn lướt qua Thiên Ngân bên cạnh, giọng nói có chút bất thiện hỏi. Hắn kiêng kỵ Thiên Ngân, không có nghĩa là hắn sợ Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cười lạnh nói. Nếu mà ngươi dám thề thất Phật sạn của ngươi cho Khôn Uẩn, ta ngày hôm nay sẽ giúp ngươi lấy lại Thao Thiết Oa. Thất Phật sạn đang ở phàm nhân giới của hắn, Mạc Vô Kỵ cũng không tin cái vũ trụ này còn có hai thanh thất Phật sạn. Thao Thiết hừ lạnh một tiếng. Đây là sự tình giữa ta cùng Khôn Uẩn, mắc mớ gì tới ngươi? Thiên Ngân, đem tiểu tử này dạy dỗ một trận, tát vài bạt tai ném vào bên trong hư không liệt phùng. Mạc Vô Kỵ vốn còn muốn cùng Thao Thiết nói đạo lý, nếu tên này có mắt không tròng, hắn liền không cần phải khách khí. Thao Thiết trước đây thế nhưng là thiếu chút nữa cắn hắn một ngụm giết chết, tuy rằng chút chuyện này Mạc Vô Kỵ không có để ở trong lòng, bất quá tên này nếu mà muốn phạm thượng, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Vâng, chủ thượng. Thiên Ngân nói xong, trực tiếp một quyền đánh về phía Thao Thiết. Một quyền này đánh ra, không gian cũng đã bị Thiên Ngân thánh nhân đạo tắc phong tỏa. Chủ thượng. Thao Thiết bỗng ngây người, Mạc Vô Kỵ là chủ thượng của Thiên Ngân thánh nhân. Quả đấm của Thiên Ngân đánh tới, căn bản là không tới phiên hắn tiếp tục cân nhắc đi xuống. Một phương đại bình bát được Thao Thiết tế xuất, muốn ngăn trở đạo tắc của Thiên Ngân bao trùm. Cuồng bạo đạo tắc bao trùm đi ra ngoài, một phương hư không không gian này, thật giống như tạo thành một cái hình lõm thực chất sụp đổ. Thao Thiết há mồm phun ra một đạo máu tươi, thân hình lẩn trốn, trực tiếp biến mất. Hắn có thể đối kháng thánh nhân không phải là bởi vì hắn thực sự rất trâu, mà là bởi vì cái nổi của hắn rất trâu bò. Hiện tại hắn vừa không có Thao Thiết Oa cũng không có thất Phật sạn, làm sao đối kháng Thiên Ngân thánh nhân? Huống chi bên cạnh còn có một tên gia hỏa mà thánh nhân cũng phải gọi là chủ thượng, tên này nếu mà cũng là một cái thánh nhân, hắn còn không đi, vậy thật phải đợi người khác ăn thịt sao? Khôn Uẩn còn đang ngơ ngác vì hai chữ chủ thượng, đã nhìn thấy Thiên Ngân một quyền làm cho cả vũ trụ hư không hình thành sụp đổ. Rất nhanh hắn liền phát hiện, sụp đổ chỉ là đến ngoài Mạc Vô Kỵ lĩnh vực mà thôi. Căn bản là không cách nào lướt qua Mạc Vô Kỵ lĩnh vực. Khôn Uẩn cũng hít một hơi hơi lạnh, hắn và Mạc Vô Kỵ ở chung thời gian dài nhất. Lúc ban đầu hắn thấy Mạc Vô Kỵ dường như vẫn còn là một con kiến hôi thiên thần. Về sau mỗi lần nhìn thấy Mạc Vô Kỵ,
Mạc Vô Kỵ đều so với lần trước có một cái biến hóa về chất. Hôm nay hắn phát hiện mình chính là cả ngưỡng vọng, cũng không cách nào ngưỡng vọng Mạc Vô Kỵ, cả thiên ngân thánh nhân đại đạo đạo tắc, cũng không cách nào lướt qua nửa phần lĩnh vực của Mạc Vô Kỵ, đây không phải là thánh nhân vậy là cái gì? Được rồi, thiên ngân mặc dù có thể bước vào thánh nhân chi đạo, tuyệt đối là Mạc Vô Kỵ đem thiên địa lô cho thiên ngân này. Bất quá thiên ngân tên này âm hiểm xảo trá, Mạc Vô Kỵ lại đem thiên địa lô cho hắn, thiên ngân nhận thức hắn làm chủ thượng nói không chừng không phải là chân thành, phải mượn thời cơ nhắc nhở Mạc Vô Kỵ một câu. Mạc Vô Kỵ cần hắn nhắc nhở sao? Khôn Uẩn vỗ vỗ đầu của mình. Hắn và Mạc Vô Kỵ ở chung thời gian dài như vậy, có lần nào Mạc Vô Kỵ bị thua thiệt? Cả Mân Nguyên lão ngụy quân tử này cũng phải tại trước mặt Mạc Vô Kỵ uống nước rửa chân, Mạc Vô Kỵ sẽ ăn thua thiệt của kẻ lỗ mãng thiên ngân này sao? Tự mình nghĩ thật sự là nhiều lắm. Khôn Uẩn, vì sao không có việc gì lại tự đập đầu của mình? Mạc Vô Kỵ lần nữa vỗ vỗ vai Khôn Uẩn, rất có một chút mùi vị quan tâm yêu mến mấy kẻ bị bại não. Khôn Uẩn cười khổ nói, Mạc huynh, nếu mà ngươi muốn gây bất lợi cho ta, 100 Khôn Uẩn ta cũng bị ngươi đập chết. Trên người ngươi ngoại trừ mấy cái thần linh mạch ra, thứ khác ta còn thực sự không có nhìn ở trong mắt. Mạc Vô Kỵ cười hắc hắc, hắn biết thần linh mạch trên người Khôn Uẩn không ít. Khôn Uẩn thở dài, Mạc huynh, hiện tại trên người ta ngay cả nửa miếng thần tinh cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi, hắn quá rõ Khôn Uẩn giàu có. Tên này tuy rằng tu vi không có bao nhiêu tiến bộ, bản lĩnh thu thập tài phú cũng là tuyệt không ít. Mạc huynh hẳn là biết vũ trụ thánh đạo hội sao? Khôn Uẩn hỏi. Mạc Vô Kỵ gật đầu. Không sai, thánh đạo hội này ta đích xác đã nghe nói qua. Thao thiết oa của ta bị người ép buộc đặt ở thánh đạo hội bán đấu giá, thế nhưng là về sau cũng không có bị bán đấu giá đi ra. Vậy còn chưa tính, thánh đạo hội còn nói bởi vì thao thiết oa của ta trêu chọc kẻ đối đầu đến, để cho thánh đạo hội tổn thất thảm trọng, yêu cầu ta bồi thường. Khôn Uẩn thở dài một tiếng. Ta chỉ có thể bồi thường về sau lập tức bỏ chạy, kết quả trên đường bị thao thiết theo dõi. Ta nghe nói thánh đạo hội danh tiếng coi như là, không sai làm sao lại lấy cái nồi của ngươi. Mạc Vô Kỵ không giải thích được hỏi. Hắn là từ trong miệng Minh Thánh nghe nói thánh đạo hội, nghe khẩu khí của Minh Thánh, thánh đạo hội coi như là giao dịch công bằng. Khôn Uẩn cười lạnh một tiếng. Thánh đạo hội công chính, chỉ là bởi vì đồ đạc cấp bậc thiếu mà thôi. Thao thiết oa đó là tạo hóa bảo vật, vừa hiện ra đã bị người theo dõi. Ta nếu mà không đem thao thiết oa lấy ra, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có việc gì, mang ta đi một chuyến thánh đạo hội. Mạc Vô Kỵ cười hắc hắc, khi hắn đang nói chuyện lấy ra Minh Thánh truyền tin châu gửi đi một đạo tin tức cho tên kia, nói muốn đi thánh đạo hội. Thao thiết oa nếu bị thánh đạo hội cướp đi, hắn đi đoạt lại, thứ này sẽ thuộc về hắn. Một bên, thiên ngân liền vội vàng nói. Chủ thượng, chúng ta đi xem một đạo đạo tắc này đã sao? Cách nơi này cũng không quá xa. Tốt, các ngươi đi lên đây, ta đi thu một đạo vũ trụ đạo tắc này, sau đó đi ngay vũ trụ thánh đạo hội. Mạc Vô Kỵ tế xuất tuế nguyệt bàn. Khôn Uẩn thì còn đỡ một chút, thiên ngân thấy Mạc Vô Kỵ giơ tay lên lại là một món tạo hóa bảo vật. Trong lòng thầm than một tiếng, so với chủ thượng của mình, hắn cảm giác mình những năm tháng này đều sống nghèo khổ như con chó vậy. Chủ thượng, xin lỗi, hẳn là con tiện nhân kia lừa ta, không có nghĩ tới đây căn bản cũng không có vũ trụ đạo tắc. Thấy Mạc Vô Kỵ đờ đẫn nhìn hư không lạch trời trống không trước mắt, thiên ngân khuôn mặt sợ hãi. Thiên ngân khẳng định vũ trụ đạo tắc này hạ nhược nhân cũng thu không được, hiện tại không có, vậy khẳng định là hạ nhược nhân gạt người. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại. Nàng không có lừa ngươi, nơi này thật là có một đạo vũ trụ đạo tắc, bất quá bị người khác đào đi rồi. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói, thiên ngân hơi thở phào nhẹ nhõm, lập tức cũng có chút nổi lên nghi ngờ. Vì sao vũ trụ đạo tắc bị người đào đi rồi, Mạc Vô Kỵ còn không đi? Mạc Vô Kỵ đích thật là không có đi, hắn cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc. Vũ trụ đạo tắc bị đào đi rồi, nơi này còn lưu lại một cái tàn phá động phủ pháp bảo. Bất chấp cách rất nhiều năm, hắn vẫn như cũ cũng có chút ấn tượng. Thần niệm tại đây bên trong động phủ pháp bảo quét đủ hơn 10 hơi thở về sau, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên một bước vào giữa hư không lạch trời. Chủ thượng, thiên ngân kinh hãi vội vàng gọi một câu, một bên Khôn Uẩn lôi kéo thiên ngân lắc lắc tay nói. Thiên ngân ngươi không sai cư nhiên biết Mạc huynh đệ làm chủ thượng. Bất quá, ngươi không biết Mạc huynh đệ làm việc nhưng không muốn người khác rong dài, lại càng không muốn tại bên cạnh khoa tay múa chân. Mạc huynh đệ, thiên ngân chỉ vào Khôn Uẩn mắng. Ngươi vừa mới còn gọi Mạc gia gia. Đảo mắt chính là Mạc huynh đệ, ngươi còn có xấu hổ hay không? Khôn Uẩn cười hắc hắc. Ta cùng Mạc huynh đệ đó là sinh tử chi giao, nói ngươi cũng không hiểu. Ta gọi Mạc gia gia, còn gọi Mạc đại ca đâu nè. Sinh tử chi giao ngươi biết là cái gì? Mọi người đùa cho vui mà thôi. Thật giống như Mạc huynh đệ trước đây cũng gọi là ta Khôn Uẩn huynh, tiền bối và vân vân.
Quên đi, nói ngươi cũng không hiểu, ta cùng Mạc huynh đệ quan hệ, tự nhiên không phải là ngươi có thể hiểu. Đó là giao tình bằng thép, bằng không ngươi cho là Mạc huynh đệ sẽ đắc tội Thao Thiết giúp ta sao? Hắc hắc, Thiên Ngân há có thể không hiểu ý tứ của Khôn Uẩn, tên này chính là muốn hắn và Mạc Vô Kỵ xưng huynh gọi đệ, chính bản thân mình phải kêu Mạc Vô Kỵ chủ thượng. Hiển nhiên là nói cho hắn biết Thiên Ngân không nên ở chỗ này làm ra vẻ thánh nhân gì cái. Dù tức giận phiền muộn thổ huyết, Thiên Ngân cũng chỉ có thể thầm than một tiếng, không dám quá phận cùng Khôn Uẩn con kiến hôi này nói nhiều. Hắn bây giờ còn chưa có triệt để biết rõ ràng Mạc Vô Kỵ cùng Khôn Uẩn tới cùng là quan hệ như thế nào, nếu mà quan hệ quá tốt, hắn đắc tội Khôn Uẩn lại không phải là chuyện gì tốt. Đừng lo lắng, ngươi nếu là đi theo Mạc huynh đệ lăn lộn, ta sẽ bảo bọc cho ngươi. Khôn Uẩn cười hắc hắc, vỗ vỗ vai Thiên Ngân. Khôn Uẩn, ta là thần vị thánh nhân, ngươi chỉ là một chính thần mà thôi, ngươi chú ý động tác của mình đi. Sắc mặt Thiên Ngân có chút âm trầm. Hắn nhận Mạc Vô Kỵ làm chủ, cũng không phải là tùy tiện một người đều có thể đập bả vai hắn, tốt xấu hắn vẫn còn là một thần vị thánh nhân. Khôn Uẩn đơn giản chính xác nói. Ngươi biết ta vì sao cùng Mạc huynh đệ quan hệ tốt như vậy sao? Bởi vì ta giúp Mạc huynh đệ vác nồi, Mạc huynh đệ đồng dạng làm việc. Ách, chuyện gì mà hắn eo muốn làm, đều có thể đổ lên người ta. Thiên Ngân là người thế nào? Hắn căn bản cũng không chờ Khôn Uẩn nói xong, liền bừng tỉnh nói. Khôn Uẩn đạo hữu ta đã hiểu, thì ra ngươi thật là bằng hữu của Mạc chủ thượng. Đúng, đúng, ngươi đoán không sai. Là ngươi nói không sai. Ta cùng Mạc huynh đệ giao tình, đây chính là đệ nhất đẳng giao tình bên trong vũ trụ. Năm đó Mạc huynh đệ vì ta, một mình tìm được Táng Thần Quật, cố ý đi giúp ta dạy dỗ Mân Nguyên một trận. Ta cấp cho hắn 1000 nhánh khai thiên thần linh mạch, hắn thật sự không muốn, ai? Thiên Ngân lần nữa cắt đứt lời Khôn Uẩn nói. Ngươi là vì Mạc chủ vác nồi, ta biết, chính ngươi vừa rồi cũng nói. Thảo nào Mạc chủ vừa thấy mặt đã hỏi Thao Thiết qua, thì ra lúc đầu cái nồi này là của chủ thượng vậy mà ta còn tưởng rằng đồ đạc là của ngươi đâu nè. Khôn Uẩn đang muốn phản bác, bất quá vừa nghĩ tới cái nồi này dù sao cũng nếu không trở lại, đơn giản nói. Ngươi nói không sai, nồi này chính là của chủ thượng, ta chỉ là giúp hắn vác mà thôi. Mạc Vô Kỵ đi nói đoạt lại nồi, Khôn Uẩn biết Mạc Vô Kỵ tuyệt đối đoạt không được, chính là cộng thêm Thiên Ngân cũng không được. Thánh đạo hội cũng không phải là Thao Thiết có thể so sánh, chính là trên trăm tên Thao Thiết tại thánh đạo hội cũng chỉ có thể cuộn mình lại. Thiên Ngân thận trọng gật đầu nói, thì ra lúc đầu Thao Thiết oa là của chủ thượng. Nói xong câu này về sau, Thiên Ngân liền không nói nữa. Khôn Uẩn không biết Mạc Vô Kỵ thủ đoạn mạnh bao nhiêu, khẳng định cho rằng Mạc Vô Kỵ không cách nào đoạt lại Thao Thiết oa. Hắn Thiên Ngân thế nhưng là biết đến rõ mồn một, Thao Thiết oa hắn Thiên Ngân hoặc là đoạt không trở lại, Mạc Vô Kỵ tuyệt đối có thể cướp về. Hắn còn khẳng định Mạc Vô Kỵ sẽ lại đem nồi cướp về, Khôn Uẩn nhất định muốn có. Hắn muốn Khôn Uẩn nói ra lời này, chính là tuyệt tâm tư của Khôn Uẩn. Chủ thượng cả thiên địa lô đều cho hắn, ai biết có thể lại đem Thao Thiết oa cho Khôn Uẩn hay không? Trên thực tế Thiên Ngân thật đúng là suy nghĩ nhiều, Mạc Vô Kỵ đem thiên địa lô cho hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không đem Thao Thiết oa cho Khôn Uẩn. Hắn và Khôn Uẩn quan hệ tuy rằng cũng không tệ lắm, cũng không có thân như Khôn Uẩn nói vậy. Nếu không, hắn sớm đã đem Thất Phật Sạn cho Khôn Uẩn. Về phần lúc đó tại thần khế chi địa trợ giúp Khôn Uẩn đối phó Mân Nguyên, đó là thuận lợi làm, đồng thời cũng muốn lấy của Khôn Uẩn 200 nhánh khai thiên thần linh mạch làm thù lao. Khôn Uẩn nói khoác, cho Mạc Vô Kỵ 1000 nhánh khai thiên thần linh mạch Mạc Vô Kỵ cũng không muốn, đó là hoàn toàn nói mò. Mạc Vô Kỵ đứng ở nơi này trong chỗ sâu hư không lạch trời, nhìn chằm chằm trước mắt một cái sứt mẻ động phủ bên trong còn có hai bộ xương khô. Hắn chậm rãi bước vào động phủ, cúi người xuống cầm lấy hai cỗ xương khô. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn có chút đỏ lên. Bởi vì hắn biết hai cỗ xương khô là của ai, cô của hắn Mạc Hương Đồng, còn có một người nhất định là Thập Nhất Nương. Năm đó, Mạc Hương Đồng cùng Thập Nhất Nương tại Thiên Hải sau khi cùng một cái tiên phủ biến mất, liền không còn có tin tức. Cho tới hôm nay, Mạc Vô Kỵ mới nhìn thấy các nàng, bất quá nhìn thấy cũng là các nàng xương khô. Cũng cho tới hôm nay, Mạc Vô Kỵ mới hiểu được, vì sao Mạc Hương Đồng cùng Thập Nhất Nương có thể thu được tiên phủ. Lặng lẽ một lúc lâu sau đó, hắn ngẩng đầu lên, trong mắt lộ vẻ sát khí. Đó căn bản cũng không phải là tiên phủ, mà là một cái thần phủ. Xác thực nói, là một món trung phẩm thần khí. Cái thần khí này mặc dù có thể bị Mạc Hương Đồng cùng Thập Nhất Nương đạt được, không phải là bởi vì Mạc Hương Đồng cùng Thập Nhất Nương lợi hại để cho thần khí nhận chủ, mà là bởi vì cái này trung phẩm thần khí vốn chính là cấp cho hai người tốt nhất là không có tu luyện qua đạt được. Bởi vì cái món trung phẩm thần khí này tư chất ẩn giấu một món đồ. Nếu như là lúc trước Mạc Vô Kỵ không biết đây là vật gì, hiện tại hắn chỉ cần vừa tiến vào trung phẩm thần khí động phủ, liền biết trong này trước đây ẩn tàng một đạo vũ trụ đạo tắc. Tại trong trung phẩm thần khí động phủ,
có vô cùng vô tận tài nguyên tu luyện, còn có một đạo vũ trụ đạo tắc. Mạc Hương Đồng cùng Thập Nhất Nương chính là tư chất lại kém, cũng có thể dễ dàng tu luyện tới phi thăng tiên giới, sau đó sẽ dễ dàng tu luyện tới phi thăng thần giới. Người khác không thể phi thăng, các nàng nhất định là có thể phi thăng, nguyên nhân cũng là bởi vì đạo vũ trụ đạo tắc này. Phi thăng quy tắc không được đầy đủ, cũng sẽ không ảnh hưởng tới người bản thân có vũ trụ đạo tắc. Mạc Hương Đồng cùng Thập Nhất Nương vẫn bị nhốt ở trong trung phẩm thần khí động phủ, chuyện các nàng duy nhất có thể làm, chính là không ngừng tu luyện, sau đó không ngừng mang theo thần khí phi thăng. Mục đích cuối cùng chính là phi thăng tới một mảnh hư không giới vực, khi đó, các nàng giá trị lợi dụng liền biến mất. Bởi vì một đạo vũ trụ đạo tắc này, các nàng bị từ một cái phàm tục giới thánh nhân, cũng không thể đi dẫn tới cái chỗ này. Cường giả lưu lại trung phẩm thần khí động phủ này, muốn không phải là trung phẩm thần khí, cũng không phải muốn bồi dưỡng hai đệ tử, mà là muốn cho người đạt được trung phẩm thần khí sẽ lại đem vũ trụ đạo tắc mang tới cái chỗ này. Hiện tại Mạc Hương Đồng cùng Thập Nhất Nương đem thần khí động phủ mang đến, sứ mệnh của các nàng cũng liền hoàn thành. Mạc Vô Kỵ thở dài một hơi phiền muộn, ngẩng đầu nhìn trong hư không. Lợi dụng mạng nhỏ của cô Mạc Hương Đồng và bạn tốt Thập Nhất Nương làm việc, vô luận là ai, hắn đều tuyệt đối sẽ không buông tha. Mạc Vô Kỵ nhắm mắt lại, bất chấp một đạo vũ trụ đạo tắc này bị đào đi rồi, hắn vẫn như cũ có thể cảm thụ được vũ trụ đạo tắc khí tức trong đó. Hắn thu được 3 đạo vũ trụ đạo tắc, dù là lạc vũ trụ đạo tắc đều không nhất định có nhiều bằng hắn. Chỉ cần bị hắn tìm được một chút vũ trụ đạo tắc khí tức, hắn liền có thể tìm tới là ai lợi dụng Mạc Hương Đồng cùng Thập Nhất Nương. 2 canh giờ đi qua, Mạc Vô Kỵ bỗng mở mắt. Thần niệm của hắn đi qua một cái lại một cái hư không giới vực, cho dù là thức hải có chút đau đau, hắn vẫn không có đình chỉ bản thân thần niệm. Sau cùng thần niệm của hắn rơi vào bên ngoài một cái hư không vực trôi lơ lửng. Tại bên ngoài hư không vực trôi lơ lửng, có mấy cái chữ lớn khắc ở phía trên, Vũ trụ Thánh đạo hội. Mạc Vô Kỵ thu hồi thần niệm, sát khí cũng chậm rãi thu hồi. Vũ trụ Thánh đạo hội, hắn vốn là muốn đi một chuyến. Hiện tại hắn càng là muốn đi qua, vô luận là ai, hắn đều phải giết không thể nghi ngờ. Lấy ra 2 cái hộp ngọc, Mạc Vô Kỵ đem hài cốt của Mạc Hương Đồng cùng Thập Nhất Nương nhặt vào trong hộp ngọc, lại giơ tay lên thu hồi động phủ sứt mẻ. Mạc Vô Kỵ hạ xuống bên ngoài lạch trời. Chủ thượng, có điều tra ra là ai lấy đi đạo tắc sao? Thiên Ngân thấy Mạc Vô Kỵ đi ra, nhanh chóng đi lên kính cẩn hỏi. Mạc Vô Kỵ gật đầu. Đã tra ra được, đi thôi, chúng ta đi vũ trụ thánh đạo hội. Dù giọng nói của Mạc Vô Kỵ nghe rất là bình tĩnh, Thiên Ngân cùng Khôn Uẩn đều cảm nhận được một loại sát khí lạnh lùng. Tốt, tốt, Mạc Huynh, ta mới vừa từ vũ trụ thánh đạo hội đi ra, ta dẫn đường cho. Khôn Uẩn lộ ra khuôn mặt tươi cười nói. Mạc Vô Kỵ thu hồi Tuế Nguyệt bàn, nhìn chằm chằm 5 chữ lớn lơ lửng trước mắt, Vũ trụ Thánh đạo hội. Trước đây thần niệm của hắn xuyên thấu đông đảo hư không giới vực quét đến nơi đây, còn không cảm thấy, hiện tại hắn đứng ở trước 5 chữ nơi này, lập tức liền cảm nhận được loại này to lớn bàng bạc to lớn khí thế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tên gia hỏa viết xuống 5 chữ, tu vi thực lực tuyệt đối sẽ không thấp hơn thánh nhân. Mạc huynh, Vũ trụ Thánh đạo hội thật không đơn giản. Số người cùng Thiên Ngân đạo hữu như vậy, có ít nhất 3-4 tên. Về phần chuẩn thánh, vậy thì càng nhiều hơn. Thấy Mạc Vô Kỵ dừng lại, Khôn Uẩn nhịn không được nói một câu. Hắn lo lắng nhất chính là Mạc Vô Kỵ manh động, dù cho Mạc Vô Kỵ bước vào thánh nhân cảnh, muốn tại vũ trụ thánh đạo hội động thủ, cũng không được. Mạc Vô Kỵ cười nhạt. Đừng gạt ta, bên trong vũ trụ thánh nhân chỉ có 8. Thiên Ngân nghe được Mạc Vô Kỵ nói, lập tức ở một bên giải thích. Chủ thượng, thần vị thánh nhân đích thật là chỉ có 8. Người còn lại không có thần vị thì không cách nào bước vào thánh nhân cảnh. Nói đến đây, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Mạc Vô Kỵ. Hắn biết Mạc Vô Kỵ hiện tại nhất định là thánh nhân cảnh, hắn rất không nghĩ ra Mạc Vô Kỵ là như thế nào thu được thần vị. Lẽ nào nơi này có 4 thần vị thánh nhân? Những thứ này thần vị thánh nhân ta thế nhưng là đều gặp, rốt cuộc là 4 tên nào? Chẳng lẽ là đám lần trước vây công nhà ta đều ở đây? Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi. Khôn Uẩn theo bản năng sợ run cả người, 4 thánh nhân vây công Mạc Vô Kỵ. Đây là có chuyện gì, hắn thế nào không biết? Thiên Ngân một khom người nói. Chủ thượng, thần vị thánh nhân đích thật là có 8, phải nói hiện tại nhất định là không có 8. Trước đây đã có 3 tên ngã xuống, ta là bởi vì chủ thượng thần uy lúc này mới một lần nữa bước vào thánh nhân cảnh. Hàng ngày chú lưu vũ trụ thánh đạo hội chỉ có 2 người Thanh Nguyên cùng Thái Loan, nhưng thực lực của vũ trụ thánh đạo hội nhưng xa xa không chỉ có 2 người này. Còn có một vài người, bọn họ không có thần vị, nhưng giống nhau là có vô hạn tiếp cận thực lực của thánh nhân. Những người này mượn một giới số mệnh, vững chắc bản thân đại đạo. Còn có người như thế. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên nghĩ tới cái kia lạc mượn hẳn là tạo hóa kiếm. Tạo hóa kiếm theo lý thuyết chưa tính là một giới số mệnh sao? Thiên Ngân nhanh chóng nói.
Dạ, thật sự có người như thế. Ví dụ như minh giới minh thánh Di Kỷ, thần tộc Ô Hoàng, Viễn Yết vân vân, đều là vượt qua chuẩn thánh, chỉ là thiếu khuyết thần vị thánh nhân mà thôi. Thiếu khuyết thần vị, chỉ còn thiếu thọ nguyên, cũng vậy thiếu khuyết thiên địa tặng lại. Sau cùng chỉ có thể chết già trong vũ trụ hư không, cho nên nói bọn họ là một đám người rất đặc thù. Mạc Vô Kỵ có chút nghi hoặc, hắn cũng vậy chứng đạo thánh nhân, hắn cũng là không có thần vị. Là một thánh nhân, hắn biết rõ, hắn cũng không cần thần vị. Hắn thọ nguyên chẳng những tăng lên vô số, hơn nữa hắn mỗi thời mỗi khắc còn đang cảm thụ được đại đạo tiến bộ. Khôn Uẩn thấy Mạc Vô Kỵ không nói lời nào, lập tức nói. Đúng vậy, vũ trụ thánh đạo hội cường giả xác thực là phi thường nhiều. Cho nên cứ tới nơi này đều là một kẻ hung ác trong vũ trụ, cũng là không có ai dám ở vũ trụ thánh đạo hội nháo sự. Hơn nữa vũ trụ thánh đạo hội hộ trận là đỉnh cấp hộ trận, người nào ở chỗ này nháo sự cũng không cách nào chạy trốn. Mạc Vô Kỵ không nói gì, nhắm mắt lại. Thấy Mạc Vô Kỵ không nói lời nào, Khôn Uẩn cùng Thiên Ngân tự nhiên cũng không dám nói. Đi thôi, đi vào rồi lại nói. Đủ qua gần 2 canh giờ, Mạc Vô Kỵ mới đi đầu bước vào vũ trụ thánh đạo hội hộ trận. Vũ trụ thánh đạo hội hộ trận là đỉnh cấp khốn sát hộ trận, hắn không sợ. Hắn bản thân có bản thân vũ trụ thế giới, trận đạo càng là tới rồi cực hạn, vũ trụ thánh đạo hội khốn sát hộ trận mạnh hơn nữa, cũng đừng nghĩ vây khốn hắn. Huống chi, vừa rồi hắn mượn 2 canh giờ, sớm đã tại bên ngoài vũ trụ thánh đạo hội bố trí hư không trận văn thuộc về hắn. Thiên Ngân càng là trong lòng cảm thán, hắn cho dù là thánh nhân, muốn đi vào vũ trụ thánh đạo hội nháo sự cũng phải cân nhắc nhiều lần. Mạc Vô Kỵ không chút do dự liền nhảy đi vào. Cái này cũng chính là khác nhau giữa hắn cùng Mạc Vô Kỵ. Vừa tiến vào vũ trụ thánh đạo hội, Khôn Uẩn liền kinh dị một tiếng. Không cần Khôn Uẩn nói, Mạc Vô Kỵ cùng Thiên Ngân thánh nhân cũng nhìn thấy. Chỉ cần đi vào vũ trụ thánh đạo hội, liền có thể thấy một cái thẻ bài to lớn bán đấu giá. Vũ trụ thánh đạo hội sẽ tổ chức một lần đỉnh cấp bán đấu giá đại hội, trên bảng hiệu bán đấu giá ghi to 3 món đồ đạc rõ ràng là một đạo vũ trụ đạo, tắc, thao thiết oa, còn có một món sức mẻ hỗn độn thế giới. Thậm chí ngay cả bản Nguyên Châu hắn khát vọng lấy được, nơi này cũng có, còn là một bản Nguyên Châu. Mạc Vô Kỵ giàu có trình độ có thể nói là, giết trong nháy mắt rất nhiều cường giả cấp bậc thánh nhân, nhưng hắn thấy đấu giá hội như vậy, vẫn là nhịn không được cũng hút hơi lạnh. Loại đấu giá hội này cũng không biết thu thứ gì, hoặc là nói cũng không biết là người nào, mới có thể xuất ra nhiều thứ tốt như vậy để bán. Đi, đi trước đấu giá hội rồi lại nói. Mạc Vô Kỵ không chút do dự đi hướng đấu giá hội cửa vào. Vũ trụ thánh đạo hội đấu giá hội dĩ nhiên chính là thánh đạo hội tổ chức, bọn họ nơi này có các loại các dạng giao dịch đại hội, các loại các dạng bán đấu giá đại hội. Nhưng là không có tửu lâu, tức sạn, cùng đường phố phường thị. Thoạt nhìn rất là kỳ quái, không tới qua người nơi này đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nơi này căn bản cũng không cần người thường ở, cũng vậy không cần người ở chỗ này hình thành chợ phồn hoa. Mục đích tồn tại duy nhất của vũ trụ thánh đạo hội, chính là để cho bảo vật đỉnh cấp trong vũ trụ lưu thông lên. Mấy vị muốn chỗ ngồi mấy đẳng vậy? Tại đấu cửa vào giá hội, 3 người Mạc Vô Kỵ bị ngăn lại. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ nhìn Khôn Uẩn một chút, Khôn Uẩn nhanh chóng nói. Mạc huynh, nơi này chỗ ngồi đệ nhất đẳng là phòng lớn, giá tiền là 1 ngày 10 nhánh thượng phẩm thần linh mạch. Trong lòng Mạc Vô Kỵ âm thầm sợ hãi than, đây quả thực là cướp đoạt. Một cái phòng kín 1 ngày liền muốn 10 nhánh thần linh mạch, hét giá có thể giảng một chút đạo lý hay không? Ở tại thần giới một cái tông môn, cũng không nhất định có một cái thượng phẩm thần linh mạch. Nơi này 1 ngày tiêu phí liền yêu cầu 10 nhánh. Nếu mà hắn không phải là tại Mân Nguyên nơi đó kiếm được một khoản, tiến vào loại đấu giá hội này hắn chính là một người nghèo tới cực hạn. Lấy một cái phòng kín đệ nhất đẳng, thời gian 1 tháng. Tuy rằng cảm thấy rất đắt, Mạc Vô Kỵ vẫn là lấy ra một cái nhẫn cho tu sĩ cản bọn họ lại. Hắn tới nơi này là gây chuyện, không có khí thế thì nháo ra chuyện gì. Tên tu sĩ này kiểm tra một chút đồ đạc trong giới chỉ, gật đầu đối với 3 người Mạc Vô Kỵ. Mời 3 vị vào sao? Thiên Ngân cũng là hít một hơi nói. Từ khi đại lượng kiếp sau đó, phòng kín cũng biến thành tiện nghi. Ta nhớ lại rất sớm trước đây, vũ trụ thánh đạo hội đỉnh cấp phòng kín giá tiền là cực phẩm thần linh mạch. Mạc Vô Kỵ thở dài, hắn quả nhiên là nghèo đã quen. Nếu mà không phải là biết Thiên Ngân là trong lúc vô tình nói ra, hắn thật muốn tát qua một cái, ngươi không giả tạo thì chết à. Thiên Ngân, ngươi không nên đi vào, ngươi ở lại ngoài thánh đạo hội hộ trận chờ. Mạc Vô Kỵ ngăn cản Thiên Ngân muốn theo chính bản thân cùng nhau tiến vào đấu giá hội. Thiên Ngân sửng sốt, lập tức liền hiểu được, lập tức nói. Dạ, chủ thượng. Nói xong nhanh chóng xoay người rút đi. Hắn biết ngày hôm nay Mạc Vô Kỵ tới nơi này, nhưng không hoàn toàn là thật muốn mua đồ. Đợi được thao thiết oa cùng vũ trụ đạo tắc đi ra, hắn cái này chủ thượng nhất định sẽ cướp đoạt. Tại vũ trụ thánh đạo hội loại địa phương này cướp đoạt, vậy đơn giản chính là thọc tổ ong vò vẽ. Đến lúc đó hỗn chiến khó mà tránh khỏi.
Mạc Vô Kỵ đây là lo lắng có người chạy trốn, để cho hắn ngăn ở cửa vào thánh đạo hội đâu nè. Hoặc là nói, Mạc Vô Kỵ là chính bản thân muốn chạy trốn, để cho hắn ở bên ngoài tiếp ứng đâu nè. Nhìn bộ dạng Thiên Ngân rời đi, Khôn Uẩn Thầm kêu không tốt, hắn cũng vậy muốn rời khỏi. Hiện tại Mạc Vô Kỵ không mở miệng, hắn căn bản là không cách nào mở miệng rời đi. Tu luyện tới hắn loại tình trạng này, chẳng ai ngu cả. Mạc Vô Kỵ khai chiến, còn muốn dùng hắn làm cớ. Nếu mà không cần hắn làm mượn cớ, làm sao cướp đoạt Thao Thiết Oa? Khôn Uẩn thở dài, chỉ có thể đi theo Mạc Vô Kỵ tiến vào đấu giá hội. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. 10 nhánh thượng phẩm thần linh mạch đổi một phòng kín trong một ngày, đẳng cấp còn là rất tốt. Chẳng những phạm vi nhìn tốt, không gian to lớn, ngay cả bên trong phòng ngự hộ trận cùng che đậy trận cũng là đỉnh cấp. Trước đây Mạc Vô Kỵ cũng từng tham gia nhiều lần đấu giá hội, hắn mỗi lần tiến vào đấu giá hội về sau, chuyện thứ nhất chính là tại bên trong bao xương đánh lên cấm chế. Lần này hắn chẳng những không có đánh lên cấm chế, ngược lại là sẽ lại đem hết thảy cấm chế toàn bộ bỏ đi. Ngày hôm nay vô luận như thế nào sau cùng đều có thể đánh nhau, Mạc Vô Kỵ căn bản là đến gây chuyện, nếu là đến gây chuyện, hắn đâu yêu cầu cấm chế. Hắn chẳng những muốn cướp đoạt Thao Thiết Oa, còn phải cướp đoạt một đạo vũ trụ đạo tắc. Ngoài ra, trọng yếu nhất là phải bắt được là tên gia hỏa nào ám toán Mạc Hương Đồng và Thập Nhất Nương. Mạc huynh, ngươi nhưng nghìn vạn không có khả năng làm loạn. Dù cho ngươi là thánh nhân, nhưng này trong cũng có thánh nhân, còn không chỉ một. Ngồi trong gian phòng, Khôn Uẩn vẫn như cũ lăn tăn cằn nhằn. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại. Ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó sẽ không liên lụy đến ngươi. Nếu không phải là Khôn Uẩn nhất thiết phải ở chỗ này, hắn sớm bảo cho Khôn Uẩn cút mẹ đi. Đối với một tu sĩ mà nói, mấy ngày là thoáng cái đã qua. Hôm nay Mạc Vô Kỵ vừa mới sẽ lại đem một chén thần linh uống trà hết, một cái thanh âm sang sáng liền truyền tới. Không nghĩ tới đạo hữu còn tới sớm hơn ta một bước. Minh Thánh Di Kỷ. Sắc mặt Khôn Uẩn ngưng lại, đừng xem hắn là một cái chính thần, Di Kỷ không có thần vị. Trên thực tế phía sau Minh Thánh Di Kỷ dựa vào minh giới, địa vị của hắn Khôn Uẩn thúc ngựa cũng cản không nổi Di Kỷ. Thì ra là Khôn Uẩn đạo hữu. Di Kỷ chỉ là tùy tiện gật đầu đối với Khôn Uẩn, xoay qua chỗ khác lại là đối với Mạc Vô Kỵ cực kỳ nhiệt tình nói. Đạo hữu lần này tới nơi này, không biết có vật phẩm nào vừa ý không? Mạc Vô Kỵ gật đầu. Không sai, là có chút đồ đạc vừa ý. Di Kỷ áp giơ tay lên đánh ra một cái cấm chế nói. Đạo hữu, nguyên bản ta mời ngươi tới nơi này đích thật là có chút không hảo ý. Bất quá bây giờ ta tuyệt đối không có bất kỳ ý xấu nào. Ngươi biết ta rất vừa ý chính là một đạo đạo tắc này, vật kia ngươi chắc chắn sẽ không muốn. Ai nói ta sẽ không cần? Mạc Vô Kỵ trực tiếp cắt đứt Di Kỷ nói. Minh Thánh Di Kỷ bỗng ngây người, nghi ngờ nói. Đạo hữu, lẽ nào ngươi không biết vũ trụ đạo tắc chỉ có thể dung hợp một đạo sao? Coi như là ngươi muốn hai đạo cũng vô dụng. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói. Ta lưu lại ở trong tay chơi có được hay không? Ngươi đùa cho vui. Nhìn ta giống như là đang đùa cho vui thôi sao? Nụ cười trên mặt Minh Thánh thu lại, giọng nói mang theo một tia lãnh ý nói. Chỉ sợ đạo hữu không có bản lĩnh cao như vậy. Đạo hữu hợp tác với ta, ngược lại miễn cưỡng có thể sẽ đem một đạo tắc kia lấy xuống, ta cũng sẽ không để cậu chịu thiệt. Nếu như đạo hữu còn muốn một đạo tắc này, đó là tự rước tử lộ. Lời hắn đã mang theo một tia uy hiếp. Cút đi, ta Mạc Vô Kỵ có đúng là tự rước tử lộ hay không? Không tới phiên ngươi đổ háo sắc, ngươi còn không đi, đừng trách ta động thủ. Mạc Vô Kỵ không chút khách khi nói. Hắn thời điểm chuẩn thánh còn chưa viên mãn liền có thể đối phó Minh Thánh. Hôm nay hắn bước vào thánh nhân cảnh, há có thể e ngại một người âm minh. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ vẫn đối với người này khó chịu, nếu không phải nơi này là đấu giá hội trận, hắn đợi lát nữa còn có đại sự muốn làm, nói không chừng hiện tại đều động thủ. Tốt, tốt. Minh Thánh giận xanh cả mặt, bất quá hắn vẫn là nhịn được không có động thủ, chỉ là xoay người rời đi. Vốn hắn thấy, Mạc Vô Kỵ là đối tượng tốt nhất liên thủ. Đồng dạng cùng Mạc Vô Kỵ cường giả như vậy đều là sẽ tranh đoạt đạo tắc, bởi vì trong tay Mạc Vô Kỵ có một đạo tắc, vậy thì ý nghĩa Mạc Vô Kỵ sẽ không cướp đoạt đạo tắc. Cộng thêm thực lực không kém so với hắn, tìm Mạc Vô Kỵ hợp tác mới đúng là tốt nhất. Không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không nể tình cho hắn, trực tiếp bảo hắn lăn đi. Các vị đạo hữu, buổi đấu giá hôm nay đồ đạc muốn đấu giá tổng cộng có 9 món. Một người thanh y lão giả tu vi ít nhất là chuẩn thánh hậu kỳ đi lên đài bán đấu giá. Thanh âm của hắn để cho đấu giá hội trận an tĩnh lại, trái lại Mạc Vô Kỵ ngây ngẩn cả người. Đấu giá hội Mạc Vô Kỵ quá quen thuộc, thánh đạo hội đấu giá hội lớn như vậy chỉ là bán đấu giá 9 món đồ, đây là hắn lần đầu tiên thấy. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ quét đi ra ngoài, tới nơi này có chừng mấy nghìn người, 9 món đồ để mấy nghìn người cướp đoạt, tỷ lệ này cũng quá nhỏ một chút sao? Món đồ thứ nhất là một quả mộc bản nguyên châu, tác dụng bản nguyên châu ta không cần nói, tin tưởng mọi người đều rõ ràng.
Mộc bản Nguyên Châu không có giá quy định, mọi người tùy tiện tăng giá, sau cùng người ra giá cao nhất đạt được. Lão giả nói xong, trực tiếp sẽ lại đem một cái hộp ngọc đặt ở trong cấm chế trước người. Mạc Vô Kỵ không cần đưa thần niệm quét, hắn cũng cảm thụ được đây chính là một quả mộc bản Nguyên Châu. Thứ này Mạc Vô Kỵ đang cần, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ lấy xuống. Ta ra giá 1000 cực phẩm thần linh mạch. Sau khi lão giả nói xong, lập tức thì có người báo giá. 1000 cực phẩm thần linh mạch, cộng thêm 1 tỷ thượng phẩm thần tinh. 500 cực phẩm thần linh mạch, cộng thêm 1 quả đạo quả đỉnh cấp thủy hệ thần thông. Báo giá quả nhiên là đủ loại, thế nhưng Mạc Vô Kỵ càng nghe càng kinh hãi, bọn người kia thật sự là quá giàu có. Trên người của hắn mấy nghìn cực phẩm thần linh mạch sợ rằng không tính là cái gì, về phần sắp tới 10 vạn thượng phẩm thần linh mạch, ở chỗ này hẳn là càng thêm không có sức cạnh tranh gì. Lão giả nghe được có người báo giá đỉnh cấp thủy hệ thần thông đạo quả, chủ động đứng ra nói. Nếu có người có hỏa hệ đỉnh cấp bảo vật, như vậy mộc bản Nguyên Châu liền thuộc về hắn. Mạc Vô Kỵ nghe nói như thế, không chút do dự báo giá. 1000 cực phẩm thần linh mạch, 2000 thượng phẩm thần linh mạch, cộng thêm 1 quả hỗn độn hỏa mẫu tinh. Mạc Vô Kỵ vừa mới báo giá xong, vô số thần niệm liền rơi vào trong bao xương của Mạc Vô Kỵ, khi phát hiện trong gian phòng của Mạc Vô Kỵ không có cấm chế che đậy, đều cũng có chút nghi hoặc. Bất quá lập tức đã nhìn thấy tu vi Khôn Uẩn, thật sự là quá thấp một chút. Về phần Mạc Vô Kỵ, tu vi tựa hồ bị ẩn nấp hẳn lên, bên ngoài không nhìn ra. Lão giả chủ trì bán đấu giá nói: vị bằng hữu này nếu mà nguyện ý thêm 2 quả hỗn độn hỏa mẫu tinh, mộc bản Nguyên Châu sẽ là của ngươi. Mạc Vô Kỵ không chút do dự nói. Thành giao. Nghe được Mạc Vô Kỵ không có nửa phần cân nhắc liền thêm hỗn độn hỏa mẫu tinh, tới 2 quả, một phần thần niệm cường hãn càng là chú lưu tại Mạc Vô Kỵ bên này. Hỗn độn hỏa mẫu tinh tuy rằng còn so ra kém một vài thứ có giá trị ở đấu giá hội, nhưng đây tuyệt đối là bảo vật rất nhiều cường giả hỏa hệ cần gấp. So sánh một món bảo vật thật xấu, không phải là món bảo vật này đắt bao nhiêu, mà là xem món bảo vật này đối với mình có tác dụng thực tế hay không. Vô luận như thế nào, Mạc Vô Kỵ đã bị một số người theo dõi. Vốn Minh Thánh Di Kỷ cho là Mạc Vô Kỵ muốn chết trái lại nhíu mày, hắn và Mạc Vô Kỵ đã từng quen biết, biết Mạc Vô Kỵ tuyệt đối không phải là hạng gì dễ trêu, hơn nữa Mạc Vô Kỵ cũng không phải là kẻ lỗ mãng. Tên này tại đây bên trong buổi đấu giá chẳng những sẽ bỏ cấm chế phòng ở, còn dám tùy tiện thêm hỗn độn hỏa mẫu tinh báo giá. Đây quả thực là quá điên cuồng, chỉ có thể dùng từ lỗ mãng hình dung. Điều đó rõ ràng nói cho người khác biết, hỏa mẫu tinh trên người của hắn không chỉ 2 quả. Nhưng hắn biết Mạc Vô Kỵ khẳng định không phải là kẻ lỗ mãng, vậy khả năng duy nhất chính là... Di Kỷ nghĩ tới đây trong lòng run lên, duy nhất khả năng chính là Mạc Vô Kỵ không sợ. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Di Kỷ liền thở bình thường lại. Hắn không chủ động đi khiêu khích Mạc Vô Kỵ, nếu có người xuống tay với Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ ở vào hạ phong, hắn liền đi tới mượn cơ hội phát tài. Nếu mà Mạc Vô Kỵ đích thật là có thủ đoạn, vậy hắn liền buông tha động thủ. Rất nhanh một người nữ tu liền bưng mâm nhỏ đi, tới bên trong bao xương của Mạc Vô Kỵ. Tiền bối, đây là mộc bản Nguyên Châu mà ngài muốn. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ rơi vào trong hộp ngọc trên mâm, gật đầu lấy ra một cái nhẫn đặt ở mâm ngọc, lại đem hộp ngọc lấy tới. Mạc Vô Kỵ giới chỉ căn bản cũng không có đánh cấm chế, chẳng những là nữ tu này. Chính là tất cả mọi người bên ngoài có thể thấy trong giới chỉ của Mạc Vô Kỵ đích thật là 1000 cực phẩm thần linh mạch cùng 2000 thượng phẩm thần linh mạch, then chốt chính là còn có 2 quả hỗn độn hỏa mẫu tinh. Hộp ngọc một bắt được, Mạc Vô Kỵ sẽ không có nửa phần do dự đem hộp ngọc đưa vào phàm nhân giới bên cạnh ám mộc. Quả nhiên, mộc bản Nguyên Châu vừa đến bên ám mộc, liền hóa thành vô cùng vô tận mộc bản nguyên dung nhập trong đó. Ám mộc có thêm một loại nhu hòa sinh cơ, loại này sinh cơ trực tiếp để cho Mạc Vô Kỵ phàm nhân giới có biến hóa về chất. Ngay cả Hàn Thanh Như ở trong đó tu luyện cũng cảm nhận được, vùng xung quanh lông mày Hàn Thanh Như hơi mở ra, sau đó lần nữa lâm vào bế quan. Nàng nghe Mạc Vô Kỵ nói về diệt thế lượng kiếp, một khi diệt thế lượng kiếp đến, nàng tu vi quá thấp, căn bản là không cách nào trợ giúp cho Mạc Vô Kỵ. Tại trong hoàn cảnh sung túc tư nguyên tu luyện, hôm nay bế quan nhiều năm như vậy, cộng thêm Mạc Vô Kỵ phàm nhân giới quy tắc đầy đủ hết, nàng đã là bước vào thần vương cảnh. Chờ Mạc Vô Kỵ giao dịch xong, Thanh Y lão giả lúc này mới xuất ra một cái hộp ngọc lần nữa nói: kiện thứ hai muốn đấu giá chính là một món đỉnh cấp pháp bảo, Luân Hồi Kính. Luân Hồi Kính mặc dù còn chưa phải là tạo hóa bảo vật, bất quá danh tiếng Luân Hồi Kính tin tưởng rất nhiều người đều nghe nói qua. Đây là pháp bảo có thể thay đổi thời gian quy tắc, tuyệt đối vượt qua tiên thiên cấp độ. So với một phần tạo hóa bảo vật, Luân Hồi Kính còn có giá trị hơn. Hơn nữa Luân Hồi Kính là thứ năm đó Luân Hồi Thánh Nữ dùng, đại lượng kiếp sau đó Luân Hồi Thánh Nữ mất tích, Luân Hồi Kính này đã trải qua một cái lượng kiếp thời gian mới xuất hiện. Hiện tại Luân Hồi Kính lần nữa đi ra, ta tin tưởng rất nhiều người đều sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Diệt thế lượng kiếp gần tới rồi, có thêm một Luân Hồi Kính,
đó chính là nhiều hơn một phần sinh cơ. Vẫn là cùng mộc bản nguyên châu như nhau, mọi người tùy ý ra giá, người trả giá cao thì được. Ánh mắt Mạc Vô Kỵ ngưng lại, hắn mặc dù là tìm đến gây chuyện, cũng phải chờ đến Thao Thiết Oa đi ra mới ra tay. Lần đầu tiên xuất thủ mộc bản nguyên châu, đó là bởi vì mộc bản nguyên châu đối với ám mộc của hắn có tác dụng cực lớn, cho nên hắn mới ra tay đoạt lại. Vốn đoạt lại mộc bản nguyên châu về sau, Mạc Vô Kỵ cũng không dự định xuất thủ nữa. Hiện tại luân hồi kính xuất hiện, để cho hắn lần nữa thay đổi chủ ý. Luân hồi kính nhất định phải đoạt lại, không có lý do gì. Cũng bởi vì thứ này giống như tuế nguyệt bàn, dung hợp thời gian phép tắc. Ta ra một quả hỗn độn hỏa mẫu tinh, một quả hỗn độn thủy mẫu tinh, một quả hắc ám bản nguyên tinh, cộng thêm một lọ hồng mông sinh tức. Lần này Mạc Vô Kỵ thứ nhất báo giá ra. Nghe được Mạc Vô Kỵ báo giá, tất cả mọi người ở đấu giá hội trận là cũng hít một hơi hơi lạnh. Giờ khắc này càng nhiều thần niệm hơn rơi vào trong gian phòng của Mạc Vô Kỵ, rất nhiều người đều đang nghĩ, tên này là hỗn độn mới sinh mà đến sao? Nếu không, tại sao có thể có thế nào nhiều hỗn độn mẫu tinh như vậy? Trong mắt vài tên đỉnh cấp cường giả càng là lộ ra quang mang cực nóng, Mạc Vô Kỵ giàu có xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Tại trong vũ trụ, không phải là có bao nhiêu thần linh mạch mới đúng là giàu có nhất, mà là có bao nhiêu bảo vật đỉnh cấp mới đúng là giàu có nhất. Mạc Vô Kỵ hiện tại lấy ra đồ đạc, cái nào không phải là vũ trụ chí bảo. Mạc Vô Kỵ đang hâm mộ những kẻ cường giả này nổi tiếng giàu có từ xưa, bọn người kia cũng là đang ước ao Mạc Vô Kỵ giàu có. Đa tại các đạo hữu đã ủng hộ chuyện. Thành giao. Liên tiếp gọi 3 lần không có người thứ 2 báo giá, Thanh Y lão giả trực tiếp gõ một nhịp chùy thành giao. Đích thật là không ai có thể báo giá cao hơn Mạc Vô Kỵ, tới cái chỗ này, tới đẳng cấp này rồi, thần tinh cùng thần linh mạch là thứ yếu. Chủ yếu là các loại bảo vật, đặc biệt như Mạc Vô Kỵ lấy ra loại này ngũ hành hỗn độn bảo vật, càng là cực kỳ được hoan nghênh. Cho nên Mạc Vô Kỵ báo giá về sau, trực tiếp thành giao. Chờ Mạc Vô Kỵ giao dịch xong, Thanh Y lão giả lần nữa xuất ra một cái hộp ngọc, đem hộp ngọc giơ lên nói. Món thứ 3 muốn bán đấu giá bảo vật là một chương lạc thư. Mạc Vô Kỵ bỗng đứng lên, lạc thư tổng cộng có 13 chương. Trên người hắn có 6 chương, trên người Mộ Dung Tương Vũ có 5 chương. Trên người Thư Âm có chương 1, còn có một chương lưu lạc ở bên ngoài. Để cho hắn lo lắng chính là lai lịch một chương lạc thư này. Nếu mà một chương lạc thư này là của Thư Âm đi ra, có lẽ hắn sẽ sớm giết hết. Hắn rất nhanh tỉnh táo lại, coi như là muốn chém giết, vậy cũng phải xác định chương lạc thư này có đúng là của Thư Âm hay không. Lạc thư trên người Thư Âm là hắn đưa nàng, chỉ cần là thứ trên người Thư Âm, hắn chỉ cần cầm vào tay nhất định sẽ biết. Lần đấu giá hội này tổng cộng chỉ có 9 món đồ, hắn đã mua 2 loại, còn có 2 loại là thứ hắn cần, hiện tại món thứ 3 lại là thứ hắn muốn mua. Tiếp tục như vậy, hắn phỏng chừng sẽ khiến cho công phẫn. Coi như là đưa tới công phẫn, một chương lạc thư này hắn cũng nhất định phải thu. 1000 cực phẩm thần linh mạch, 1 con thuyền cực phẩm phi hành thần khí, 1000 cực phẩm thần linh mạch, 5 tỷ thượng phẩm thần tinh, cộng thêm một món cực phẩm công kích thần khí. Bất chấp có thần linh mạch cùng thần tinh, bất quá Mạc Vô Kỵ biết, những thứ này báo giá đều không có gì sức cạnh tranh. Tại cái chỗ này, sức cạnh tranh lớn nhất không phải là thần tinh và thần linh mạch, càng không phải là thần khí, mà là loại bảo vật như lúc trước hắn lấy ra những hỗn độn tài liệu đó. Đại hủy diệt thuật phục chế cuốn. Mạc Vô Kỵ lần nữa báo giá. Mạc Vô Kỵ liên tiếp chụp được 2 kiện bảo vật. Sớm có đông đảo cường giả thần niệm giam khống phòng kín của Mạc Vô Kỵ. Hiện tại Mạc Vô Kỵ vừa báo giá, lập tức liền đưa tới toàn bộ đấu giá hội trận oanh động. Vị bằng hữu này, lần đấu giá hội này tổng cộng mới 9 món đồ, chẳng lẽ nơi này chỉ có ngươi một người đi mua hết sao? Một cái thanh âm băng hàn tại đại sảnh bán đấu giá trong một cái gian phòng truyền ra. Bất chấp thanh âm bình tĩnh, băng hàn sát ý, toàn bộ phòng kín đều có thể cảm thụ được. Nếu như là tại đấu giá hội khác, đấu giá hội chắc chắn sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nơi này là Thánh Đạo Hội, chính là có người ở chỗ này công nhiên uy hiếp Mạc Vô Kỵ, Thánh Đạo Hội cũng không có bất kỳ người nào nói không đúng. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói, ta so với nơi này bất luận kẻ nào đều cần lạc thư hơn, đương nhiên, đạo hữu cũng có thể ra giá, chỉ cần giá cả cao hơn ta, đạo hữu tự nhiên có thể thu được lạc thư. Hừ, có đúng hay không cảm giác đồ đạc của mình rất nhiều, là có thể ở chỗ này kiêu ngạo. Chỉ là một đại hủy diệt thuật phục chế cuốn, nhằm nhò gì? Lại là một thanh âm vang lên. So với thanh âm phía trước cái kia, cái thanh âm này càng là không khách khí. Mạc Vô Kỵ ngày hôm nay vốn là muốn ở chỗ này nháo sự hoặc là lập uy, nếu mà làm người tốt, có lẽ hắn còn có thể giải thích một chút, hôm nay nghe nói như thế, hắn càng là nửa điểm cũng không khách khí nói. Không sai, ta chính là kiêu ngạo, có bản lĩnh ngươi cũng dùng đại hủy diệt thuật phách lối một chút. Sát khí nhất thời nổ bể ra, trực tiếp xông về phòng kín Mạc Vô Kỵ. Trong hư không một đạo quy tắc phọt đi ra, đạo sát khí ngay lập tức bị tan rã. Dường như biết Thánh Đạo Hội cường đại, người tu sĩ này phóng xuất ra sát khí, cố
cũng không có tiếp tục động thủ đối với Mạc Vô Kỵ. Tất cả mọi người rõ ràng, chỉ cần chờ đấu giáo hội kết thúc, chính là lúc đại chiến bắt đầu. Thánh đạo hội cũng không cấm tranh đấu, tại cái chỗ này ngươi tùy tiện đánh. Chờ đánh xong, dựa theo giá cả gấp đôi bồi thường là được rồi. Lúc này thanh y lão giả chủ trì bán đấu giá bỗng nhiên nói. Vị bằng hữu này nếu mà dùng đại hủy diệt thuật nguyên cuốn tới trao đổi Lạc Thư, chủ nhân Lạc Thư ngược lại đồng ý. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói. Đại hủy diệt thuật đổi cũng không phải là một chương Lạc Thư, mà là một bộ phun Lạc Thư. Ta ra 3.000 cực phẩm thần linh mạch, cộng thêm một quả chuẩn thánh đạo quả, đồng thời lại thêm tiểu hồi xuân thuật thần thông. Lại có người báo giá. Cái báo giá này đi ra, Mạc Vô Kỵ liền biết hắn báo giá căn bản cũng không đủ nhìn. Đang ở thời điểm Mạc Vô Kỵ chuẩn bị điều chỉnh báo giá, thanh y lão giả bỗng nhiên nói. Vừa rồi ông bạn báo giá đại hủy diệt thuật, nếu như có thể xuất ra đại hủy diệt thuật nguyên cuốn hoặc là xuất ra 12 tấm hỗn độn hỏa mẫu tinh, Lạc Thư này sẽ là của ngươi. Một quả Lạc Thư giá trị lớn hơn nữa, cũng vậy tuyệt đối không đến đại hủy diệt thuật nguyên cuốn, đồng dạng không đến giá 12 tấm hỗn độn hỏa mẫu tinh. Chờ một chút, một cái thanh âm hơi khàn khàn vang lên, đi theo có người báo giá. Ta ra đại lôi đình thuật phục chế cuốn, cộng thêm một khối vô niệm kim, đồng thời còn ra 1.000 cực phẩm thần linh mạch, cùng nói cho vị trí chân chính của đại lôi đình thuật. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đại điện lần nữa an tĩnh lại, mặt ngoài thoạt nhìn, cái giá tiền này căn bản cũng không như trên giá cả. Thế nhưng là cái giá tiền này chân chính có giá trị, là nói cho chỗ có đại lôi đình thuật. Một khi lôi hệ tu sĩ thu được đại lôi đình thuật, đây tuyệt đối là tiết tấu xưng bá vũ trụ. Không ai lại ra giá, vậy. Chờ một chút. Lần này là Mạc Vô Kỵ nói, thấy Mạc Vô Kỵ nói ra chờ chút hai chữ này. Mọi người thần niệm lại lần nữa tụ tập đến nơi này. Mạc Vô Kỵ phòng kín cùng người khác phòng kín bất đồng, người khác phòng kín bị thần niệm cấm chế ngăn cản. Nếu như không có thâm cừu đại hận, đồng dạng là không ai mạnh mẽ dùng thần niệm công kích loại cấm chế này. Chỉ có Mạc Vô Kỵ phòng kín, không có bất kỳ thần niệm cấm chế ngăn cản. Mạc Vô Kỵ trước báo giá đều là bản nguyên tinh, hoặc là hồng mông sinh tức loại bảo vật này. Cho nên lần này mọi người cũng đều đang mong đợi Mạc Vô Kỵ có thể thực sự xuất ra 12 tấm hỗn độn hỏa bản nguyên tinh. Nga, vị đạo hữu này chẳng lẽ thực sự còn có 12 tấm hỗn độn hỏa mẫu tinh? Chủ trì bán đấu giá thanh y lão giả lập tức là tinh thần phấn chấn. Đại lôi đình thuật là đồ tốt, dù sao thứ này còn có hạn chế, yêu cầu lôi hệ cường giả mới có thể tu luyện. Hơn nữa đối phương chỉ là cho ra chỗ đại lôi đình thuật, đó cũng không phải nói nhất định liền có thể đạt được. Mạc Vô Kỵ nói, ta không có 12 tấm hỗn độn hỏa mẫu tinh. Thanh y lão giả sắc mặt trầm xuống. Vậy ngươi muốn ta chờ một lát là có ý gì? Thánh đạo hội có thể tùy ý báo giá, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể xuất ra báo giá đồ đạc, nếu không, đó chính là khiêu khích ta thánh đạo hội. Mạc Vô Kỵ châm chọc một tiếng nói. Ngươi điếc tai rồi sao? Ta lúc nào báo giá 12 tấm hỗn độn hỏa mẫu tinh? Chờ lúc Thao Thiết Oa cầm đi ra, hắn liền chuẩn bị mở ra tranh đoạt, đâu còn có thể cho một tên gia hỏa chủ chỉ đấu giá hội mặt mũi. Tốt, tốt, tốt lắm. Thanh y lão giả liên tiếp nói mấy cái chữ tốt, mặc dù không có sát khí tràn ra, tất cả mọi người biết, sau khi đấu giá hội kết thúc, Mạc Vô Kỵ nhất định sẽ bị thánh đạo hội lưu lại. Nguyên bản thần niệm nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ trái lại ít đi không ít, Mạc Vô Kỵ đây là muốn chết cả thánh đạo hội đều dám đắc tội, người như thế đã không có phần của bọn họ. Cũng không biết người kia là từ đâu tới sức lực, muốn chết đến loại trình độ này. Một cái thanh âm đột ngột truyền âm tới bên tai Mạc Vô Kỵ. Vị đạo hữu này, ta kiến nghị ngươi đi nhanh lên đi, chờ sau khi đấu giá hội kết thúc, muốn tìm ngươi phiền toái phòng chừng không có 1.000 cũng có 800. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ nghi ngờ rơi vào trên người một tu sĩ áo đen, hắn thật không ngờ, lại còn có người hảo tâm sẽ truyền âm cho hắn. Chẳng lẽ là để cho hắn đi sớm một chút đi đánh cướp? Cũng không giống. Ta đã già, cho nên lỗ tai là điếc, chỉ là vì sao ta đến bây giờ còn không có nghe được đạo hữu báo giá. Thanh y lão giả giọng nói bình tĩnh, nhưng ẩn chứa trong đó sát cơ mãnh liệt. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, một đạo hỗn độn sơ phân hỏa mẫu quy tắc. Mạc Vô Kỵ nói đến đây, trong lòng bỗng khẽ động, hắn đích xác là có một đạo hỗn độn sơ phân hỏa mẫu quy tắc. Thế nhưng là hắn, còn có thanh câm chi tâm, nếu mà thanh câm chi tâm cộng thêm đạo hỏa mẫu quy tắc này, sẽ làm sao? Cái gì? Mạc Vô Kỵ thanh âm vừa ra đến, lập tức liền làm cho cả đấu giá hội trợn tròn mắt. Dùng hỗn độn sơ phân hỏa mẫu quy tắc để đổi một chương Lạc Thư, là điên rồi hay sao nè? Hỗn độn sơ phân hỏa mẫu quy tắc giá trị so với một chương Lạc Thư không biết phải lớn hơn bao nhiêu, căn bản cũng không phải là một cấp bậc đồ đạc. Ngươi thực sự dùng hỗn độn sơ phân hỏa mẫu quy tắc trao đổi một chương Lạc Thư? Thanh y lão giả trong lúc nhất thời cư nhiên quên mất gõ chùy thành dao. Giả đó. Mạc Vô Kỵ không chút do dự nói, ta ra giá hai quả hỗn độn hỏa mẫu tinh,
một quả hỗn độn thủy mẫu tinh, cộng thêm 1000 cực phẩm thần linh mạch, cộng thêm đại hủy diệt thuật phục chế cuốn, cộng thêm đại hủy diệt thuật vị trí. Mạc Vô Kỵ cũng may mắn đối phương không có gõ chùy, nếu mà gõ chùy nói, hiện tại muốn động thủ cũng không phải là lúc hắn mong muốn. Thao Thiết Oa còn không có đi ra, còn có một đạo vũ trụ quy tắc này chưa có đi ra. Nói như vậy ngươi đang đùa cợt ta. Thanh Y lão giả sắc mặt tối sầm. Mạc Vô Kỵ không chút hoang mang nói. Ta đã nói giả, hơn nữa ngươi cũng chưa có gõ chùy. Nếu mà ngươi nguyện ý giao dịch cùng đồ của ta vừa nói, vậy liền giao dịch. Nếu mà không giao dịch, thì đừng nói nhảm. Tốt lắm, giá cả của ngươi đủ rồi. Thanh Y lão giả cũng không có bị Mạc Vô Kỵ làm tức giận, trái lại gật đầu nói. Khi Mạc Vô Kỵ bắt đầu giao dịch, một đạo thần niệm mang theo sát khí rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ lập tức liền thông qua đạo thần niệm nhìn thấy đối phương. Đây là một đại hán thoạt nhìn cực kỳ hung hãn, tu vi hẳn là tại chuẩn thánh viên mãn. Tên này chính là tu sĩ trước báo giá đại lôi đình thuật, một cái chuẩn thánh Mạc Vô Kỵ cũng không có để ý. Đang ở thời điểm hắn muốn rời thần niệm, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại. Hắn rốt cuộc hiểu rõ đại hán vạm vỡ này tại sao muốn Lạc Thư, bởi vì hắn tại người này cảm nhận được Lạc Thư khí tức, nói cách khác người này vốn là có Lạc Thư. Mạc Vô Kỵ không chút do dự một đạo thần niệm ấn ký rơi vào trên người đại hán, tên này có Lạc Thư, hắn nhất định phải biết rõ ràng. Người này có Lạc Thư ngoại trừ Mộ Dung Tương Vũ ra, cũng chỉ có Thư Âm. Vừa rồi hắn giao dịch được Lạc Thư, hắn đã kiểm tra qua, không phải là của Thư Âm. Vị đạo hữu này thật đúng là, giàu có tiếng nói lớn ba món bảo vật trước toàn bộ bị vị đạo hữu này lấy đi. Ta thánh đạo hội thứ tư món bảo vật thế nhưng là nơi này, tất cả mọi người khát vọng, bảo vật thứ tư món bán ra là một đạo vũ trụ đạo tắc. Lời của Thanh Y lão giả âm chưa xong, từng đạo cấp thiết thần niệm liền rơi vào trên đài đấu giá. Hôm nay tới nơi này tham gia bán đấu giá, có hơn phân nửa là vì một đạo vũ trụ đạo tắc này. Ta ra 10000 cực phẩm thần linh mạch, 10 tấm. Chờ một chút. Không đợi tu sĩ thứ nhất báo giá xong, liền có một cái thanh âm đột ngột cắt đứt báo giá. Đạo tắc này là ta gửi bán, ta hy vọng có thể trao đổi đến thánh đạo phù hoặc là bỉ ngạn hoa, hoặc là luân hồi đạo tắc. Tìm được rồi, Mạc Vô Kỵ hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ sẽ lại đem sát cơ của mình ẩn nấp. Lợi dụng Mạc Hương Đồng cùng thập nhất nương đem vũ trụ đạo tắc mang tới cái hư không này, chính là tên gia hỏa đang nói chuyện. Tên này một thân áo trắng, thoạt nhìn có chút ẻo là, có bộ mặt ngựa. Nhìn tu vi của hắn, Mạc Vô Kỵ liền biết tên này, tuyệt đối là một tên gia hỏa tu vi không thua Minh Thánh. Lúc này trong đại điện báo giá từng đợt lại từng đợt dâng lên, bất quá không ai có thể xuất ra thánh đạo phù cùng bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa chỉ có hai đoá, một đoá tại Mạc Vô Kỵ nơi này, còn có một đoá hẳn là tại trên người Khúc Du, thánh đạo phù đã ở chỗ Mạc Vô Kỵ, trừ phi có ai đó có thể xuất ra luân hồi đạo tắc đến. Mạc Vô Kỵ không có dự định xuất thủ, dùng thực lực của hắn bây giờ, hắn tuyệt đối có thể ở cướp đi Thao Thiết Oa về sau, giết chết tên gia hỏa đã giết Mạc Hương Đồng cùng thập nhất nương. Ta ra một đạo luân hồi đạo tắc, cộng thêm 5000 cực phẩm thần linh mạch. Để cho Mạc Vô Kỵ thật không ngờ, thật sự có người ra luân hồi đạo tắc. Quả nhiên tới chỗ này, không có có một ai là nhân vật đơn giản, cả luân hồi đạo tắc đều có thể cầm về. Luân hồi đạo tắc giá trị hiển nhiên không bằng vũ trụ đạo tắc, nhưng đến nơi này loại cấp bậc giao dịch, trọng yếu nhất là nhu cầu. Tên mặt ngựa ẻo là tự nhiên không phải không biết giá trị luân hồi đạo tắc, không bằng vũ trụ đạo tắc, hắn cấp bách cần luân hồi đạo tắc, rất có thể là xây dựng thế giới luân hồi của mình. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ rất là kiêng kỵ, hắn phàm nhân giới đạo thì coi như là phi thường hoàn chỉnh, cũng không có luân hồi đạo tắc. Nếu mà tên này hiện tại liền bắt đầu xây dựng thế giới luân hồi, xem ra đại đạo người này vô cùng rất giỏi. Giao dịch. Theo ẻo là mặt ngựa đồng ý giao dịch về sau, giao dịch hoàn thành rất không tương xứng. Khi giao hàng hoàn tất, Thanh Y lão giả chủ trì bán đấu giá xuất ra một cái nồi sắt nói. Đây là một trong hai kiện bảo vật chân quý nhất lần này bán đấu giá, ta tin tưởng mọi người đều biết đây là cái gì, không sai, Thao Thiết Oa. Thanh Y lão giả vừa mới nói ra ba chữ Thao Thiết Oa, cũng cảm giác được chung quanh cấm chế một trận run run. Đi theo một tiếng nổ vang sau đó cấm chế vỡ ra, sau đó một bóng người vọt vào. Hắn vừa mới phản ứng kịp, Thao Thiết Oa trong tay đã bị Mạc Vô Kỵ tại nắm lại, ném vào phàm nhân giới. Đù! Ngươi! Thanh Y chuẩn thánh ngốc trệ hẳn ra, hắn không nghĩ tới còn thật sự có người dám, tại thánh đạo hội đấu giá hội cướp đoạt đồ đạc. Chẳng những ở chỗ này cướp đoạt đồ đạc, còn dễ dàng đơn giản phá hủy bán đấu giá đài hộ trận cấm chế như vậy. Mạc Vô Kỵ vừa tiến đến liền bắt đầu xây dựng hư, không trận văn chuẩn bị phá vỡ cấm chế bán đấu giá đài. Hiện tại Thao Thiết Oa lấy ra, thần thông của hắn xúc địa thành thốn chỉ là một bước đã đến ngoài hộ trận này, đồng thời phát động bản thân hư không trận văn, tại trước khi mọi người phản ứng kịp, đem Thao Thiết Oa cướp đi. Mạc Vô Kỵ vừa mới sẽ lại đem Thao Thiết Oa đưa vào bản thân phàm nhân giới, mười mấy đạo nhân ảnh liền rơi vào xung quanh Mạc Vô Kỵ, lại đem Mạc Vô Kỵ bao quanh lấy.
Ta Ô Hoàng sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy có người dám ở thánh đạo hội ta đoạt đồ đạc, có dũng khí, thật là có can đảm. Kẻ cười to là một tên nam tử lùn áo xám. Ô Hoàng, cái tên này Mạc Vô Kỵ đã nghe nói qua, là thần tộc cường giả. Từ khí tức của tên gia hỏa này xem ra, Mạc Vô Kỵ liền biết Thiên Ngân không có nói sai, đây là một cường giả thực lực sẽ không so yếu với Thiên Ngân thánh nhân cấp bậc. Theo người khác, Ô Hoàng là không có thu được thần vị, cho nên mới so với 8 vị thánh nhân yếu hơn một phần. Mạc Vô Kỵ cũng không nhìn như vậy, hắn có một loại dự cảm, thu được thần vị thánh nhân chẳng khác nào buộc chết tại trong cái vũ trụ này. Chỉ có không thu được thần vị thánh nhân, mới có cơ hội gần hơn một bước. Ô Hoàng người mạnh như vậy, không có thu được thần vị, rất có thể là tên này đã sớm hiểu rõ điểm kia. Ta Viễn Yết cũng là lần đầu tiên thấy. Tự làm bậy, đích thật là không thể sống. Thấy thứ tốt về sau, cả tâm tình của mình đều không có thể khống chế, nói gì tu đạo. Quả nhiên là ngươi, ngày hôm nay ta liền xem ngươi còn chạy đi đâu. Tiếng cười to mừng rỡ như điên truyền đến, đi theo từ hư không nhảy xuống chính là hai người. Hai người này Mạc Vô Kỵ đều biết, một là Thanh Nguyên Thánh Nhân, còn có một là Thái Loan Thánh Nhân. Đây đều là Thiên Ngân nói cho hắn biết. Ngươi rất mạnh, năm đó bị Lạc tấn công nặng như thế, cư nhiên không thể giết ngươi, hơn nghìn năm thời gian liền khôi phục, ngươi thật sự là đáng giá tự ngạo. Thanh Nguyên nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, giọng nói lộ ra cực kỳ bình thường. Trong đại điện bán đấu giá vốn cho là Mạc Vô Kỵ chỉ là một cuồng nhân tu sĩ, khi nghe Thanh Nguyên Thánh Nhân nói về sau, đều là kinh hãi không dứt. Vài tên chuẩn thánh vây bắt Mạc Vô Kỵ, thậm chí không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Mạc Vô Kỵ là ai? Bây giờ vẫn chưa có người nào có thể nhận ra. Thế nhưng Lạc là ai? Nơi này không ai không biết. Năm đó, thu được chính đạo vũ trụ đạo tắc, chỉ thiếu chút nữa liền nắm trong tay toàn bộ vũ trụ. Đáng tiếc là một hồi đại lượng kiếp, để cho Lạc thất bại trong gang tấc, chẳng những thất lạc chính đạo tắc, còn biến mất tại trong vũ trụ. Không nghĩ tới Lạc không chết còn đi ra rồi, trước mắt người áo lam trẻ tuổi có thể trong tay Lạc bị thương nặng không chết, là lợi hại ra sao? Không có ai biết, Mạc Vô Kỵ bị Lạc đả thương nặng, vẫn còn là chuẩn thánh mà thôi. Không chỉ có như vậy, Mạc Vô Kỵ cũng đã đả thương Lạc rất nặng. Nếu mà biết Lạc bị Mạc Vô Kỵ đả thương nặng mà lẩn trốn, phỏng chừng những chuẩn thánh đó không có một ai có dũng khí vây bắt Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ vừa vung tay, phàm nhân kích liền rơi vào trong tay hắn. Ánh mắt của hắn từ người kia ẻo là mặt ngựa tu sĩ đảo qua đi, giọng nói thản nhiên nói. Đoạt đồ đạc. Thao thiết oa này vốn chính là của ta, chỉ là bị các ngươi thánh đạo hội cướp đoạt đi mà thôi, Khôn Uẩn. Nghe được Mạc Vô Kỵ gọi mình, Khôn Uẩn chỉ có thể kiên trì đứng ra nói. Các vị đạo hữu, tin tưởng rất nhiều người đều biết ta Khôn Uẩn. Mạc Huynh nói không sai, thao thiết oa này vốn là của ta, về sau ta đáp ứng rồi Mạc Huynh, chuẩn bị đưa cho Mạc Huynh. Chỉ là đồ đạc ta còn không có giao cho Mạc Huynh. Đã bị thánh đạo hội đoạt đi rồi. Ta có thể thề đối với lời nói mới rồi, nếu mà thao thiết oa này không phải là thánh đạo hội cướp đi từ trong tay của ta, lòng ta ma hóa mà vong, chọn đời éo được luân hồi trở về. Tới nơi này có mấy ngàn người, trong đó cường giả vô số kể. Bất chấp thánh đạo hội cường thế vô biên, nhưng trước Mạc Vô Kỵ cướp đoạt thao thiết oa, sớm đã đưa tới mọi người bất mãn. Rất nhiều người thậm chí hoài nghi, Mạc Vô Kỵ chi như vậy giàu có phải hay không tất cả mọi thứ đều là cướp đoạt được. Hiện tại Khôn Uẩn thể nói ra thao thiết oa là thánh đạo hội cướp đoạt hắn về sau, rất nhiều người lập tức liền hiểu ra, thì ra là thánh đạo hội ý mạnh hiếp yếu, đoạt đồ đạc của bằng hữu Mạc Vô Kỵ. Tu sĩ họ Mạc này hôm nay tới nơi này, hẳn là sớm sẽ chờ giờ khắc này chuẩn bị đoạt lại. Động thủ, giết người này. Thái Loan vung tay lên, đi đầu đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Không ai biết Mạc Vô Kỵ lợi hại hơn với hắn, cho nên mặc dù hắn mặt ngoài toàn lực đánh về phía Mạc Vô Kỵ, trên thực tế hắn căn bản là đang nương tay. Về phần Thanh Nguyên Thánh Nhân, cũng xông về Mạc Vô Kỵ, chỉ là hắn giống như Thái Loan, rất nhẹ tay. Phàm nhân kích trong tay Mạc Vô Kỵ họa xuất một đạo ngân hà trắng đến đẹp mắt, hắn đã từng dùng sông dài thần thông đều là từ hư không hạ xuống, lần này hắn sông dài thần thông biến thành một đạo mênh mông vô biên màu bạc, xẹt ngang qua. Mênh mông bàng bạc ngập trời khí tức bao trùm ra, từng đạo pháp bảo cùng các loại thần thông đánh vào sông dài màu bạc Mạc Vô Kỵ càn quét đi ra, kích động ra vô cùng vô tận sát mang. Huyết vụ đem những thứ này ngân đến ảm đạm kéo dài qua ngân hà đẹp đến mức thê mỹ, Viễn Yết cùng Ô Hoàng thần thông bị sông dài thần thông đạo vận bao trùm, thần nguyên phản phệ đi qua, sắc mặt hai người đỏ lên. Chỉ là một chiêu, hơn 10 người vây công Mạc Vô Kỵ, số còn có thể đứng ngoại trừ Thái Loan cùng Thanh Nguyên không có toàn lực xuất thủ ra, chỉ có Ô Hoàng cùng Viễn Yết hai người. Nguyên bản Thái Loan cùng Thanh Nguyên chờ Mạc Vô Kỵ bị trói buộc, trong nháy mắt động thủ đều trợn tròn mắt, tên này lúc nào trở nên mạnh như vậy? Nhiều người đồng thời động thủ, cư nhiên không có đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Không muốn nói thương tổn, cả ảnh hưởng đều không có nửa điểm. Chỉ là trong thời gian ngắn, Thái Loan và Thanh Nguyên liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra.
Mạc Vô Kỵ đã thành thánh, trước đây Mạc Vô Kỵ cùng bọn họ đấu pháp, nhất định là chuẩn thánh không thể nghi ngờ. Lúc trước Mạc Vô Kỵ có đúng là chuẩn thánh hay không bọn họ còn có chút hoài nghi, bây giờ nhìn thấy thực lực của Mạc Vô Kỵ so với trước đây, căn bản cũng không phải là ngoài mặt cường đại, mà là có thực chất biến hóa, đây không phải là thành thánh thì là cái gì? Lúc Mạc Vô Kỵ không có thành thánh, bọn họ 4 gã thánh nhân, cộng thêm một cái thánh nhân lạc thực lực còn mạnh hơn bọn họ. Tổng cộng 5 người vây công Mạc Vô Kỵ, kết quả còn bị Mạc Vô Kỵ đánh cho lạc bị thương nặng, thong dong rời khỏi. Hiện tại Mạc Vô Kỵ thành thánh trở lại rồi, lạc ở địa phương nào? Ô Hoàng cùng Viễn Yết hai người trong lòng mặc dù là lay động, lại cũng không có kiêng kỵ như Thái Loan thánh nhân cùng Thanh Nguyên thánh nhân. Huống hồ trước đây, bọn họ rõ ràng biết Thái Loan cùng Thanh Nguyên hai người không có toàn lực xuất thủ. Thái Loan, Thanh Nguyên, mọi người toàn lực xuất thủ, chỉ là một thánh nhân không có thần vị mà thôi. Lưu lại một câu về sau, Ô Hoàng tế xuất 7 tấm vũ trụ hoàng tinh liền đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Viễn Yết cũng không chần chờ, đi theo đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Thái Loan cùng Thanh Nguyên hai người tuy rằng cũng đi theo hai người Ô Hoàng tế xuất pháp bảo công kích Mạc Vô Kỵ, bất quá hai người cả một nửa thực lực cũng không có lấy ra. Bọn họ càng nhiều hơn tinh lực là đặt ở chạy trốn. Phàm nhân kích được Mạc Vô Kỵ lần nữa cuốn ra, hóa thành ngập trời kích mang đạo văn. Một đạo tàn phá kích mang lạch trời tại trống rỗng bao trùm dựng lên, Thánh đạo hội bán đấu giá đại điện tuy rằng kiên cố, hộ trận cũng rất cường đại. Tại dưới Mạc Vô Kỵ một đạo tàn hố thần thông này, hóa thành phế tích. Hộ trận vỡ ra, cả thần linh mạch đều bị đào xới lên đến. Cường hãn phàm nhân giới vực mở rộng đi ra ngoài, toàn bộ không gian đều bị phàm nhân giới của Mạc Vô Kỵ trói buộc lại, trong thiên địa tất cả đạo vận đều ở đây bên trong phàm nhân giới. Lúc này Thánh đạo hội một phương giới vực này không còn là giữa vũ trụ nữa, mà là một phương địa giới bên trong mênh mông vô biên phàm nhân giới của Mạc Vô Kỵ, mà thôi. Rầm rầm ầm, thần thông đạo tắc đụng vào nhau, đạo vận quy tắc thốn thốn vỡ vụn. Trong lòng Thiên Hoàng một mảnh kinh hãi cùng bối rối, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy một người có thể một kích sát mang xé rách 7 tấm vũ trụ hoàng tinh của hắn. Còn là đang lúc hắn 7 tấm vũ trụ hoàng tinh triệt để thành hình bị phá hủy, thần thông bản lĩnh phải bao nhiêu? Răng rắc. Cũng trong lúc đó, Viễn Yết đỉnh cấp đại thần thông Tự Thủy Lưu Niên bị Mạc Vô Kỵ dùng phàm nhân đạo đạo vận làm vỡ ra. Tự Thủy Lưu Niên không chỉ có riêng là đệ nhất thần thông của Viễn Yết, tại trong vũ trụ này cũng là nổi danh thần thông gần với đại thần thông. Đây là thời gian đạo tắc thần thông, nghe đồn năm đó vũ trụ thời gian phép tắc khởi nguyên đạo quyển đã bị Viễn Yết lấy đi. Viễn Yết học tập phép tắc khởi nguyên đạo quyển về sau, bế quan trăm vạn năm, lĩnh ngộ Tự Thủy Lưu Niên. Đây mới thực là thời gian thần thông, một khi thi triển, dưới thần thông quy tắc không gian bất kỳ vật gì đều hóa thành nước chảy trong năm tháng, lại không còn sức phản kháng. Nhưng bây giờ cái đỉnh cấp thần thông này, tại dưới một đạo tàn hố của Mạc Vô Kỵ, hóa thành mây khói. Viễn Yết hồn phi phách tán, phàm nhân đạo cường hãn vô cùng để đưa hắn phong tỏa lại, tử vong khí tức bao phủ đến. Giờ khắc này hắn hiểu chênh lệch giữa mình và Mạc Vô Kỵ, vậy căn bản liền không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung ra. Nếu như nói đối phương là đại thụ, hắn chỉ là một cây cỏ nhỏ dưới đại thụ mà thôi. Ở nơi này trong nháy mắt sinh tử, hai đạo cường hãn đạo tắc khí tức từ hắn bên cạnh thân vọt ra. Một đạo thủ ấn trực tiếp đem Viễn Yết cuốn đi. Trong lòng Viễn Yết cảm kích không gì sánh được, hắn biết đây là Thái Loan cùng Thanh Nguyên đồng thời xuất thủ cứu hắn. Tạo hóa. Gần như là tại Thanh Nguyên cùng Thái Loan cứu Viễn Yết đồng thời, Mạc Vô Kỵ giơ tay lên một chỉ điểm ra. Không gian hóa thành lò luyện, hết thảy đều tại đây trong lò luyện tan rã. Vô luận ngươi đã từng là thánh nhân hay là phàm nhân, vô luận ngươi đã từng là người tốt hay là ác nhân, tại đây trong lò luyện, hết thảy đều sẽ bị hòa tan. Thiên địa là lô, vạn vật là đồng. Ô Hoàng cả người đều biến thành huyết vụ nổ tung, sau đó biến mất. Thái Loan cùng Thanh Nguyên thánh nhân sắc mặt đại biến, hai người trước vì cứu Viễn Yết, lần nữa bị phàm nhân giới của Mạc Vô Kỵ bao lấy. Bọn họ đích xác là có thể xé mở Mạc Vô Kỵ phàm nhân giới, nhưng chờ thời điểm bọn hắn xé mở Mạc Vô Kỵ phàm nhân giới, Mạc Vô Kỵ sớm đã động thủ. Dù cho biết tiên cơ đã mất đi, dù cho biết khả năng gặp phải hoàn cảnh bỏ mình đạo tiêu. Thái Loan cùng Thanh Nguyên hai gã thánh nhân vẫn là đồng thời lựa chọn xé rách Mạc Vô Kỵ phàm nhân giới vực. Răng rắc. Chỉ là mấy hô hấp thời gian, Thái Loan cùng Thanh Nguyên liền xé ra Mạc Vô Kỵ phàm nhân giới vực, thong dong thoát ly ra khỏi. Thái Loan cho mày, không đúng, Mạc Vô Kỵ lợi hại hắn biết, tuyệt đối sẽ không chờ khi bọn hắn xé mở phàm nhân giới, còn không có xuất thủ. Rất nhanh hắn và Thanh Nguyên liền hiểu ra đến, Mạc Vô Kỵ lúc này lâm vào giác ngộ. Hắn nhắm mắt lại đứng ở trong đại điện Thánh đạo hội như phế tích bình thường vậy, từng đạo phàm nhân đạo vận tại quanh người hắn vần quanh. Cuồn cuộn nổi lên hàng tỷ khí tức to lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đủ qua hơn 10 hô hấp, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên giơ tay lên ở trên hư không đánh một chảo.
Thấy Mạc Vô Kỵ xé mở ra đồ đạc, Thái Loan cùng Thanh Nguyên hai người cũng cảm giác được da đầu tê dại, cũng không dám dừng lại nữa, cùng Viễn Yết ba người cấp bách lẩn trốn mà đi. Bọn họ thấy Mạc Vô Kỵ xé ra Ô Hoàng thế giới, trên thế giới của Ô Hoàng tất cả bảo vật đều xuất hiện ở trong hư không. Điều này có bao nhiêu đáng sợ, Thái Loan loại này chứng đạo thánh nhân cường giả tự nhiên phi thường rõ ràng. Thánh nhân thế giới nói là có thể đánh mở ra liền mở ra sao? Vốn Mạc Vô Kỵ giết Ô Hoàng về sau, cũng không lấy được đồ đạc của Ô Hoàng. Bởi vì Ô Hoàng đồ đạc tại trong thế giới của mình, Ô Hoàng thế giới là đang cấp độ vị diện nào, ngoại trừ chính bản thân Ô Hoàng, không ai có thể biết. Trừ phi có người cùng Ô Hoàng cảnh giới chênh lệch nhiều lắm, sau đó tiêu phí hàng loạt thời gian chậm rãi đi mài, mới có khả năng phá vỡ Ô Hoàng thế giới. Ô Hoàng bản thân chính là thánh nhân cảnh cường giả, còn có ai có thể có cảnh giới cường đại hơn Ô Hoàng nhiều. Hiện tại Ô Hoàng bỏ mình đạo tiêu, Mạc Vô Kỵ còn có thể trong mười mấy hô hấp giơ tay lên liền phá vỡ Ô Hoàng thế giới, cường hãn cỡ nào. Xa xa Minh Thánh xem cuộc chiến một lòng nặng trĩu tới rồi đáy cốc, hắn lại muốn uy hiếp Mạc Vô Kỵ. Nếu như nói trước đây Mạc Vô Kỵ còn có thể cùng hắn giao phong, vậy bây giờ hắn tại trước mặt Mạc Vô Kỵ cũng không đủ nhìn nữa. Lúc này, hắn chỉ hy vọng Mạc Vô Kỵ không nên nhớ tới hắn di kỷ. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có lưu ý Minh Thánh di kỷ, thậm chí không có đi lưu ý Thái Loan ba người đã chạy trốn. Hắn cũng không có đuổi theo đám Thái Loan, mà là đưa mắt rơi vào trên người thanh niên một thân áo trắng mặt ngựa. Xin lỗi vị đạo hữu này, có thể mở ra giới vực của ngươi, để cho chúng ta rời đi không? Thấy Mạc Vô Kỵ cũng không có thu hồi bản thân phàm nhân giới quy tắc đạo vận, mà là nhìn về phía bản thân, thanh niên mặt ngựa liền ôm quyền, giọng nói rất là khách khi nói. Tại trong chỗ cường giả tranh đấu, một khi cường giả bố trí tới rồi giới vực trói buộc, vậy thì đại biểu cường giả tìm ngươi có việc. Nếu mà ngươi tránh thoát giới vực rời đi, vậy thì ý nghĩa căn bản ngươi cũng không có đem cường giả để vào mắt, là sinh tử đại thù. Mạc Vô Kỵ thực lực mạnh như thế, dù cho biết Mạc Vô Kỵ bố trí tới rồi giới vực trói buộc, tên mặt ngựa cũng không có tùy tiện rời đi. Bởi vì bị Mạc Vô Kỵ trói buộc tại giới vực trong không phải chỉ là một mình hắn, còn có một người vạm vỡ nữa. Không có khả năng. Phàm nhân kích trong tay Mạc Vô Kỵ vọt tới, hư không thật giống như hữu hình đồng dạng, phát sinh một tiếng rắc rắc âm vang, phàm nhân kích cứ như vậy cắm vào trong hư không. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói, tên ẻo là mặt ngựa tâm thần căng thẳng, trực tiếp lấy ra một thanh đại đao màu đỏ sậm so với ván cửa còn phải rộng hơn, nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ trầm giọng nói. Vị đạo hữu này, ta Mễ Hư cùng ngươi không cừu không oán, nếu mà ngươi muốn vũ trụ đạo tắc nói, ta đã bán cho người khác. Mạc Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, giơ tay lên vung ra một cái tàn phá trung phẩm thần khí động phủ. Ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi chết mà hiểu rõ, ngươi vì chính là một đạo tắc, giam giữ cô ta cùng bằng hữu ta thập nhất nương mấy vạn năm. Cô ta cùng thập nhất nương thật vất vả giúp ngươi đem đạo tắc đưa đến nơi này, con chó điên ngươi lại còn giết cô ta cùng thập nhất nương. Ngày hôm nay ta sẽ moi tim ngươi ra xem trái tim của một con chó điên màu đen hay màu gì. Người chung quanh nghe được Mạc Vô Kỵ nói, đều là thở dài. Thở dài không phải là Mễ Hư vì một đạo tắc giết cô và bạn của Mạc Vô Kỵ, mà là cảm thán Mễ Hư người này vận khí quá kém, chọc phải một kẻ hung ác như vậy. Về phần vũ trụ đạo tắc, vậy tuyệt đối không phải là trong miệng Mạc Vô Kỵ nói. Nơi này có rất nhiều người, nguyện ý vì một đạo vũ trụ đạo tắc hủy diệt vô mấy cái tinh cầu, thậm chí hủy diệt vô số giới vực, huống chi là giết hai người. Mễ Hư trong lòng lạnh lẽo, hắn thật không ngờ vận khí của mình kém như vậy, tùy tiện tìm một người mang theo đạo tắc tới nơi này, liền tìm được mấy tên gia hỏa hậu trường cứng như thế. Mễ Hư rất rõ ràng, lúc này nói cái gì nói đều cũng là vô ích, hồng đao ván cửa trong tay hắn bao trùm đi ra ngoài, đao mang đạo tắc đem Mạc Vô Kỵ phàm nhân giới lĩnh vực xé rách. Phát sinh một tiếng thanh thúy tiếng rắc rắc âm vang. Thực lực của hắn so với Ô Hoàng còn yếu hơn rất nhiều. Ô Hoàng tại trước mặt Mạc Vô Kỵ cũng chỉ là bị đánh giết sau một chỉ. Hắn nếu mà không nắm lấy thời cơ, hôm nay là hữu tử vô sinh cục diện. Mạc Vô Kỵ không có dùng phàm nhân kích, tay hắn giãy một cái, không gian bị Mễ Hư xé rách lần nữa bù đắp trở lại. Trong không gian thời gian đạo vận ngang dọc, Mễ Hư cuộn lên hồng mang đao đạo khí tức đột ngột chậm lại. Thời gian quy tắc thần thông. Trong lòng Mễ Hư trầm xuống, không đợi hắn điên cuồng thiêu đốt tự thân đạo tắc, một đạo vận cường hãn đến mức tận cùng, nhưng lại tầm thường đến mức tận cùng khóa lại hắn. Lập tức đạo nguyên khí thủ ấn này đã trực tiếp nắm cổ của hắn xách lên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.